Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 61. Bên trên một người vậy nhìn ra chút rất nhiều đầu mối, ôm quyền nói, trưởng lão, Trần Bình sư đệ công lực không kém, chỉ là lần này vận dụng huyết mạch, đúng là bị thương chút căn cơ, không ngại trở về cho hai người họ viên huyết nhân xâm quả, một để đền bù căn cơ hao tổn. Thứ hai, thành tựu hắn đánh chết Diệp Thần khen thưởng. Như vậy thứ nhất, 3 năm sau ngoại môn đệ tử thi đấu, Trần sư đệ nhất định sẽ lấy được tốt hạng. Thật tốt, ngụy trưởng lão khẽ gật đầu, huyết kiếm sâu mình lòng, vào lúc này nói lời nói này, thiết đúng lúc, liền nói, cùng hắn giải quyết xong rồi Diệp Thần, lão phu tự mình đem hắn thu là đệ tử chân truyền, truyền hắn một ít nói pháp. Hắn ngưng mắt nhìn trên lôi đài, Trần Bình như cũng nghiền ép trước Diệp Thần, nhưng là lại có chút không thoải mái. Đánh một cái Diệp Thần, đều có đánh lâu như vậy à? Còn càng muốn đem lực lượng toàn bộ hội tụ ở một cái tay lên, tránh lớn hơn tổn thương. Thật là lãng phí thời gian. Trần Bình ngược lại cũng không tệ. Chỉ là cái này Diệp Thần, bắt đầu còn ngông cuồng, bây giờ bị đánh được theo chó chết tựa như. Quát con vô dụng. Một cái khác huyết linh tộc người, bất tiết nhất cố nhìn Diệp Thần. Hắn nói, loại phế vật này, đích xác có chút ngông cuồng bản lãnh, nhưng là nhất không nên đắc tội chúng ta. Ở Côn Lôn hư, đích xác không có người có thể chống đỡ hắn. Nhưng là ở chúng ta huyết linh tộc. Loại này thực lực, đi hơi lớn hơn một chút địa phương, tùy tùy tiện tiện một người cũng có thể một quyền đánh bể Diệp Thần thân xác. Đạo nguyên cảnh thất tầng thiên. Đây coi là cái gì? Có thể so với nửa bước nhập thần cảnh, lại coi là cái gì à? Thật đụng ngay liền gia tộc lớn, chớ nói chi là thanh niên đồng lứa có thể nghiền ép hắn. Chính là huyết mạch cực mạnh thiếu niên, đánh hắn cũng theo đánh chết chó kém không nhiều. Trên lôi đài, Diệp Thần ngăn trở Trần Bình một quyền, bạo thối lui ra mấy chục mét, mà khí hội tụ khôi giáp sợ rằng một khắc sau liền muốn nổ tung. Thằng nhóc, cảm giác được mình miểu nhỏ sao? Trần Bình trên cao nhìn xuống cười. Hắn chờ đợi Diệp Thần cầu xin tha thứ. Nhưng là, Diệp Thần căn bản không có cầu xin tha thứ dự định. Thời khắc này Diệp Thần nhưng là lớn tiếng cười lên. Hắn đứng như một cây tùng xanh vậy, trong mắt bắn ra đạo đạo lạnh như băng sắc bén. Là máu. Mất đi. Hắn ngẩng đầu lên, giận dữ hét, cầu xin tha thứ ngươi tê liệt. Lời nói rơi xuống, Diệp Thần sau lưng đột nhiên trôi lơ lửng ra tịch diệt chi đạo. Thương thương thương. Tiếng chuông. Từng đạo kim loại tiếng va chạm truyền ra. Trăm mét lớn nhỏ tịch diệt chi đạo. Lại do như rồng rắn vậy, nhanh chóng duỗi tăng đến 200 mét lớn. Đạo lực, bước vào đoạn thứ hai. Oanh! Diệp Thần bộc phát ra một cổ cái thế khí cơ, mạnh mẽ khí huyết xông lên nổ xây đè xuống thủy tinh bàn tay. Hắn hơi thở ổn định leo lên, mơ hồ đã tới đạo nguyên cảnh bát tầng thiên. Không sai, tiếp theo Trần Bình áp lực, để cho tịch diệt chi đạo cao hơn một tầng, bước vào giai đoạn thứ hai. Đồng thời, cảnh giới vậy bước chân vào đạo nguyên cảnh bát tầng thiên. Trần Bình, ta còn nhiều cảm ơn ngươi. Để cho ta đột phá cảnh giới, bất quá, bây giờ ngươi ngày dỗ vậy đến. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, huyết long. Tiểu Hoàng, đem lực lượng gia trì ở trên người ta. Hắn vận dụng huyết mạch lực thì như thế nào, ta phải lấy khí huyết trực tiếp đánh bể hắn. Rõ ràng, Tiểu Hoàng đáp lại một tiếng, một đầu đâm vào Diệp Thần trên thân thể. Đi theo một cổ hào hùng khí huyết trào hiện ra, xông phá tinh đêm, toát ra sáng chói chói mắt sáng bóng. Huyết long không nói một lời, hóa hình ra, lại một bước đâm vào Diệp Thần thân thể bên trong. Lại một cổ đỉnh cấp lực lượng tụ vào. Bỏ mặc Tiểu Hoàng vẫn là huyết long hư ảnh, đều là Diệp Thần cùng nhau đi tới bầu bạn. Lại là Diệp Thần thân thể một số. Tự nhiên có thể mượn lấy bọn họ lực lượng. Tiểu Hoàng đến từ luân hồi mộ địa đại năng huyết mạch. Tự nhiên khủng bố. Mà huyết long, luân hồi mộ địa đại năng từng nói qua, nó sẽ trở thành là Diệp Thần lớn nhất lá bài tẩy. Thậm chí có thể nghiền ép huyết linh tộc người bất kỳ. Làm sao có thể rác dưới? Thương thương thương. Thương thương thương. Một đạo lại một đạo hơn tấc dài ngắn kim loại sáng bóng, hóa thành từng đạo màu vàng miếng vảy, hàng ngàn hàng vạn phiến cũng quanh quẩn Diệp Thần bay lượn. Một khắc sau, màu vàng miếng vảy dán vào Diệp Thần trên mình, hóa thành một bộ màu vàng chiến giáp, còn có một cổ nước xoáy khí huyết bay tới,
là Chu Diệt Đao. Diệp Thần cầm Chu Diệt Đao, người mặc màu vàng thánh giáp, có huyết long cùng tiểu hoàng lực lượng, bộc phát ra sát khí ngất trời, leng keng mà động, thật giống như thượng cổ chiến thần giáng thế vậy, tràn đầy vô tận sáng bóng, đồng thời tản mát ra lạnh lùng mà sơ sắc tiêu điều hơi thở, làm được mọi người sợ hãi, thậm chí linh hồn cũng đang rung rung. Một tối gian, mưa gió biến hóa, bốn phương sợ hãi vắng vẻ, một cổ đại đạo thần uy mãnh liệt, ra chỉ ở Diệp Thần trên mình. Bất diệt kiếm đạo, sát lục chi đạo, tịch diệt chi đạo. Ba con đường lực hiển hóa ra, nếu như ba bánh sông dài trôi lơ lửng giữa không trung, đào đào nước sông hóa ra một tôn tôn thần đem, nhu hòa bất diệt tính chất, sát phạt cuồng bạo và mất đi lực lượng, đồng loạt hướng cửu anh hư ảnh lướt đi. Vèo vèo vèo, vèo vèo, đạo đạo không bạo tiếng truyền ra. Trên trăm tôn thần đem vây lại liền cửu anh hư ảnh, cầm trong tay chiến thương công kích mãnh liệt trước chín cái đầu. Trần Bình, ngươi lấy là ngươi có thể đánh bại ta. Tốt lắm, lão tử ngày hôm nay liền đem hoàn toàn đánh chết, xem ngươi như thế nào phản kháng. Trên mảnh đất này, ta Diệp Thần vi tôn. Diệp Thần huy động Chu Diệt đao giết ra, một đao trẻ ra, lại bị giết quỷ kiếm ngăn trở, thân đao chợt tản mát ra từng cổ một mất đi lực, nếu như quang ba vậy, đem Trần Bình bọc lại. Răng khắp nơi khô héo sắc sóng gợn, lưu chuyển ở Trần Bình toàn thân cao thấp. Hiện nay, mất đi lực lượng, mỗi giây có thể biến mất đối phương 1.500 năm thọ nguyên. Không cần đánh chết ngươi, chỉ cần diệt trừ ngươi một ít thời gian, đem ngươi thọ nguyên tiêu hao hầu như không còn, chính ngươi đều phải chết. 30.000 năm tuổi thọ rất nhiều à? Vậy bất quá chỉ là 20 giây sự việc thôi. Diệp Thần! Diệp Thần! Người tên xúc sinh này. Diệp Thần, buông ta ra, buông ta ra. Trần Bình cuồng loạn gieo hò, đồng thời mãnh liệt dùng tay phải đánh mất đi quang ba. Hắn tay trái nắm giết quỷ kiếm, bộc phát ra toàn bộ khí huyết, ý đồ đem Diệp Thần đánh bay ra ngoài, bây giờ cũng không để ý căn cơ vấn đề, mới 2 giây không tới, mình không hề thiếu tóc trắng, xuống lần nữa đi thọ nguyên sợ rằng đều phải đã tiêu hao hết. Bình bịch bịch, bịch bịch. Màu máu quả đấm công kích ở mất đi quang ba bên trong. Phảng phất là không có hiệu quả vậy, chỉ có thể đưa tới đạo đạo không bạo tiếng. Còn như cửu anh hư ảnh đã hoàn toàn bị cuốn lấy, căn bản không cách nào trợ giúp chủ nhân chống cự mất đi quang ba lực lượng. Không. Trần Bình gần như tuyệt vọng cầm giết quỷ kiếm, cảm thụ mình càng ngày càng yếu ớt, tuấn Mỹ gò má đã đổi được sưng vù, lại qua 5 giây, trước sau, mình thọ nguyên, đã biến mất hơn phân nửa. Người cái này hèn mọn tạp chủng, mau buông tay. Mau à, mau. Trần Bình thê lương thét chói tai theo thọ nguyên suy nhược mà nhanh chóng truyền ra. Chớp mắt bây giờ, hắn thân thể phác họa, lại là yếu ớt vô cùng. Diệp Thần như cũ không để ý tới sẽ hắn, như cũ điều khiển Chu Diệt đao mãnh công giết quỷ kiếm. Trong mắt hắn điên cuồng, là máu. Nếu như có người chú ý, tất nhiên sẽ phát hiện Diệp Thần trong mắt biến hóa. Một cái con người hiện lên u lam quang, như tới từ địa ngục tử thần trong mắt. Một cái khác con người nhưng là máu đỏ tươi quang, như nắm trong tay luân hồi cao nhất ma chủ. Như tình huống như vậy, Trần Bình cất kiếm, cần phải bước lui Diệp Thần, nhưng sẽ trước một bước bị Diệp Thần bổ. Cấp 4 tiên khí uy năng có thể không phải dựng lên. Chỉ luận về uy lực, ngay tại cấp 2 tiên khí gấp 8 lần trở lên. Nếu không phải Diệp Thần dựa vào mất đi lực ngăn cản một số công kích, lại điều khiển sát lục chi đạo và bất diệt lực, ngăn cản một nửa kia công kích, sợ rằng mình đã trước một bước bị đánh bay ra ngoài. Nếu như Trần Bình không cất kiếm, mất đi quang ba bao quanh hắn. 20 giây bên trong, hẳn phải chết. Vô luận như thế nào? Nhập thần cảnh tầng trời một Trần Bình, đều là hẳn phải chết. Còn như cửu anh hư ảnh đã hoàn toàn bị ba con đường lực vây khốn. Không cách nào chuyển vận lực lượng cho Trần Bình, giống như là căn nguyên huyết mạch lực lượng bị cắt đứt, Trần Bình chỉ có thể dựa vào tự thân khí huyết lực. Thoáng qua gian, tuấn giật thanh niên tuổi vết loang lổ trên gương mặt kể trước không cam lòng. Hắn uể oải hô, Diệp Thần, ta nhận thua. Thả qua ta à, ta đã bị ngươi tiêu hao vượt qua quá nhiều tuổi thọ. Ngươi thả ta trở về, ta cũng không được việc, để cho ta rời đi đi. Ta van cầu ngươi. Thời khắc này Trần Bình cùng mới vừa rồi phách lối ma thần hình dáng, thật là khác xa lắc xa lơ.
hắn trong lòng thậm chí vô cùng hối hận, tại sao phải đến đi chuyến này à? Trấn áp một cái hạ võ vị diện mà thôi. Ta chỉ là muốn mò một chút huyết khí tu luyện mà thôi à? Tại sao? Tại sao ta muốn đụng gặp một cái tu luyện mất đi lực võ giả? Mới vừa giao thủ không tới 15 p, hắn đã tổn thất thảm trọng. Hắn tương lai, tiền đồ của hắn, cứ như vậy tống táng. Hắn không cam lòng à? Hừ, nếu như ta thua, người có thể sẽ bỏ qua cho ta. Đàng hoàng tiếp nhận chết, các ngươi những bại hoại này. Muốn giết ta Diệp Thần liền phải làm cho tốt chết giác ngộ. Mất đi quang ba, bể. Kèm theo Diệp Thần thanh âm, hưu quạnh quang ba bỗng nhiên gian bể ra, hóa thành đạo đạo có thể chết người mảnh vỡ, nếu như lợi kiếm vậy đâm vào Trần Bình trong cơ thể. Diệp Thần bạo lui ra, tiện tay bây giờ đánh lùi cửu anh hư ảnh. Hô! Một đạo lạnh lùng gió thổi qua, cửu anh hư ảnh trực tiếp hóa thành phấn vụn. Trần Bình mờ mịt đứng ở trên lôi đài, tóc trắng phiêu vũ, cả người trên dưới tràn đầy mỏng nhíu ra. Giờ phút này nhìn qua giống như là một cái 70 đến 80 tuổi từ từ lão đầu, sợ rằng bước kế tiếp liền muốn bước vào trong quan tài trong gió tàn trúc, rất không được bao lâu. Phốc! Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, huyết mạch. Hắn cúi đầu đảo mắt nhìn quanh thân, trong máu thịt cắm hơn tấc lớn nhỏ mất đi mảnh vỡ, đang nhanh chóng biến mất mình còn dư lại thọ nguyên, đã mất sức hồi thiên. Sợ rằng, không chống đỡ được mấy giây. Sớm biết. Ta không nên tới nơi này. Tới nơi này, là ta cuộc đời này phạm một cái sai lầm lớn. Trần Bình ánh mắt quét nhìn qua tất cả mọi người chung quanh, cười khổ một tiếng nói, 25 trở khổ tu, dục ý mai kia lên trời, ngang dọc thiên hạ, không ngờ muốn đến Côn Lôn hư. Nhưng thành ta vận mạng điểm cuối. Năm tháng như thoi đưa, không tới 30 giây, thoáng qua rồi biến mất. Hắn ngưng mắt nhìn nếu như chiến thần vậy Diệp Thần. Tà Mị nói, người thật là lòng dạ độc ác à. Đối với một vị thanh niên, giết hắn, thậm chí tốt hơn tại để cho hắn thọ nguyên bị nhanh chóng hao hết, vô lực chết đi. Đối với Trần Bình mà nói, cảm thụ mình thọ nguyên thành trăm lần, thành thiên lần, thành gấp vạn lần biến mất, đơn giản là thiên đại hành hạ. Diệp Thần, so ác ma, còn kinh khủng hơn. Bất quá đây là thiên đạo luân hồi. Thế giới của võ giả không có đúng sai. Chỉ có mạnh yếu. Thật là ác độc. Năm đó các ngươi huyết linh tộc tàn sát ta Côn Lôn hư, biết bao tàn nhẫn. Diệp Thần nhìn hờ hững, nói, sáng nay bất quá là trả nợ, hết thảy đều là ngươi cùng lỗi do tự mình gánh, không oán người được. Mất đi quang ba. Xuất thân từ mất đi lực. Có tiêu hao người hoặc là hung thú thọ nguyên năng lực. Như năng lực này, đối với bất kỳ một người nào kẻ địch mà nói đều là thiên đại ác mộng. Võ giả có thể tiếp thụ bị giết, nhưng để cho bọn họ nhìn mình ở rất trong thời gian ngắn chết già, tan biến hết thảy mộng tưởng và hy vọng, thật là so giết bọn họ còn ác hơn độc gấp trăm ngàn lần. Nhưng Diệp Thần tàn nhẫn độc à? Không. Hắn chỉ đối với đầu dựa vào người huyết linh tộc, cùng với huyết linh tộc người, dùng thủ pháp này. Đó là bởi vì xử lý phản đồ và ác ma, tu được dùng thủ pháp này. Đối với bình thường kẻ địch, Diệp Thần khinh thường tại như vậy hành hạ người. Hô hô hô, hô hô, chung quanh đổi được hết thảy yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngắm nhìn trên lôi đài, ánh mắt đổi được dần dần ngây dại ra. Nhất là Hàn Vân, Diệp Lăng Thiên, Thiên Văn, Bách Chiến các người. Nguyên lai, nhà mình điện chủ lá bài tẩy, như vậy khủng bố à. 20 giây bên trong, hao hết sạch một vị nhập thần cảnh nhất tầng thiên võ giả thọ nguyên. Nếu là đúng trước đế tôn cảnh người dùng, sợ rằng không tới mấy giây, đối phương liền sẽ hóa là bột chứ. Như năng lực này, dùng nghịch thiên mà nói, đều không đáng lấy khái quát, dù là đối với những người khác lúc, chỉ cần có sức đánh trả, liền có thể biên độ lớn tiêu hao đối phương lực lượng, không tới một phút, lại kẻ địch cường đại, cũng chạm trán lực 10 không tích chữ 1. Chính giữa, nhận thức nhất rõ ràng là Bách Chiến trưởng lão, hắn xây được cũng là tịch diệt chi đạo. Chỉ là hắn còn chưa từng lĩnh ngộ, mất đi quang ba, một chiêu này, càng không cách nào ở ngắn như vậy tạm trong thời gian, dây dưa đối thủ chết sống thọ nguyên. Đỉnh hơn, chỉ có thể hao hết sạch đối phương mấy trăm năm thọ nguyên. Điện chủ thiên phú, coi là thật khủng bố. Cái này mới tu luyện tịch diệt chi đạo bao lâu à?
Bách chiến trưởng lão âm thầm than thở, nhỏ tế sổ đếm, dường như không tới một tháng chứ. Trong một tháng, đem tịch diệt chi đạo lực lượng lĩnh ngộ được loại trình độ này. Hơn nữa, tu luyện tới loại trình độ này. Chính là chỉ có huyết linh tộc ở giữa đại gia tộc thiên tài, mới có thể cùng điện chủ tương để tịnh luận đi. Phịch! Lại một tiếng truyền ra, một đạo thân ảnh ngã xuống. Là Trần Bình ngã xuống, rơi xuống đất một khắc kia, thân xác hóa thành phấn vụn phiêu tán ở thương khung bên trong. Trần Bình, ngươi lại có thể giết Trần Bình. Thằng nhóc ngươi dám. Ngụy Vô Thành thốt nhiên giận dữ, cũng không để ý cái gì quang vinh không vinh dự chuyện. Hắn tung người nhảy lên bay đến trên lôi đài, lạnh như băng đôi mắt tản mát ra hơi lạnh thấu xương. Diệp Thần, ngươi xúc sinh này, dám can đảm giết ta ba vị đệ tử. Nhất là Trần Bình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Huyết mạch hắn là người vĩnh viễn cũng kém hơn, người cái này hèn mọn đồ. Hắn vẫy tay ngưng tụ một đạo huyết lôi bổ ra, ngay lập tức gian đem Diệp Thần đánh bay ra lôi đài phạm vi. Người xúc sinh này có biết Trần Bình là có thể tham gia ngoại môn thi đấu thiên tài đệ tử à? Đem người hắn giết chết, lão phu ngày hôm nay làm sao có thể để cho ngươi khỏe qua? Chợt, hắn một tay là đao, lăng không chém ra một bộ xoay tròn đạo đồ, lướt qua giữa không trung chấn động được mặt đất văng tung tóe. Chính là lợi dụng cấp 6 linh khí chế tạo nhã lôi đài lớn, đều bị dư âm miễn cưỡng nổ, biến thành trăm ngàn đạo mảnh vỡ phân bay ra. Xoay tròn đạo đồ cùng không khí va chạm, sinh ra kịch liệt ngọn lửa, trên không trung lưu lại một đường thật dài dấu vết. Ngày tháng chém không? Diệp Thần khẽ quát một tiếng, hội tụ toàn thân khí huyết tại chu diệt đao, đột nhiên chém ra một đao, long phượng sau đó hiển hóa ra, ngày tháng dấu vết phơi bày. Ngao ô! Thương long gầm thét, phượng hoàng trỗi lên. Bản thân xoay tròn chồng lên ngày tháng dấu vết ra, lướt qua giữa không trung, cùng xoay tròn đạo đồ đụng vào một khối. Phịch! Một đạo kịch liệt sóng trùng kích truyền ra, hơi yếu nhỏ một chút mọi người rối rít bị đánh bay ra ngoài. Bên cạnh Diệp Lăng Thiên cũng bị chấn động được thất khiếu chảy máu, thân hình đi lang thang. Chỉ riêng dư âm thì có uy năng như vậy, có thể làm đế tôn cảnh bị thương. Có thể tưởng tượng được. Cái này bức đạo đồ uy lực, rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Thương thương thương. Tiếng chuông. Ánh sáng rực rỡ biến mất, dư âm tán loạn. Mọi người rõ ràng thấy được, Long Phượng đang đồng đạo đồ lẫn nhau đánh vào, giống như là hai quả thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh kim bánh xe như nhau quấn vòng quanh va chạm, chợt, lại bộc phát ra từng tầng một dư âm, khuếch tán ra đem lớn như vậy ngàn quyết quảng trường, xông lên được nhiều mảnh nhỏ. Chạy! Rút lui! Nhanh chóng rút lui! Tần gia gia chủ! Vương gia chủ và loạn thương môn môn chủ ý nghĩ đầu tiên chính là rút lui. Mới vừa rồi vậy một đạo dư âm đều đưa mình các người bị thương nặng, lại đối mặt mấy đạo dư âm không được sống sờ sờ bị chấn động giết tại chỗ à. Theo mấy vị môn chủ, gia chủ rút lui, những người khác vậy nhanh chóng rời đi. Phịch! Một cổ dư âm lan truyền ra. Lớn như vậy ngàn quyết quảng trường sừng sững nổ tung, vô số đá vụn phân bay. Diện tích mấy trăm ngàn thước vuông quảng trường thiên tuyệt, lưu truyền hơn ngàn năm cứ như vậy bị hủy diệt. Nhưng mà, đạo đồ nhưng bộc phát ra kim quang sáng chói, tựa hồ đang tan rã long phượng lực lượng. Không được. Tiếp tục như vậy nữa, căn bản không ngăn được. Diệp Thần sắc mặt vô cùng cái thảm bại, tay trái một chảo, Trần Bình cấp 4 tiên khí giết quỷ kiếm bay tới. Hắn tay trái cầm kiếm, tay phải cầm đao khí huyết bạo phát. Mũi kiếm cùng mũi đao đồng thời tóe ra vô tận đao khí và kiếm khí, răng khắp nơi ra, nếu như thác nước vậy liên miên không ngừng, có cuộn sạch thương khung khí tổng thể. Đao khí cùng kiếm khí, ra chỉ ở long phượng trên mình. Tạm thời chặn lại đạo đồ công kích. Đây chính là nhập thần cảnh tầng 5 thiên lực lượng à. Tùy ý nhất kích tay đao, đều có uy năng như vậy. Không đúng. Lão đầu tử này huyết mạch lực lượng rất yếu. Đạo đồ lực lượng đều là khí huyết đang chống đỡ. Tiểu Hoàng chợt phát hiện đầu mối, nói, lão già này khí huyết sinh ra biến chất, quanh thân lực lượng vậy vì vậy thay đổi, tương đương với nhập thần cảnh tầng 6 thiên. Nhưng là, huyết mạch hắn lực lượng rất yếu. Thậm chí không bằng lạc phổ máu bởi vì mãng. Hẳn là tám chảy máu mạch hoặc là cửu lưu huyết mạch, tuyệt đối thấp hèn mặt hàng. Ngươi thử một chút, dùng huyết mạch lực lượng. Ngươi nhưng mà luân hồi huyết mạch,
huyết mạch trấn áp hẳn đủ để chống lại. Được, Diệp Thần chợt gật đầu, trong cánh tay quanh quẩn ra từng đạo màu tím khí huyết, tụ vào đao kiếm bên trong, quả nhiên kiếm khí cùng đao khí, chợt tăng gấp mấy lần chi hơn, hắn còn chưa hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch, chỉ là vận dụng một ít huyết mạch lực lượng mà thôi. Lão đại, người máu này mạch, sợ rằng phải là lên tam lưu huyết mạch à? Tuyệt đối vượt qua lão đầu tử này, Tiểu Hoàng nói tiếng nói ở Diệp Thần bên tai vang khắp. Một khắc sau, một đạo kim quang tan thành mây khói. Ngay sau đó, một đạo động trời tiếng nổ truyền ra, mọi người chỉ thấy được Long Phượng hư ảnh nổ tung, đạo đồ đụng vào Diệp Thần trên mình. Giữa không trung, một đạo thân ảnh vạch qua, nặng nề rớt rơi trên mặt đất. Diệp Thần tập tễnh bò dậy, trên mình đạo dấu máu, vô cùng chật vật. Bỏ mặc nói thế nào, hai người chênh lệch vẫn là quá lớn. Đối phương nhưng mà nhập thần cảnh cường giả à. Diệp Thần nếu như bước vào đế tôn cảnh, nhiều ít có thể chống lại nhập thần cảnh. Nhưng bây giờ chỉ là nói nguyên cảnh. Làm sao chống lại? Thật là mạnh. Đây cũng là nhập thần cảnh thực lực chân chính sao? Diệp Thần không để ý thương thế trên người, uống mấy viên thuốc, chật vật đứng lên. Nhưng mà, cấp 2 chu diệt đao đã đầy vải vết rách, hiển nhiên không chịu nổi đạo đồ lực lượng, bắt đầu nứt nẻ. Còn như tứ phẩm giết quỷ kiếm, trên thân kiếm cũng nhiều mấy đạo dấu vết. Phỏng đoán, đao kiếm đều không thể dùng bao lâu. Nhập thần cảnh ngũ tầng thiên. Quả nhiên lợi hại. Đánh nát tiên khí, chỉ sợ cũng rất dễ dàng. Nhưng mà, Ngụy Vô Thành nhưng là có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần, tựa hồ là một lần nữa ngạc nhiên. Hắn có chút kinh ngạc nói, ngươi lại có thể không có chết. Ta tầng thứ này khí huyết lực lượng, đánh bể nhập thần cảnh tứ tầng thiên, cũng không nói ở đây. Lại có thể chỉ là đả thương ngươi, ngươi coi như là luyện thể cũng không khả năng như thế khoa trương. Một cái rác dưới vị diện võ giả lại có thể cường hãn đến tình cảnh này, ngược lại có chút ý nghĩa. Ngươi thật là không tệ, đáng tiếc à, là người Côn Lôn hư. Hắn đứng chắp tay. Nếu như thật cao trí ở trên cao đế vương ngưng mắt nhìn Diệp Thần, nói ta muốn xem, người còn có thể ngăn cản ta mấy chiêu. 5 chiêu. 3 chiêu. Ta xem kém không nhiều một chiêu đi. Ngụy Vô Thành suy tư nói, thôi, một chiêu tiêu diệt ngươi. Cũng tiết kiệm đêm dài mộng hơn. Chợt, một khắc sau. Ngụy Vô Thành bay đến quảng trường Thiên Tuyệt ra, cũng không để ý sẽ người chung quanh. Hắn chậm rãi huy động tay trái. Khí huyết lực lưu chuyển, bàn tay mơ hồ biến thành màu xanh nhạt, do như thủy tinh bàn tay vậy, sừng sững cầm quả đấm, cánh tay quanh thân quanh quẩn đạo đạo cương gió, đưa tới sáng chói lửa cháy mạnh, có màu tím, cũng có màu trắng, còn có màu vàng, màu đen đợi một chút. Đạo đạo ngọn lửa cháy mạnh lực lượng, hội tụ ở trên nắm tay. Phịch. Ngụy Vô Thành đánh ra một quyền, một đạo hàm chứa các loại lửa cháy mạnh lực lượng quyền kính sừng sững bay ra. Chính giữa lại hiển hóa ra một bộ dữ tợn mặt quỷ, tựa như là tới từ địa ngục công kích, tản mát ra làm người ta khí tức hoảng sợ, thậm chí người ngoài cả người đều ở đây không ngừng run rẩy. Một quyền này, rất mạnh. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Thần, trong mắt cực kỳ dữ tợn. Hắn rất rõ ràng, lấy Diệp Thần thực lực căn bản không ngăn được một quyền này. Đây chính là cao võ vị diện và rác dưới vị diện khác biệt. Một quyền này hàm chứa hắn vô tận lửa giận. Diệp Thần giết như thế nhiều đệ tử của hắn, nếu là bị vị đại nhân kia biết, mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có mang Diệp Thần đầu lâu trở lại huyết linh tộc, mới có khả năng có được vị đại nhân kia tha. Diệp Thần ngẩng đầu lên, trong mắt có chút vết máu che ở tầm mắt, hắn thân thể lảo đảo lắc lư. Uy áp cường đại bao phủ tới, thậm chí để cho Diệp Thần không nhịn được khạc ra một ngụm máu tươi. Hắn muốn câu thông luân hồi mộ địa đại năng, nhưng phát hiện một quyền này phong bế hết thảy. Nói cách khác, Diệp Thần chỉ có thể dựa vào mình đi vác. Nhưng là, hắn như vậy trọng thương, làm sao đi vác? Đáng chết! Diệp Thần tức giận mắng một tiếng, hắn rất rõ ràng, đây là trước mắt hắn đụng phải nhất nguy cơ lớn, hơi lơ là, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn vốn định dựa vào luân hồi mộ địa. Nhưng là giờ phút này Ngụy Vô Thành lực lượng phong bế hết thảy. Diệp Thần con người đông lại một cái, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Vô Thành tựa như chấp chưởng hết thảy nụ cười. Hắn không có lựa chọn, hắn chật vật bước ra một bước,
bỏ mặc kết quả như thế nào, hắn sẽ không lùi bước. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một đạo xinh đẹp ảnh bay tới, vừa vặn chắn Diệp Thần trước người. Để cho Diệp Thần kinh ngạc là, xuất thủ lại là Diệp Lạc Nhi. Diệp Lạc Nhi, người mẹ hắn đang làm gì vậy? Cút gà, Diệp Thần gầm thét lên tiếng. Nhưng là Diệp Lạc Nhi nhưng là gắt gao ngăn ở Diệp Thần trước người, khóe miệng phát họa một đạo không sợ hết thảy nụ cười. Diệp đại ca, Lạc Nhi không cha không mẹ, không có người thân, nhưng là từ gặp phải Diệp đại ca sau đó, ta liền biết ta nhiều một người thân nhân. Lạc Nhi chẳng qua là tiện mệnh một cái, nhưng là Diệp đại ca trên vai nhưng là vác Côn Lôn hư tương lai. Lạc Nhi nguyện ý là Diệp đại ca ngăn cản một kích này. Diệp Lạc Nhi hơi đánh ra một chưởng, đem bị thương Diệp Thần ép lùi lại mấy bước, khóe mắt chảy thủy tinh vậy giọt lệ. Diệp đại ca, chỉ cần sau này ngươi có thể nhớ ta liền tốt. Diệp Lạc Nhi trong mắt tràn đầy không sợ hãi. Từ ở huyết linh bí cảnh trong Diệp Thần đem nàng mang ra ngoài, nàng vẫn muốn giúp Diệp Thần, chỉ là thực lực quá kém, mỗi một lần muốn giúp một chút, cũng không được. Nhưng là lần này, nàng có thể. Nàng nhất định có thể. Ngươi làm gì? Lạc Nhi, Diệp Thần gần như điên cuồng trên đất trước, muốn phải bắt được Diệp Lạc Nhi tay, lại bị một cổ hơi thở đẩy lui mở. Ngụy Vô Thành thấy một màn này, nhưng là cười lạnh một tiếng, rác dưới chính là rác dưới, ngươi lấy là ngươi có thể giúp thằng nhóc này ngăn cản. Đùa gì thế, ngày hôm nay, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Hắn chợt thúc giục một kích kia hướng Diệp Lạc Nhi đi. Vốn cho là Diệp Lạc Nhi sẽ bị dư âm chấn động là xương máu. Nhưng không nghĩ tới, dị biến nổi lên. Rào 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 rào. Rào 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 rào. Một cổ thánh long hơi thở từ Diệp Lạc Nhi trong cơ thể bộc phát ra, chợt cực độ đậm đà xương máu xuất hiện. Một cái to lớn lửa cháy mạnh đầu rồng từ trong đưa ra, bổ sung thêm lửa cháy mạnh vảy rồng long chảo đưa ra, long chân đưa ra, rất nhanh thân thể vậy từ trong huyết vụ đi ra. Một tôn 10 trượng lớn nhỏ lửa cháy mạnh thánh long chậm rãi đi ra, một đôi diệt thế trong long nhãn, tràn đầy thanh tuyệt thần sắc. Thánh long hư ảnh, đối mặt giấu quyền. Là huyết mạch lực thức tỉnh. Diệp Lạc Nhi huyết mạch lực, hoàn toàn thức tỉnh. Từ nhược tông chủ đem nàng giao cho Diệp Thần một khắc kia, Diệp Thần cũng biết nàng thân phận không đơn giản, tuyệt đối là huyết linh tộc nhân vật tầng trên, nhưng là không nghĩ tới, huyết mạch lại có thể như thế mạnh. Vượt qua xa Trần Bình Nam chảy máu mạch, ít nhất là tuyến 2, 3 huyết mạch. Nếu không, vẻn vẹn là huyết mạch hư ảnh hiển hóa ra, cũng sẽ không có mạnh như vậy hơi thở. Thánh Long hư ảnh uy áp, ít nhất là cửu anh hư ảnh 10 lần trở lên. Hống hống, hống, đạo đạo Long tiếng khóc truyền ra. Thánh Long hư ảnh tựa hồ có mình ý tưởng và ý thức, không có chủ động tấn công giấu quyền, càng không có tấn công Ngụy Vô Thành. Nó chỉ là chắn Diệp Lạc Nhi trước người, là bản thể ngăn cản tấn công mà thôi. Làm sao có thể? Thời khắc này Ngụy Vô Thành tròng mắt trợn to. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lạc Nhi thân thể, càng gắt gao nhìn chằm chằm vậy lửa cháy mạnh thánh long. Hắn đã từng ở huyết linh tộc gặp qua loại này huyết mạch hư ảnh. Chỉ bất quá hơn nữa cường thế. Đây là huyết linh tộc huyết mạch à? Làm sao sẽ xuất hiện ở một cái Côn Lôn hư nha đầu trên mình? Không thể nào, tuyệt không thể nào. Phịch, dấu quyền đụng vào thánh long hư ảnh lên một khắc kia. Vô số sáng chói lửa cháy mạnh bộc phát ra. 7-8 cái lửa cháy mạnh dư âm phân bay, dấu quyền trực tiếp nổ tung. Mà thánh long hư ảnh vảy rồng văng khắp nơi phân bay, lớn như vậy hư ảnh cũng ở đây sừng sững gian vỡ ra, Diệp Lạc Nhi cũng bị bộ phận lực lượng đánh trúng. Phốc, Diệp Lạc Nhi trào máu đổ bay. Nếu như thiên nữ vậy ngã xuống, quần dài trắng tinh là máu tươi nơi nhuộm đỏ. Nàng ngã ở Diệp Thần trong ngực, vui vẻ yên tâm cười một tiếng nói, Diệp đại ca, Lạc Nhi thật giống như đổi lợi hại. Ngươi đi mau. Nàng khẽ vuốt ve Diệp Thần gò má, đi nhanh đi, mau chút, không đi nữa, liền không còn kịp rồi. Diệp đại ca, ta có thể giúp ngươi, chỉ có những thứ này. Ngươi nhất định phải an toàn rời đi. Ta có thể sẽ rơi vào ngủ say. Nhưng ta sẽ không chết, ta sẽ một mực chờ ngươi. Một khắc sau, Diệp Lạc Nhi sừng sững nhắm hai mắt lại, trọng thương hôn mê, hoặc như là rơi vào trạng thái chết giả vậy. Lạc Nhi, Lạc Nhi, Diệp Thần ôm ôm lấy Diệp Lạc Nhi,
cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Ngụy Vô Thành. Ngụy Vô Thành ngược lại là vô cùng kinh ngạc, xem quả đấm mình, gặp phải Thánh Long hư ảnh cắn trả lực, đã nổ tung làm mảnh vỡ. Hắn nói cái này nha đầu rốt cuộc là ai? Côn Lôn hư, lúc nào có loại này huyết mạch tộc nhân tồn tại? Không đúng, không phải người Côn Lôn hư. Người phụ nữ này là người huyết linh tộc, là Thánh Long gia tộc người phụ nữ, bị lưu lạc đến Côn Lôn hư. Đáng chết! Thánh Long gia tộc! Huyết linh tộc đứng đầu gia tộc lớn à, nếu để cho bọn họ biết, hắn làm bị thương nặng nhà bọn họ con cháu. Đó chính là ta huyết kiếm môn, đều có tai họa ngập đầu. Những người trước mắt này, không thể lưu. Ngụy Vô Thành lúc này hạ ngoan tâm, khí tức lạnh như băng lan tràn toàn thân, phải đem tất cả mọi người tại chỗ chu diệt. Bao gồm huyết kiếm và một người đệ tử khác, toàn bộ đều được chết. Chỉ có bọn họ chết, điều bí mật này mới sẽ bảo đảm tồn hạ tới. Thánh Long tộc cho dù truy xét xuống, hắn vậy có thể nói là người Côn Lôn hư hại nàng. Nếu như không truy xét xuống, tốt nhất. Ngụy Vô Thành, ngươi, còn muốn giết chúng ta. Ngươi cái này lão xúc sinh, ngày hôm nay, lão tử phải đem ngươi lột ra rút gân. Diệp Thần đem Diệp Lạc Nhi an ổn đặt ở an toàn chi địa, cũng làm bách chiến canh phòng. Hắn ánh mắt lạnh như băng trong, tràn đầy vô tận điên cuồng, ấn đường mơ hồ có một đạo ma quang sinh ra, tựa hồ là một con mắt. Đúng, một con màu máu ác ma ánh mắt xuất hiện. Là ác ma mắt. Hắn trong nghi tâm xuống một quả tà vật, sinh ra một đạo ác ma mắt. Đến từ cửu U, đã từng ở huyết linh bí cảnh trong, chính là cái này ác ma mắt trợ giúp Diệp Thần chu diệt nhiều máu như vậy linh tộc cường giả. Diệp Thần biết cái này ác ma mắt xuất hiện, liền đại biểu chuyển cơ. Hắn quanh thân quanh quần đạo đạo ma quang, khí huyết ổn định leo lên, nếu như U Minh ma thần vậy, trong lòng tức giận đến trình độ cao nhất. Hôm nay huyết linh tộc người, một cái cũng đừng nghĩ an ổn chết đi, mỗi một cái đều phải lột ra rút gân. Để cho tất cả mọi người xem, dám động Diệp Thần người, chết, đều là lớn nhất xa xỉ. Luân hồi mộ trong. Mộ chủ huyết mạch lại thức tỉnh một ít. Là ác ma mắt. Huyết thất giả quay lại nhìn về phía Diệp Lạc Nhi, nói cô gái này, còn rất trọng tình cảm. Là một tốt cô gái. Diệp Thần, lão phu cũng đem toàn bộ lực lượng cho ngươi, diệt cái này Ngụy Vô Thành. Sư tôn, Diệp Thần hỏi, Lạc Nhi thương thế như thế nào? Khá tốt, huyết thất giả đang hội tụ lực lượng toàn thân, luân hồi mộ trong một mảnh màu máu ánh sáng rực rỡ. Nàng là huyết linh tộc Thánh Long gia tộc người, là đứng đầu huyết mạch một trong, mặc dù chỉ là mới vừa thức tỉnh, nhưng vậy sánh bằng nhị lưu huyết mạch. Chỉ là, Diệp Lạc Nhi tu vi quá yếu, cho nên chỉ có năng lực phòng ngự, không có năng lực phản kích. Nhưng chí ít không chết được, chỉ là dưỡng thương, sợ rằng phải một đoạn thời gian. Thánh Long gia tộc, lúc ban đầu, còn không nhìn ra cái này nha đầu rốt cuộc là của gia tộc nào. Không nghĩ tới là huyết linh tộc đứng đầu một trong những thế lực, lại thần bí nhất Thánh Long gia tộc người. Ban đầu, hẳn là Thánh Long gia tộc xuất hiện nội loạn, nếu không Diệp Lạc Nhi cũng không khả năng lưu lạc đến Côn Lôn hư. Nhưng nếu lưu lạc đến Côn Lôn hư, lại là ta đồ người, vì bảo vệ đồ nhi mà trọng thương, chính là một cái bé gái ngoan. Diệp Thần, chuẩn bị xong, cổ lực lượng này sẽ rất cường đại. Huyết thất dạ hóa hình vừa rơi xuống. Thân hình cũng đi theo huyết quang, đồng thời bay vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Thời khắc này Diệp Thần giống như hoang cổ ma thần hạ xuống, trước ngực lưu chuyển chín đạo ma quang, hóa thành một bộ ác ma chiến giáp, đôi mắt toát ra khí khái bế nghĩa thiên hạ, hắn bỏ chu diệt đao và giết quỷ kiếm, phải đơn thuần lấy quả đấm, tiêu diệt Ngụy Vô Thành. Giờ phút này, bởi vì huyết thất giả và ác ma mắt lực lượng, hắn khí huyết đã tới cực kỳ kinh khủng bước. Thậm chí ma khí tràn ra trong mắt. Vượt qua xa Ngụy Vô Thành, đơn thuần hơi thở nở rộ ra, liền sánh bằng nhập thần cảnh cường giả, đè được Tần gia gia chủ, Vương gia gia chủ các người thân xác rối rít vỡ ra, hơn 100 cái lấy lòng huyết linh tộc tông phái tông chủ, trưởng lão đợi một chút, rối rít quỳ xuống. Ác ma mắt và huyết thất dạ lực lượng. Hai loại lực lượng phóng thích ra uy áp, khủng bố đến trình độ cao nhất. Bình bịch bịch, bịch bịch. Chợt, từng cái tiểu tông phái tông chủ, thái thượng trưởng lão thân xác vỡ ra. Giống như thả pháo bông vậy, một cái tiếp theo một cái,
linh hồn đều ở đây nháy mắt tức thì bị phai mờ, đám này đạo nguyên cảnh, đế tôn cảnh con kiến hôi, làm sao có thể chịu đựng ở Diệp Thần hơi thở. Thoáng qua tức, trở mặt đầu dựa vào huyết linh tộc 170 cái tiểu tông phái, từ tông chủ bắt đầu đến trưởng lão, hơn ngàn người miệng phun máu tươi. Căn bản không chịu nổi. Loạn thương môn môn chủ, Lăng Hải tông tông chủ đợi một chút, sắc mặt ảm đạm trong treo không thể tin thần sắc. Diệp Thần, hoàn toàn bộc phát, chỉ riêng uy áp liền làm thương tổn nhiều như vậy đế tôn cảnh, hơn ngàn vị đạo nguyên cảnh, đây quả thực là cái thế ma thần à. Phịch, phịch, lại là mấy chục đạo hộc máu tiếng, loạn thương môn cùng mấy cái trong cùng môn chủ, tông chủ máu tươi tiệm nhiễm. Bọn họ áp tải quang minh điện đệ tử, trên mình gông xiềng rối rít bị giải khai. Cái này hơn ngàn đệ tử đoạt được linh khí, đồng loạt hướng Diệp Thần cúi chào nói, gặp qua điện chủ. Điện chủ thần uy cái thế. Đứng lên đi. Diệp Thần vậy không hơn xem bọn họ, ánh mắt rơi vào Ngụy Vô Thành trên mình. Thân hình hắn nếu như nhanh như tia chớp đi tới Ngụy Vô Thành trước người, một quyền đánh bể trong tay hắn tiên khí, đưa tay nắm Ngụy Vô Thành cổ, giống như là đề ra gà con vậy nhắc tới, thanh âm lạnh như băng tràn ngập ở trên trời trên đất hạ mỗi một nơi, người ta cho tới bây giờ không người có thể nhúc nhích, người không phải thứ nhất cái, cũng không phải cái cuối cùng. Nhưng, người sẽ là kết quả thảm nhất một cái. Ta bảo đảm. Một khắc sau, Diệp Thần nắm hắn sụp đổ trên mặt đất, từng quyền đánh xuống đi, mỗi một quyền cũng có thể đưa tới giống như động đất vậy mặt đất lay động. Ngụy trưởng lão trong mắt đều là kinh hoàng. Cái này Diệp Thần rốt cuộc lai lịch ra sao? Là cảm giác gì biến thành một người khác, vô cùng xa lạ. Thằng nhóc này lực lượng cũng giống như bước vào nhập thần cảnh. Chẳng lẽ Diệp Thần trong cơ thể có đại năng đoạt xác? Đây cũng không phải là Diệp Thần. Mà giờ khắc này Diệp Thần hồn nhiên không quan tâm Ngụy trưởng lão kinh hoàng, hắn mỗi một quyền, hắn cũng tận lực bảo tồn lực lượng, chưa đến nỗi một quyền đánh chết Ngụy Vô Thành. Bịch bịch, phịch, mấy chục quyền đi xuống, Ngụy Vô Thành đã cả người máu thịt mơ hồ, tay chân gãy lìa, nhưng lại còn muốn phản kháng. Cái này cùng lão già kia cảm giác được mình có lẽ còn có liều mạng lực lượng. Huyết mạch lực, lộ vẻ. Ngụy Vô Thành cao quát một tiếng, còn chưa hô xong liền bị Diệp Thần một quyền đánh được miệng đầy là máu. Nhưng mà, hắn cả người kinh mạch nhưng là nhanh chóng điều động, màu tím nhạt huyết dịch ở vào sau lưng hiển hóa ra một tôn thiên hổ hư ảnh, một trượng lớn nhỏ thiên hổ, đồng dạng cũng là thượng cổ đại yêu hư ảnh hiển hóa, nhưng là xa chưa đủ cửu anh, thậm chí còn không bằng thiên bằng huyết mạch mạnh mẽ. Không nghi ngờ chút nào. Hắn chỉ là cửu lưu huyết mạch. Là tầng dưới chót nhất nhân vật. Nếu không, làm sao có thể tu luyện mấy ngàn năm, thậm chí hơn 10.000 năm hết Tết đến cũng chỉ là nhập thần cảnh ngũ tầng thiên. Hống hống, hống, thiên hổ hư ảnh gào thét mấy tiếng, mãnh liệt nhảy lên, cắn Diệp Thần cánh tay. Diệp Thần cánh tay chấn động một cái, lúc này cho thiên hổ đánh bay ra ngoài, thấp cùng huyết mạch, cũng muốn công kích ta. Ngươi, Ngụy Vô Thành không lời chống đỡ. Mình giàu gì cũng có thượng cổ đại yêu huyết mạch. Lại có thể bị Diệp Thần gọi chi là thấp cùng huyết mạch. Tới đây, Diệp Thần khẽ quát một tiếng, tay trái một chảo vô căn cứ liền đem một trượng lớn nhỏ thiên hổ nắm trong tay, tay phải hợp lại, lăng không liền đem thiên hổ hư ảnh biến dạng. Hai nửa thiên hổ hư ảnh sừng sững nổ tung mau tới, hóa thành tiến lên tinh thạch phân bay xuống. Phốc, Diệp Thần, người quá độc ác. Ngươi rốt cuộc là huyết mạch gì? Ngụy Vô Thành lại lần nữa trào máu, huyết mạch hiển hóa bị diệt, hắn trực tiếp bị đánh thành trọng thương. Diệp Thần trong mắt là máu, gầm thét cả người, ngươi hỏi ta huyết mạch gì? Tốt, ta nói cho ngươi, ta là luân hồi huyết mạch. Giờ phút này, nghe được luân hồi huyết mạch bốn chữ, Ngụy Vô Thành hoàn toàn bối rối. Làm sao có thể? Luân hồi huyết mạch nhưng mà tồn tại trong truyền thuyết. Làm sao có thể ở một cái hạ võ vị diện rác dưới trên mình? Nhưng là Diệp Thần lực lượng lại để cho hắn biết đây là sự thật. Hắn là thật đang ý thức được. Diệp Thần, không thể chiến. Tuyệt đối không thể chiến. Chí ít nhập thần cảnh tầng 6 thiên dưới, căn bản không ngăn được Diệp Thần. Thời khắc này Diệp Thần khí huyết lực lượng không thua hắn, thậm chí đã chạm được cảnh giới cao hơn, lực lượng trình độ, như vậy trình độ. Đánh bể nhập thần cảnh tầng 3, 4 ngày võ giả,
đều là dễ như trở bàn tay. Mình đã trong tu luyện vạn năm, đã sớm không còn thời kỳ tột cùng. Như thế nào có thể ngăn trở Diệp Thần? Diệp Thần, ngươi thả qua lão phu đáp ứng ngươi, sau khi trở về không gặp chuyện ngươi bẩm báo đi ra ngoài. Như thế nào, Ngụy Vô Thành như cũ bị Diệp Thần nắm trong tay, nhúc nhích không được, càng thì không cách nào công kích Diệp Thần. Mới vừa rồi, hắn còn thần vũ giống như là diệt thế ma thần, giờ phút này giống như là một cái cô gái yếu đuối như nhau. Tha ngươi! Lão già kia, ngươi đã ngu ngốc đến trình độ này sao? Ngươi tổn thương ta Diệp Lạc Nhi, ta đạp ngươi xuống địa ngục. Diệp Thần đều có kinh ngạc Ngụy Vô Thành cái này não đường về, lại có thể đến bây giờ còn không thấy rõ thế cục. Cũng được. Ngươi không thấy rõ thế cục, lão tử để cho ngươi thấy rõ ràng. Diệp Thần tay trái chộp vào Ngụy Vô Thành trên bả vai, bất diệt kiếm ý nở rộ ra, từng cổ một khí huyết tụ vào Ngụy Vô Thành trong cơ thể, biến thành từng chuôi lợi kiếm, nhanh chóng chặt đứt Ngụy Vô Thành kinh mạch, đồng thời đem kinh mạch lôi ra ngoài. À! Diệp Thần, ngươi, thật là ác độc, ngươi xúc sinh này. Không, Ngụy Vô Thành cả người thẳng đổ mồ hôi lạnh, máu tươi đầm đìa, khắp nơi có thể gặp bị quất ra bên ngoài cơ thể kinh mạch. Loại này đau đớn so vạn kiến ăn tim còn thảm hơn đau gấp mấy lần, kinh mạch toàn thân, gãy lìa, hóa thành phấn vụn còn đều có thể chịu đựng. Nhưng là sống sờ sờ bị rút ra, thật là so giết hắn còn thống khổ hơn. Lão già kia, thoải mái chứ, năm đó các ngươi hành hạ ta người Côn Lôn hư, hành hạ Hàn Vân, vậy là như vậy đi. Còn nữa, ngươi tổn thương ta Lạc Nhi, ta muốn ngươi trăm lần trả lại. Ngày hôm nay... Ngươi cũng tốt tốt hưởng thụ một lần. Diệp Thần tiếp tục phóng thích kiếm khí, đem Ngụy Vô Thành trong cơ thể máu thịt và xương, vậy bắt đầu chia cách, rút ra. Bỗng nhiên lúc này, huyết kiếm và một cái khác huyết linh tộc đệ tử phóng lên cao. Một vị nhập thần cảnh nhất tầng thiên, một vị nhập thần cảnh nhị tầng thiên. Gần như là tuyệt đối thực lực cường đại. Nhưng mà, cái này hai vị đệ tử cũng không phải là tới cứu Ngụy Vô Thành. Mà là hướng hoàng gia bên kia chạy tới, phải dựa vào giới vách đá rời đi Côn Lôn hư, mượn không gian truyền tống trận rời đi. Đùa gì thế? Diệp Thần thực lực bực này, chính là nhập thần cảnh thất tầng thiên tới. Đều không gặp được có thể cầm được xuống. Ngụy Vô Thành trưởng lão đã bắt, lúc này không chạy, còn đợi lúc nào? Ta để cho các ngươi rời đi à? Trở về, Diệp Thần gầm nhẹ một câu, khí huyết hóa thành đạo đạo lợi kiếm. Phảng phất là xuyên phá thời không vậy, xuyên thủng huyết kiếm các người, cũng đem mang theo trở về. Hắn lại lần nữa vẫy tay, chỉ gian bắn nhanh suốt đạo đạo quang trạch bay ra. Màu máu sáng bóng nếu như lợi kiếm, xuyên thủng huyết kiếm và một người khác kinh mạch, đan điền. Hai vị huyết linh tộc thiên kiêu. Đan điền trực tiếp bị phế, cả người tu vi hủy bỏ. Không, ta tu vi à. Hai người rơi vào Hàn Vân các người trước người. Trên người tiên khí vậy sừng sững rơi trên mặt đất, là một chuôi cấp 4 tiên khí và một chuôi tam phẩm tiên khí. Khổ tu hơn 20 năm tu vi bị phế, sự đả kích này cộng thêm thân thể thương thế, trực tiếp làm được bọn họ chết ngất, không có năng lực phản kháng chút nào. Hàn Vân, Diệp Lăng Thiên, bắt bọn hắn lại, thật tốt đánh khảo. Diệp Thần giao phó xong liền nhìn về phía Ngụy Vô Thành, thần giác buộc vòng quanh nụ cười lạnh như băng. Nói, lão già kia, người muốn chết, ta cũng không được toàn ngươi. Có phải hay không cảm thấy, lời này đặc biệt quen thuộc. Ngươi trước nói qua, bây giờ, ta vẫn còn cho ngươi. Ta định để cho ngươi sống không bằng chết. Nói xong, Diệp Thần nắm Ngụy Vô Thành, đi tới mọi người trước người, đem Ngụy Vô Thành trói ở hai cây đường chéo linh khí cây gậy lên, lại lấy ra dao nhỏ sắc bén, một đao xuyên thấu Ngụy Vô Thành. Ngụy Vô Thành tu vi cao, nhục thân cảnh giới cũng không cao, bất quá là phách thể kỳ. Vẫn chưa tới hóa cương cảnh, máu tươi tiệm nhiễm, cực kỳ chật vật. Diệp Thần, ta van cầu ngươi. Thả qua ta. Ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi. Ngụy Vô Thành nhìn Diệp Thần lạnh như băng hai con ngươi, chỉ muốn dậy, phong ma, hai chữ, không ở hô, ta van cầu ngươi, xem ở ta tuổi đã cao trên mặt, ta van cầu ngươi, cho ta vừa chết đi, à. Xin lỗi, ta vốn là ma, sẽ không bỏ qua người bất kỳ. Một đao cũng đừng nghĩ tránh. Diệp Thần một quyền phế bỏ Ngụy Vô Thành đan điền. Rất nhanh,
Ngụy Vô Thành tiếng kêu thảm thiết liền truyền khắp thành Thiên Tuyệt từ trên xuống dưới. Đã từng, 3.000 năm giống vậy có lột da vọt bẻ tiếng kêu thảm thiết, khiếp sợ bốn phía, chỉ bất quá lần trước nhân vật chính là Hàn Vân, là người Côn Lôn Hư. Lần này, là Ngụy Vô Thành, là người huyết linh tộc. Thật cao lại lên huyết linh tộc người, hôm nay, cũng bị Diệp Thần lăng trì. Được, sảng khoái. Ha ha ha, Diệp Thần, ngươi làm rất khá. Hàn Vân gần như điên cuồng cười to, tiến lên nói, có thể cho phép ta cũng đưa cho hắn trăm đao. Được, Diệp Thần đem linh khí nhỏ đao đưa cho Hàn Vân, đứng ở một bên chấn giữ, Hàn gia bị người này diệt, ta cho ngươi trăm đao cơ hội. Được, Hàn Vân cầm lên đao, cuối cùng có trả thù cơ hội, không khỏi nói, Diệp Thần, đa tạ ngươi, không có ngươi, ta vĩnh viễn không có cái này cơ hội. Hắn lại nhìn về phía Ngụy Vô Thành lúc, cắn răng nghiến lợi hạ đao. Hàn Vân tự mình cầm dao, hướng về phía Ngụy Vô Thành lăng trì. Vậy mà nói, lăng trì cũng phân là 1.000 đao, 2.000 đao và 3.000 đao, ba cái cấp bậc, Diệp Thần trực tiếp cho Ngụy Vô Thành định nghĩa đến cái thứ ba cấp bậc, miễn cưỡng cạo xuống 3.500 đao, nhìn như tàn nhẫn, trên thực tế đến Ngụy Vô Thành trình độ này, toàn thân máu thịt bị đánh bể cũng không chết được, chỉ cần kim cốt vẫn còn ở là được. Cái gọi là lăng trì, chính là thống khổ mà thôi, Ngụy Vô Thành không chết được. Đỉnh hơn lại hao tốn chút thời gian, cho Ngụy Vô Thành khôi phục thân xác, sẽ đi lột da rút gân và pháo in dấu chi hình. So sánh với những thứ này, năm đó huyết linh tộc đối với Côn Lôn Hư chuyện, thủ đoạn còn chưa đủ tàn khốc. Hàn Vân, người lão thất phu này à? Ngụy Vô Thành bị trói ở một cái trên thập tự giá. Hơn nữa bày ở quảng trường Thiên Tuyệt ngay chính giữa, cao cao tại thượng huyết linh tộc đại nhân, giờ phút này đã trở thành tù nhân, không, nói nô lệ muốn càng cho thỏa đáng thiếp một ít. Hắn giận trợn mắt nhìn Hàn Vân, cảm thụ trên người mình thịt bị một đao đao được cắt đi, đau đớn vạn phần. Thậm chí không ở hô, Hàn Vân, ngươi nếu là có ngon liền giết ta à? Có bản, ngươi giết ta. À, giết ta à? Hành hạ ta coi là bản lãnh gì à? Sớm biết như vậy, hắn chắc chắn không đến Côn Lôn Hư à? Nguyên lấy là có thể nghiền ép người Côn Lôn Hư. Không nghĩ tới, nhưng là bị Diệp Thần nghiền ép, hôm nay còn tới như vậy ruộng đất, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Tự bảo, mình đan điền bị Diệp Thần phế bỏ, kinh mạch vậy bị đánh gãy, căn bản không cách nào điều động toàn thân khí huyết. Linh hồn tự bảo. Linh hồn đều bị Diệp Thần xóa bỏ trăm không tích chữ một, hơn nữa không thể nào. Bây giờ, Ngụy Vô Thành ngay cả là muốn chết cũng không thể, đổi thành người bình thường, chỉ ít còn có thể cắn lưỡi tự vận, hắn cầm đầu lưỡi cắn thành khối vụn đều chết không hết. Ha ha ha, ngươi tiếp tục gọi à, năm đó làm nhục, ngày hôm nay cùng nhau vẫn còn cho các ngươi. Diệp Thần, lão phu cảm ơn ngươi. Hàn Vân vậy rơi vào điên cuồng trạng thái. Dùng khí huyết bao quanh nhỏ đao, một đao đao cắt Ngụy Vô Thành màu xích kim máu thịt, không thể không nói, không cần cấp 7 trở lên linh khí, đều không cách nào cạo mở đối phương máu thịt. Kim thân phách thể, quả nhiên cường hãn. Điện chủ, ta cũng đi, Diệp Lăng Thiên ôm quyền tỏ ý Diệp Thần, nói, huyết linh tộc hổ thẹn Côn Luân chúng ta hư, giết chúng ta như thế nhiều tiền bối. Hắn nhìn sang một bên lên ngoài ra hai cái huyết linh tộc người. Nói, ta thỉnh cầu đem hai người kia vậy trói lại, xử tử lăng trì. Không nóng này, Diệp Thần dừng dừng ánh mắt nhìn một người trong đó, vị này cấp 2 nhập thần cảnh, biết không thiếu huyết linh tộc tin tức. Đối với hắn mà nói, biết rõ huyết linh tộc là cần thiết, nhất là nhập thần cảnh và thần vương cảnh phương diện tin tức. Phương diện này tin tức, Niếp Bách Kiếm bọn họ còn chưa xuất chiến lúc, tầng thứ cao sẽ không đi chú ý. Ngụy Vô Thành thái độ muốn gõ ra tin tức cũng không được, cho dù gõ ra cũng có thể là tin tức giả. Ngay lập tức gian, Diệp Thần nắm người nọ, lạnh như băng hai con ngươi thật giống như cửu u ác ma vậy, mi tâm ác ma mắt sửng dưng biến mất đi xuống, người đến từ môn phái nào? Các ngươi môn phái tình huống như thế nào, chung quanh cách cục là dạng gì? Ha ha ha, Diệp Thần, ta đã là đợi chết người. Ngươi cảm thấy... Ta sẽ nói cho ngươi những tin tức này. Máu người nọ lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, mặc dù bị Diệp Thần nhấc ở trong tay, nhưng là đã không có bao nhiêu sợ hãi,
dẫu sao đan điền và kinh mạch cũng bị phế, cho dù trở về cũng là phế nhân. Ngươi nói, ta có thể tha ngươi một mạng, đem ngươi tống giam tại trong thiên lao, chờ đợi ngày sau bằng nhau huyết linh tộc, đem huyết linh tộc nạp là ta Côn Lôn hư thuộc hạ địa bàn, ta có thể thả ngươi trở về, hơn nữa, cho ngươi khôi phục đan điền. Diệp Thần bình thản kể trước hết thảy các thứ này, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng là cho người chung quanh một cổ cực lớn lực trùng kích. Diệp Thần biết cái này Ngụy Vô Thành bất quá chỉ là bắt đầu mà thôi. Những người này ở đây Côn Lôn hư chết, tất nhiên sẽ chọc giận sau lưng chân chính đại năng. Hắn phải làm chuẩn bị. Hơn nữa hắn muốn biết vậy trăm vị đại năng kết quả bị kẹt ở nơi nào. Người nọ thâm thúy màu máu con ngươi, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, hỏi thật không? Hắn tự nhiên vậy muốn sống. Còn sống liền đại biểu có thể. Nếu không hắn nhiều năm như vậy tu luyện cũng sẽ hóa thành hư vô. Tự nhiên coi là thật. Nhốt ngươi, không giết ngươi, ngươi cũng sẽ không đối với chúng ta có bất kỳ uy hiếp. Diệp Thần trên cao nhìn xuống nhìn đối phương, trong mắt sửng dưng hết sức, đối phương thời khắc này chiến lực chính là đạo nguyên cảnh cũng không nhất định có. Được, ta nói cho ngươi. Người nọ vang lên bên tai Ngụy Vô Thành tiếng kêu thảm thiết, hắn vậy không nghĩ như thế. Hắn liền nói, chúng ta ngồi truyền tống trận đến Côn Lôn hư linh vực nơi đó có đi thông huyết linh tộc không gian truyền tống trận, mà chúng ta đến từ huyết linh tộc một cái hạ cùng tông phái, lệ thuộc tại Bắc Cung gia tộc. Gia tộc này chính là năm đó, chủ đạo tấn công Côn Lôn hư một trong những gia tộc, bên trong tộc có tinh khiếu cảnh tồn tại. Tinh khiếu cảnh, đây là cái gì cảnh giới? Diệp Thần chợt hỏi, mặc dù biết huyết linh tộc trong nhất định còn có cảnh giới cao hơn người, cũng nghe được tinh khiếu cảnh tồn tại, chỉ là một mực không biết, cái này là dạng gì cảnh giới. Người kia nói, đế tôn cảnh sau đó chính là nhập thần cảnh, thần vương cảnh, hỗn nguyên cảnh, hợp đạo cảnh, tạo hóa cảnh, tinh khiếu cảnh, niêm phong cửa cảnh, thái hư cảnh. Hợp đạo cảnh trên là tạo hóa cảnh trên chính là tinh khiếu cảnh. Tin đồn, nắm trong tay huyết linh tộc mấy cái đứng đầu gia tộc lớn trong, thậm chí có cao siêu hơn niêm phong cửa cảnh cường giả, còn như trong truyền thuyết thái hư cảnh, chỉ sợ cũng không người nào biết, rốt cuộc có hay không loại này tồn tại. Diệp Thần, xem ở ngươi không gảy mài phần của ta lên, ta cho ngươi cái đề nghị. Dù sao cũng không nên nghĩ và chúng ta huyết linh tộc là địch. Chúng ta huyết linh tộc người đế tôn cảnh chẳng qua là rác rưởi nhất tồn tại, đi lên còn có nhập thần cảnh, thần vương cảnh, hỗn nguyên cảnh, hợp đạo cảnh, tạo hóa cảnh, tinh khiếu cảnh và niêm phong cửa cảnh cường giả cái thế, ngươi cùng chúng ta là địch, sớm muộn sẽ chết. Hắn ánh mắt quét qua muôn vàn Côn Lôn hư người, cười nói, bọn họ vậy sớm muộn sẽ chết. Năm đó đánh một trận, công phạt các ngươi được bất quá là Bắc Cung gia tộc thôi, những thứ khác gia tộc lớn cũng không có nhúc nhích tay. Nếu không, tùy ý tới một cái tinh khiếu cảnh khủng bố cường giả, tắt các ngươi toàn bộ người, đều là nháy mắt sự việc. Sắc sắc, ca, Diệp Thần bước chân đạp một cái, người kia thân thể ngay tức thì sinh ra đạo đạo liệt ngân, lạnh như băng nói, không cần ngươi để nhắc nhở. Năm năm, ta từ khai nguyên cảnh đến đạo nguyên cảnh, có thể giết nhập thần cảnh. Cho dù là tinh khiếu cảnh, niêm phong cửa cảnh cũng như vì sao, không cần 10 năm ta cũng sẽ đến. Hắn nói sau nói, Bắc Cung gia tộc dưới có mấy cái tương tự với các ngươi như vậy môn phái. Chủ yếu phụ trách Côn Lôn hư là kia mấy cái tông phái. Huyết kiếm phái, cuồng máu phái và loạn máu cửa. Người nọ đứt quãng nói, liền cái này ba cái. Không quá ta cảm giác ngươi chân chính cảm thấy hứng thú không phải những thứ này, ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì. Diệp Thần ngẩn ra, ngược lại là không nghĩ tới người này lại có thể nhìn ra cái gì, hắn cũng không muốn nói nhảm, hai tay chắp sau lưng, trực tiếp hỏi, vậy trên trận cổ trong đại chiến, nghe nói trăm vị đại năng bị các ngươi huyết linh tộc khó khăn, bọn họ kết quả bao vây chỗ nào? Người nọ trong mắt ngay tức thì trợn to, trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, hắn vốn cho là Diệp Thần dã tâm chẳng qua là bảo vệ Côn Lôn hư, bây giờ nhìn lại, Diệp Thần mục đích cuối cùng căn bản không gắt gao Côn Lôn hư. Mà là vậy bị nhốt trăm vị cao cấp cường giả. Tên này là điên rồi phải không? Còn chưa cùng hắn kịp phản ứng, hắn chính là cảm giác được một con tay lạnh như băng giữ lại cổ của hắn. Ta muốn nghe nói thật, ngươi chỉ có lần này cơ hội. Nếu như ngươi dám lừa gạt ta, bảo đảm, đầu lâu ngươi sẽ rời đi ngươi thân thể.
Người nọ cảm nhận được Diệp Thần sát ý lạnh như băng, do dự mấy giây, mở miệng nói, ta ở huyết linh tộc địa vị không cao, nhưng là vậy nhốt trăm vị đại năng địa phương cũng không phải bí mật gì. Nhốt chi địa tên là thần ma cốc trên có huyết linh tộc cao cấp cường giả chấn giữ, còn có thiên đạo cũng không dám chống lại trận pháp tồn tại. Thần ma cốc lại gọi là tử vong cốc, bởi vì người bất kỳ bước vào, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đừng nói là ngươi, coi như là hỗn nguyên cảnh, hợp đạo cảnh cái loại đó cường giả bước vào, chớp mắt bây giờ vậy sẽ tan thành mây khói. Nơi đó trận pháp và cường giả uy áp, là ác mộng. Con kiến hôi không có tư cách bước vào, hạ võ vị diện rác dưới càng không có tư cách. Nói xong, một khắc sau người nọ liền bị Diệp Thần ném bay ra ngoài, cũng phân phó Diệp Lăng Thiên nói, tống giam đến cao cấp nhất đừng thiên lao trong, vô kỳ hạn. Vô kỳ hạn. Vô kỳ hạn tống giam, người kia nhất thời sắc mặt ảm đạm. Có ý gì, chẳng lẽ ta phải bị nhốt giải đến thọ nguyên hao hết ngày đó? Ta tình nguyện chết, vậy không nên bị nhốt lâu như vậy. Lá, người nọ còn muốn nói chuyện, thoáng qua gian bị Diệp Lăng Thiên trói gô, giao cho chạy tới Diệp Phong lão tổ, điện chủ dặn dò, tống giam đến cấp bậc cao nhất thiên lao trong, vĩnh sinh trọn đời tống giam. Được, Diệp Phong nhận lấy người nọ. Sớm xem huyết linh tộc cường giả khó chịu, mấy bạt tai tử phiến đã qua, sau đó mới xách người nọ rời đi. Còn như một cái khác huyết linh tộc người, coi như không vận khí tốt như vậy. Sống không bằng chết đau. Thậm chí máu thịt đều trở thành rất nhiều yêu thú thức ăn. Thần ma cốc, hạ võ vị diện rác dưới không có tư cách bước vào. Ta đây là muốn xem địa phương nào có thể ngăn cản ta Diệp Thần. Thời khắc này Diệp Thần hào tình vạn trượng. Hắn từ trong túi cầm ra một quả màu đen đá. Đá lưu chuyển quỷ dị ánh sáng. Đây là luân hồi mộ địa chịu đựng. Từ Diệp Thần mở luân hồi mộ địa trong nháy mắt, liền đại biểu Diệp Thần thế tất yếu bước lên huyết linh tộc, đi thần ma cốc, cứu vậy trăm vị đại năng. Những người này thần niệm rời đi, để cho Diệp Thần vô số lần sợ hãi. Ân sư, tiền bối. Bọn họ lần lượt trợ giúp mình. Hắn há có thể vong ân phụ nghĩa? Há có thể để cho những người này ở đây dầu sôi lửa bỏng bên trong thống khổ? Dĩ nhiên hết thảy các thứ này còn quá xa xôi. Những huyết linh tộc này cường giả chết tất nhiên sẽ bị vậy người sau lưng phát hiện. Để lại cho Diệp Thần thời gian thật ra thì không nhiều lắm. Lần kế huyết linh tộc hạ xuống, sợ rằng thì không thể là nhập thần cảnh. Diệp Thần phải nắm trong tay quyền chủ động. Bất quá ở huyết linh tộc trước, còn có một kiện chuyện trọng yếu hơn cần Diệp Thần giải quyết. Đó chính là Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết tung tích. Rất hiển nhiên, hai nữ biến mất phải cùng huyết linh tộc không liên quan. Thật chẳng lẽ bị những thứ khác đại năng mang đi? Thật đi cái đó gọi linh thành đất thần bí. Diệp Thần không thể tin Diệp ra một mặt chi từ, hắn phải làm xấu nhất dự định. Diệp Lăng Thiên, Phượng Hoàng, Bách Chiến. Diệp Thần lúc này gọi tới ba người. Nói các ngươi truyền lệnh xuống, ở Côn Lôn Hư và Hoa Hạ chi địa, toàn phương mặt lục soát Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết tung tích, nếu có người dám đả thương các nàng, vô luận thân phận, giết chết không bị tội. Lấy Kỳ Tư Thanh đế tôn cảnh sơ kỳ tu vi. Muốn bắt nàng, chỉ sợ cũng phải là cao cấp cường giả mới được. Có lẽ, Kỳ Tư Thanh là rơi vào một cái bí cảnh, ví dụ như mình trước tiến vào luyện thể chi địa và huyết linh bí cảnh, ngoại giới cũng không cách nào liên lạc. Tuân lệnh, điện chủ. Được, điện chủ. Ba người nhanh chóng đi xuống, đem tin tức truyền khắp Quang Minh Điện tất cả mọi người, điều động một số đông người tay đi tìm hai nữ tình huống. Còn như Ngụy Vô Thành và một người khác, như cũng bị trói ở ngàn quyết quảng trường chính giữa giết. Thành Thiên Tuyệt dân chúng, đã sớm biết Diệp Thần chu diệt người huyết linh tộc tình huống, rối rít chạy tới tra xem. Hàng ngàn hàng vạn dân chúng, ngưng mắt nhìn bị lăng trì hai người. Khiếp sợ trong lòng, khó có thể dùng lời diễn tả được. Cái này còn là cao cao tại thượng huyết linh tộc người. Không, đây là nô lệ. Chính giữa diễn cảm đặc sắc nhất được, không ai bằng hoàng gia lão tổ và hoàng gia đương đại gia chủ. Một ngày bây giờ từ hưng phấn đến thất lạc, lại hưng phấn, lại thất lạc, tâm tình càng ngồi xe qua núi tựa như, cuối cùng rớt đến đáy cốc, không bò dậy nổi. Huyết linh tộc những đại nhân, đánh bại. Hoàng gia lớn nhất dựa vào, chỗ dựa vững chắc, không có. Vậy ma thần Diệp Thần hiện nay,
đã cùng chấp trưởng Côn Lôn hư không việc gì khác biệt, có thể đồ sát nhập thần cảnh sơ kỳ chiến lực, ai chống đỡ được à? Lão tổ, chúng ta làm thế nào? Hoàng gia gia chủ một mặt sầu khổ, thật là càng ăn xong mấy cân khổ qua tựa như. Hắn lạnh nhạt nói, huyết linh tộc người đánh bại, trong thời gian ngắn không tới được Côn Lôn hư, Ngụy Vô Thành trưởng lão bọn họ đều bị lăng trì, chúng ta, đầu hàng đi. Không đầu hàng, sợ rằng kết quả sẽ không so Ngụy Vô Thành tốt đi nơi nào. Cái này Diệp Thần, ta đã nhìn thấu một ít đầu mối, mới vừa rồi sử dụng lá bài tẩy, bộc phát ra chí ít tương đương với Ngụy Vô Thành trưởng lão gấp một gấp hai khí huyết, trừ phi chúng ta Hoàng gia có mấy vị sánh bằng Ngụy Vô Thành trưởng lão, có lẽ còn có thể đánh một trận. Mà hiện nay, chiến, tương đương với chịu chết. Mặc dù chúng ta đế tôn cảnh không thiếu, nhưng không hữu dụng. Chỗ dựa vững chắc không có. Dựa vào mình. Hoàng gia đúng là có rất nhiều đế tôn cảnh. Mấu chốt là không dùng à, cho dù toàn bộ tạo thành đại trận, thực lực cũng cùng đỉnh cấp kỳ Diệp Thần chênh lệch quá lớn, đỉnh hơn chống đỡ cái một ngày, đến lúc đó chạy đều không địa phương chạy. Cái này. Đầu hàng đi, Hoàng gia lão tổ sắc mặt ăn chết đứa nhỏ tựa như. Không đầu hàng. Vậy cũng có thể toàn tộc tiêu diệt. Đánh. Mình đi lên liền, không cần Diệp Thần ra tay, chỉ sợ sẽ là Diệp Vô Địch và Diệp Phong, cộng thêm lên Hàn Vân, mình cũng không thắng. Hoàng gia tất cả mọi người nghe lệnh. Tập họp đội ngũ, bái kiến. Bái kiến Diệp Điện Chủ. Hoàng gia gia chủ gầm nhẹ một tiếng, bốn phương tám hướng tràn ra đủ loại đế tôn cảnh, cùng một màu đế tôn cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cũng thật là ít ỏi. Rất nhanh, vượt qua trăm vị đế tôn cảnh cường giả hội tụ. Ở Hoàng gia gia chủ dưới sự xuất lĩnh, đi tới Diệp Thần các người trước người, bao gồm Hoàng gia lão tổ, thống nhất cả thân quỳ xuống nói, Hoàng gia gia chủ Hoàng ngàn mệnh, mang theo Hoàng gia trên dưới, toàn thể đầu hàng. Kỳ vọng Diệp Điện Chủ, lượn quanh chúng ta một mạng. Chúng ta lần này đem thể canh phòng Côn Lôn hư, tuyệt lại nữa phản bội. Hoàng gia, đầu hàng nhanh hơn mà. Diệp Thần xoay người quét nhìn xem như trước những thứ này đế tôn cảnh. Hoàng gia không hổ là dựa vào huyết linh tộc, cái này 3.000 năm qua xác thực đào tạo nhiều đế tôn cảnh. Chỉ là, đế tôn cảnh sơ kỳ tốt tu luyện. Trung kỳ trở lên liền cần gấp đối với đại đạo hình thức ban đầu hoàn thiện và thiên phú, cho nên những thứ này đế tôn cảnh trong, 80% là đế tôn cảnh sơ kỳ. Chiến lực như vậy chính là luyện thể đất yêu thú dốc toàn bộ ra, đối phó Hoàng gia lão tổ đủ để. Những thứ khác đế tôn cảnh yêu thú. Cũng lấy trung kỳ chiếm đa số, đích xác có thể chế trụ Hoàng gia nhiều đế tôn cảnh. Thêm nữ yêu thú da thô thịt dày, khí huyết lại hơn, một chọi hai vậy sẽ không dễ dàng rơi vào hoàn cảnh xấu. Có phần thắng, hơn nữa phần thắng không nhỏ. Bất quá, là thắng thảm. Vèo vèo vèo. Vèo vèo. Từng đạo yêu thú phóng lên cao, uy áp cường đại quét nhìn Hoàng gia rất nhiều đế tôn cảnh. Là quang minh điện đường đế tôn cảnh yêu thú và yêu thực tới. Chí ít tới 300 vị đế tôn cảnh, hôm nay thống nhất hóa hình vì nhân loại mạc dạng, rơi vào Diệp Thần sau lưng, do Cửu U trưởng lão dẫn, giờ phút này toàn bộ ôm quyền khom người nói, vương chủ, chúng ta trước tiên trưởng lão, hộ pháp chạy tới, phải chăng cần đem trước mắt những bại hoại này tiêu diệt. Thanh âm lạnh như băng mà thanh tuyệt. Chỉ cần Diệp Thần ra lệnh một tiếng. Đế tôn cảnh yêu tộc liền sẽ không để ý hết thảy ra tay. Dù là địch nhiều ta ít, chỉ cần vương chủ hạ lệnh, chúng ta đi liền, chết trận cũng là quang vinh. Vào giờ phút này, những người chung quanh, mấy chục trong cùng tông phái môn chủ, rất nhiều gia tộc lớn gia chủ vân. Vân ánh mắt, cũng hội tụ đến Diệp Thần trên mình. Còn như những cái kia làm phản tiểu tông phái tông chủ các loại, đã sớm bị Diệp Thần uy áp chấn nhiếp. Giờ phút này, tất cả mọi người đều đang đợi Diệp Thần lựa chọn. Là giết, vẫn là lưu. Hô hô hô. Hô hô. Lại một nhóm người giết tới, ngự không mà đi, là 12 đại tông môn người. Chính giữa có 9 đại đứng đầu tông phái, 3 đại trong cùng tông phái. Dẫn đầu là Nguyên Côn Luân Tông tông chủ, hiện Quang Minh Điện, Côn Luân phân các chủ, Đạo các chủ, Thanh Loan các chủ, Huyết Đao các chủ, Nhược tông chủ. Thanh Thiên các chủ, Huyết Giả các chủ, Huyết Khế đợi một chút một lớn phiếu các chủ, cùng một màu đế tôn cảnh cường giả. Thậm chí còn có 18 vị đế tôn cảnh bát tầng thiên lão tổ.
Những thứ này nguyên bản đều là các phái lão tổ, hiện nay đều trở thành Quang Minh Điện Thái Thượng Trưởng Lão, từ một hàng đến 18, toàn bộ nhét vào Quang Minh Điện phạm vi thế lực bên trong, bọn họ xuất lĩnh vượt qua 300 vị đế tôn cảnh cường giả, đồng loạt chạy tới. Trước đây, huyết linh tộc người hạ xuống. Bọn họ không có ở đây đi tổ hợp trận pháp, cộng thêm lên Hàn Vân và Diệp Thần đều xuống làm, để cho bọn họ phân tán ẩn núp. Hiện nay, huyết linh tộc 6 người, bị Diệp Thần đánh chết 3 người, bắt 3 người. Lúc này 12 đại phong các không tới nữa, còn muốn chờ bao lâu? Chúng ta 12 phân các chủ. Mời điện chủ, Côn Luân các chủ dẫn 10 nhị các chủ, đứng dậy hướng Diệp Thần nửa quỳ, trong mắt tràn đầy vô cùng nóng bỏng và sùng bái. Diệp Thần, bắt đầu từ hôm nay, chính là Côn Lôn hư đại danh từ. Lấy đạo nguyên cảnh nghịch thiên công phạt nhập thần cảnh, lại là nghiền ép Ngụy Vô Thành trưởng lão. Như vậy các loại, chớ nói chi trẻ tuổi đồng lứa không cách nào sánh bằng, chính là sống sót Côn Lôn hư ngàn năm lão bối nhân vật hợp lại, đều không phải là Diệp Thần đối thủ. Cũng như này thiên kiêu chấp trưởng Côn Lôn hư, chính là Côn Lôn hư vạn cổ chuyện may mắn. 12 phân các đế tôn cảnh, cũng là cùng 300 yêu tộc vậy, cả thân quỳ xuống. Đối với bọn họ mà nói, Quang Minh Điện Điện chủ Diệp Thần, chính là thương khung người bình thường, cần kính sợ, cần sùng kính, giờ phút này quỳ bái Diệp Thần đều là vinh hạnh, chính là vậy huyết linh tộc nhập thần cảnh cường giả, phải lại Diệp Thần, sợ rằng cũng không đủ tư cách. Điện chủ, ta chờ được. Bạch Phụ Đan Tôn, Linh Nhất Đan Tôn, dẫn chấn đan hư sở hạt đế tôn cảnh, đạo nguyên cảnh, đồng loạt chạy tới. Như vậy thịnh thế, giết huyết linh tộc, giết hoàng gia, bọn họ thành tựu giúp đỡ đan dược cung cấp thế lực tự nhiên muốn tới, bọn họ đồng dạng là Quang Minh Điện một phần tử, cũng là Diệp Thần thuộc hạ. Trước đây, bọn họ vậy nhận được mệnh lệnh, muốn mỗi người tản ra. Hiện nay, huyết linh tộc nguy cơ đã rõ ràng, mà nay hoàng gia hơn ngàn đế tôn cảnh ở chỗ này, chỉ bùng nổ đại chiến, sao sẽ không đến. Hai vị đan tôn và Lạc Vô Nhai rơi trên mặt đất. Linh Nhất Đan Tôn ôm quyền nói, điện chủ, chấn đan hư sở hạt đế tôn cảnh 27 vị, đạo nguyên cảnh 170 vị, toàn bộ tập trung đông đủ. Chỉ cần điện chủ hạ lệnh, chúng ta giờ phút này tiêu diệt hoàng gia. Chợt, vượt qua mấy trăm vị đế tôn cảnh cường giả, cùng quát lên, điện chủ, chỉ cần điện chủ hạ lệnh, chúng ta thể tiêu diệt hoàng gia. Hoàng gia mọi người sắc mặt trắng bệch. Ngắm nhìn trước mắt được hết thảy các thứ này, vượt qua 600 vị đế tôn cảnh, đây đều là Diệp Thần thủ hạ à. Ngắn ngủi thời gian hơn một năm, Diệp Thần đã chân chân tránh tránh trở thành Côn Lôn hư chủ nhân. Cái này 600 vị đế tôn cảnh cường giả, thật muốn đánh từng giết tới, sợ rằng hoàng gia chính là thiên vị đế tôn cảnh, cũng sẽ ở rất trong thời gian ngắn giết sạch, huống chi cái này là Quang Minh Điện phần lớn lực lượng. Ngoài ra còn có đế tôn cảnh yêu tộc và tất cả lớn phân các đế tôn cảnh, chấn giữ bốn phương. Như vậy tính được. Diệp Thần, chỉ ít nắm giữ đế tôn cảnh số lượng thật là khủng bố. Côn Lôn hư trên lịch sử, sợ rằng cũng không có một màn này đi. Một vị đạo nguyên cảnh thất tầng thiên thiên kiêu, dưới quyền có vượt qua mấy trăm vị đế tôn cảnh cường giả. Đây là cái gì dạng khái niệm à? Chính là ngàn quyết thành mọi người. Giờ phút này đều là trợn to hai mắt. Trong truyền thuyết Diệp Thần, vừa là sát thần Diệp Thí Thiên, cũng là Quang Minh Điện Điện Chủ, nhưng là không nghĩ tới đã cường đại đến trình độ này. Chúng ta, không nên phản bội Diệp Thần. Đúng, chúng ta không nên à. Quá mạnh mẽ, Quang Minh Điện quá mạnh mẽ. Một ít bị giam giữ tiểu tông phái người, giờ phút này vô cùng hối hận nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Một mực ở trong mắt bọn họ. Diệp Thần đều là độc hành khách. Đó là bởi vì đối chiến bất kỳ thế lực, Diệp Thần một người liền đủ rồi, đỉnh nhiều hơn lần trước chút bao vây phe địch thủ hạ mà thôi, nhưng là không nghĩ tới, Diệp Thần dưới quyền các thế lực lớn, đã đến cái này cùng mạnh mẽ trình độ. Mấy trăm đế tôn cảnh. Nếu như tổ hợp trận pháp, chính là 6 vị huyết linh tộc người, đều có sức đánh một trận. Hơn nữa, có phần thắng, không nhỏ phần thắng, nhưng là thắng thảm. Diệp Điện Chủ, ta hoàng gia là thật lòng đầu hàng. Từ đây lại không dám có đối với ngài không tuân theo ý. Hoàng gia lão tổ đàng hoàng quỳ xuống đất, trên trán đeo đầy lớn chừng hạt đậu giọt mồ hôi, nói chúng ta cũng là một nhóm thực lực,
tương đối hiểu rõ huyết linh tộc tình huống, ngài nhận lấy chúng ta có thể là ngài dốc sức. Ngài tương lai, là nhất định phải vào huyết linh tộc khai chiến. Chúng ta nguyện ý thành tựu lính hầu. Lính hầu. Đến lúc đó không nhất định, dù sao bây giờ trước còn sống nói sau. Giờ phút này, đã có mấy chục cùng hắn cùng cấp bậc tồn tại, phong tỏa hắn, sợ rằng hắn nếu là phản kháng, tiên khí cũng chưa chắc tới kịp vận dụng liền sẽ bị tại chỗ chu diệt. Chư vị, đứng lên đi. Chư vị tới này, tâm ý ta hiểu ý. Chỉ là ta Côn Lôn hư những năm này quá mức cằn cỗi, những người này, nếu như lại giết, đối với Côn Lôn hư cũng coi là một loại tổn thất. Để cho bọn họ ở tương lai, đi giết huyết linh tộc đi. Có thể sống sót, tự nhiên có thể tắm thanh lỗi, không sống nổi, cũng là lấy công chuộc tội. Diệp Thần xoay người nhìn về phía hoàng gia mọi người, thần sắc lạnh như băng nói, muốn sống mệnh có thể, tiếp nhận linh hồn phong ấn, giao ra huyết linh tộc cho các ngươi tiên khí. Ta nguyện ý. Chúng ta nguyện ý. Hoàng gia mọi người rối rít biểu thị đồng ý. Một khắc sau, hoàng gia rất nhiều đế tôn cảnh bao gồm hoàng gia gia chủ và lão tổ ở bên trong, rối rít đem tiên khí của mình ném ra. Trong nháy mắt, cấp 1 tiên khí, cấp 2 tiên khí phân bay ra, tất cả rơi vào Diệp Thần dưới chân. Diệp Thần ngược lại có chút kinh ngạc, như thế nhiều tiên khí. Xem ra, những năm này huyết linh tộc ban thưởng các ngươi không thiếu à? Những thứ này tiên khí, ngược lại là có thể để cho Hàn Vân bọn họ mượn tới đột phá cảnh giới. Diệp Điện Chủ, những thứ này tiên khí, có chính là ta hoàng gia đệ tử, bị huyết linh tộc người mang tới một vài chỗ tham dự chém giết, lấy được khen thưởng. Ví dụ như Diệp gia Diệp Nam Thiên, đi thành Bắc đấu, vậy lấy được một lượng chuôi tiên khí. Hoàng gia lão tổ đàng hoàng nói, những năm gần đây, tiên khí có chính là có huyết linh tộc ban thưởng, có chính là chúng ta tích lũy xuống. Hôm nay toàn bộ giao ra đây, kỳ vọng Diệp Điện Chủ lượn quanh chúng ta một mạng. Diệp Thần để cho Diệp Lăng Thiên thu hồi những thứ này tiên khí. Hắn ánh mắt quét nhìn qua hoàng gia mọi người, nói, hoàng gia có thể thu phục, chỉ là gia chủ và lão tổ, cùng với hai vị thái thượng trưởng lão, liền không có sống sót cần thiết. Khoảnh khắc gian, một cổ lạnh như băng hàn xương, bao phủ lại quảng trường Thiên Tuyệt. Tại chỗ, trừ đi Ngụy Vô Thành và đệ tử tiếng kêu rên ra, còn lại đế tôn cảnh, đồng loạt nhìn về phía hoàng gia lão tổ và gia chủ. Cùng với ngoài ra hai vị đế tôn cảnh bát tầng thiên thái thượng trưởng lão. Một khắc sau, quang minh điện một ít thái thượng trưởng lão, ra tay. 12 phân các thái thượng trưởng lão, đồng loạt giết ra. Vèo vèo vèo. Vèo vèo. Mọi người chỉ thấy được mấy chục đạo hàn quang, kiếm khí, đao giết vạch qua, liền nghe gặp từng đạo thân xác thanh âm tan vỡ. Hoàng gia ba vị đế tôn cảnh bát tầng thiên. Một vị đế tôn cảnh thất tầng thiên gia chủ, còn chưa đứng dậy đánh lại liền bị trực tiếp chu diệt. Thân xác cũng hóa thành đầy đất thịt vụn. Hô hô hô! Hô hô! Yên tĩnh vô cùng! Hoàng gia đế tôn cảnh toàn bộ nửa quỳ xuống đất, không có một người dám ngẩng đầu, càng không có một người mở ra thân nói chuyện. Bọn họ đều biết, giờ phút này nếu là ngẩng đầu, liền sẽ bước lão tổ, thái thượng trưởng lão bọn họ theo gót. Diệp Thần quang minh điện. Không thể địch. Ngày đó chủ đạo hoàng gia đầu dựa vào người huyết linh tộc, đã đền tội. Bắt đầu từ hôm nay, hoàng gia xóa tên, đế tôn cảnh đánh tan, khế ước hồn ấn cũng nhập quang minh điện trong. Diệp Thần thần sắc bình thản, giống như đế vương vậy tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, quang minh điện dưới quyền 12 phân các, Hàn gia, Diệp gia cùng với số ít mấy cái gia tộc lớn, toàn bộ cũng nhập quang minh điện, đơn độc lập một các, luyện thể đất yêu tộc đơn độc là một các. Là yêu các. Từ đây quang minh điện đổi là quang minh điện đường. Ám điện tất cả nhân viên cũng nhập quang minh điện trong sảnh, khác mở một phần các ám các. Đến đây quang minh điện đường dưới quyền 15 các, hoàn toàn hóa là quang minh điện đường người, hủy bỏ trước kia tất cả tông phái danh hiệu và gia tộc danh hiệu. Bắt đầu từ hôm nay tiến vào trạng thái tu luyện, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến huyết linh tộc. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Thần nhìn về phía hoàng gia mọi người. Linh hồn lực bộc phát ra, ngưng kết ra từng đạo càn khôn kiếm ấn, đem đế tôn cảnh sơ kỳ trở lên hoàng gia toàn bộ đế tôn cảnh phong ấn, sơ kỳ liền không cần, tầng thứ này còn lật không dậy nổi cái gì đợt sóng. Hắn nói, người cùng hoàng gia người, chính là mang tội thân,
trung tầng trở lên đã bị bổn điện chủ xuống linh hồn phong ấn. Từ đó phàm là chút nào phản bội tâm, tại chỗ chu diệt. Bình bịch bịch, phịch. Lúc này, hoàng gia đế tôn cảnh thì có chừng 10 người thân xác vỡ ra. Người chung quanh thần sắc chấn động một cái, Diệp Thần ngược lại là bình thản nói, có phản bội Côn Lôn hư và ta ý tưởng người, thân xác và linh hồn người, thân xác sẽ tại chỗ nổ tung. Lời này vừa nói ra, còn lại hoàng gia đế tôn cảnh chính là hoàn toàn yên lặng lại. Bây giờ, muốn làm cỏ đầu tường cũng không thể. Tùy thời có thể tại chỗ tự bạo, vẫn là đàng hoàng đi theo Diệp Thần đi. Đế tôn cảnh sơ kỳ một chút, cũng nhập yêu các trong. Do yêu các bách chiến các chủ phụ trách quản lý, đồng thời đem hoàng gia đế tôn cảnh và yêu tộc hỗn biên, phàm là phát hiện có dị tâm người, có thể trực tiếp chu diệt. Tuân lệnh, điện chủ, bách chiến trưởng lão ôm quyền quỳ xuống, hắn bây giờ vậy tấn thăng là yêu các chủ, còn như nguyên bản thanh kiếm yêu hoàng, bây giờ Diệp Thần chiến khôi, thì không đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào, cái này gần như đã trở thành công nhận tình huống, không ít người yêu tộc cao tầng, cũng đại khái đoán được chút tình huống. Hàn Vân, Hàn Sương, huyết hồng thiên các gia tộc, tông môn dẫn đầu, vậy rối rít ôm quyền tỏ ý nói, cần tuân điện chủ lệnh, sau đó Côn Lôn hư liền chỉ có quang minh điện đường. Tất cả lão tổ, gia chủ, đều đã thầm chấp nhận hết thảy các thứ này. Huống chi dựa lưng vào cây lớn, mọi người đều là một thế lực người, một khi xảy ra chuyện, mọi người cũng sẽ hỗ trợ, hành động thời điểm cũng có phối hợp, không còn là một mình nhất phái, một nhà. Được. Diệp Lăng Thiên, lần này thu hoạch tiên khí có nhiều ít. Diệp Thần hỏi. Diệp Lăng Thiên mau sớm bổ nhiệm tiên khí, liền nói, điện chủ, hoàng gia và huyết linh tộc tịch thu được tiên khí, cấp 1 tiên khí có 92 chuôi, cấp 2 tiên khí có 35 chuôi, tam phẩm tiên khí 2 chuôi, cấp 4 tiên khí 2 chuôi, ngũ phẩm tiên khí 3 chuôi. Tam phẩm trở lên tiên khí, gần như đều là huyết linh tộc người nơi đó thu được tới. Nhất là Ngụy Vô Thành, có 3 chuôi tiên khí, cũng không kịp dùng liền bị Diệp Thần trấn áp. Diệp Thần đang muốn lúc nói chuyện, Luân Hồi Mộ trong Niếp Bách Kiếm lại nói, Diệp Thần, lợi dụng không đồng phẩm cấp tiên khí tới đột phá, đối với tiến vào nhập thần cảnh sau tốc độ tu luyện vậy không giống nhau. Nói như thế nào, Diệp Thần tự nhiên phát hiện cái này đầu mối, ví dụ như trước Trần Bằng và Lạc Phổ đã là như vậy. Hắn hai người chúng ta không có cấp 4 tiên khí. Liền không có bước vào nhập thần cảnh, nếu không lấy bọn họ điều kiện, khẳng định đã trở thành nhập thần cảnh cường giả. Niếp Bách Kiếm từ từ nói, tiên khí phẩm cấp, chủ yếu là do tiên khí trên có khắc vẽ trận pháp và bên trong ẩn chứa lực lượng tới phân biệt. Cấp 1 tiên khí, khắc họa trận pháp 3 tòa. Trình độ này có thể để cho đế tôn cảnh cửu tầng thiên sau khi đột phá, thân xác sinh ra lột xác, thân xác tương đương với kim thân phách thể cấp 2 trình độ. Giống vậy. Lực công kích vậy chủ yếu lấy bên trong trận pháp làm chủ. Hắn dừng lại từ từ nói, còn như cấp 2 tiên khí, khắc họa 5 tòa trận pháp. Dùng cho sau khi đột phá, giống như là kim thân phách thể cấp 2. Tam phẩm chính là 10 tòa, kim thân phách thể cấp 3. Lấy này đi lên gia tăng một cái phẩm cấp, thân xác lột xác sau khí huyết liền càng mạnh. Giống nhau, đến nhập thần cảnh sau đó. Chủ yếu là lợi dụng bên trong lực lượng tới bồi bổ khí huyết, chủ tu đạo và thân xác. Đột phá lúc dùng tiên khí phẩm cấp càng cao, bước vào nhập thần cảnh liền vượt dễ dàng tu luyện. Nghe xong lời nói này, Diệp Thần nhìn về phía những cái kia đế tôn cảnh cửu tầng thiên, liền bắt đầu suy nghĩ. Những thứ này áp chế bao nhiêu năm Côn Lôn hư cường giả, dùng 1-2-3 phẩm tiên khí, có lẽ có chút đáng tiếc, bọn họ nội tình không kém, nếu là dùng cao phẩm cấp tiên khí. Sau khi đột phá thực lực sẽ rất mạnh. Sư phụ, đoán tạo thần quân tung tích, là ở hoàng gia địa giới trong chứ? Để cho đoán tạo thần quân truyền thụ ta chế tạo tiên khí phương pháp, ta cũng có thể chế tạo ra 7 phẩm 8 phẩm tiên khí chứ? Có thể. Nhưng là vật liệu phương diện có hạn chế, Côn Lôn hư trước mắt, có thể đánh tạo tiên khí vật liệu không nhiều. Còn như chế tạo thần vương khí vật liệu, có thể năm đó đã bị huyết linh tộc vơ vét đi. Niếp Bách Kiếm nói, năm đó thần đan quân chủ chỗ tu luyện, cũng ở đây hoàng gia địa giới bên trong, dường như và đoán tạo thần quân lân cận, đoạn này thời gian ta xem xét luân hồi mộ địa, thần đan quân chủ mộ bia, cũng có chút phản ứng, có thể tỉnh lại. Người thức tỉnh bọn họ.
một cái truyền thụ chế tạo tiên khí phương pháp, một cái truyền thụ luyện chế đế cấp đan dược, thậm chí hỗn nguyên cấp đan dược, cũng có thể. Được, Diệp Thần đem cái này hai vị đại năng tỉnh lại, ngược lại là có thể biên độ lớn tăng lên Côn Lôn hư cùng mình lực lượng. Hắn chợt hỏi, sư phụ, Kỷ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết có một đoạn thời gian không có tin tức. Ngài có thể dò xét bọn hắn tung tích à? Ta không được, Nhiếp Bách Kiếm than thở một tiếng, nói ta cái này thần đọc lên liền có chút thời gian, cũng cho qua ngươi lực lượng, cho nên lực lượng không đủ để phát động quét hình Côn Lôn hư và Hoa Hạ đất bí thuật, ngươi ngược lại là có thể để cho thần đan quân chủ giúp ngươi. Năm xưa, thần đan quân chủ đã từng có một môn pháp quyết, tên là Vạn Dặm Tìm Tung. Bỏ mặc người ở hơn khoảng cách xa, chỉ cần dùng dính đối phương hơi thở vật phẩm, liền có thể dùng phương pháp này quyết phối hợp phẩm cấp cao thâm máu tươi, mượn máu tươi lực lượng, quét hình đúng cái thiên địa, vô luận đối phương núp ở kia, cũng sẽ bị truy tra ra tới. Nhiếp Bách Kiếm bỗng nhiên cười một tiếng, nói, năm xưa, thần đan quân chủ lão này, vì tìm một cái thiếu tiền không trả hàng, hao tốn trên trăm năm thời gian suy nghĩ ra được công pháp, sử dụng sau là được công ở Côn Lôn hư một nơi nứt ra trong cốc tìm được đối phương, sau đó cho đối phương dừng lại đánh tơi bời. Loại công pháp này, cần máu tươi phối hợp. Chúng ta đều là thần niệm thể, không có biện pháp sử dụng. Ngược lại là ngươi có thể để cho hắn truyền cho ngươi, lấy mạch máu ngươi thúc dục đi ra, chỉ cần các nàng ở nơi này một phiến trong thiên địa, liền sẽ bị tìm được, bất quá ngươi tu vi không tính là quá cao, không nhất định chính xác. Được, tạ tạ sư tôn cho biết, Diệp Thần cuối cùng là hơi yên tâm một ít, chỉ cần thức tỉnh thần đan quân chủ. Vậy mình liền có thể tìm được Kỷ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết. Chợt, hắn nhìn về phía trước mắt mọi người, đem tiên khí phẩm cấp sau khi đột phá tình huống, lần nữa nói một lần. Liền nói, các vị, ngũ phẩm tiên khí ta lấy một thanh trường kiếm. Những thứ khác tiên khí các ngươi có thể tự đi phân phối, có thể dùng tại đột phá cảnh giới. Dĩ nhiên, ta sẽ tìm ra chế tạo cao hơn phẩm tiên khí phương pháp, đến lúc đó các vị lại đột phá cũng không kém. Đồng thời, ta cũng sẽ lấy được luyện chế đế cấp đan dược, thậm chí cao cấp hơn đừng đan dược đan phương, đến lúc đó cần hai vị đan tôn, tương trợ. Hai vị đan tôn tự nhiên gật đầu. Điện chủ, ta dùng một chuôi cấp 4 tiên khí. Côn Luân tất cả lão tổ than thở một tiếng, nói ta ở cảnh giới này, dừng lại 2.300 năm, không muốn đợi thêm nữa. Vừa vặn lúc này đột phá, huyết linh tộc người lại tới, ta cũng hỗ trợ. Được, Diệp Thần ném một chuôi cấp 4 tiên khí cho vị này lão tổ. Điện chủ, lão phu cũng muốn đột phá, tam phẩm tiên khí là được. Hàn Sương từ từ vừa nói, hắn là đạo các thái thượng trưởng lão, vậy dừng lại ở đế tôn cảnh cửu tầng thiên vượt qua năm 2000. Tịch Mịch Kiếm, vị này thanh thiên các thái thượng trưởng lão cũng nói, ta cũng đột phá, tam phẩm là được. Chúng ta những ông già này, đã không chờ được lâu như vậy. Phía sau chế tạo tiên khí, liền cho những cái kia hậu bối đi, chúng ta dùng trước, chỉ ít lần sau huyết linh tộc lại tới người, cũng có sức đánh một trận. Diệp Thần ném qua hai chuôi tam phẩm tiên khí. Hắn nhìn về phía huyết hồng thiên, vị này huyết giả các thái thượng trưởng lão, có chút muốn nói muốn chỉ, liền hỏi, ngươi muốn đột phá à? Huyết hồng thiên gật đầu một cái, thở dài nói, ở cảnh giới này đợi quá lâu, là muốn đột phá. Rào rào. Một chuôi ngũ phẩm tiên khí ném qua. Diệp Thần chợt đem còn lại một chuôi ngũ phẩm tiên khí và một chuôi cấp 4 tiên khí, ném cho hai vị thái thượng trưởng lão, nói cũng đột phá đi. Các ngươi đột phá, Côn Lôn hư vậy coi là có chút sức tự vệ. Ta sau này còn có việc, lấy các ngươi nội tình lợi dụng tiên khí đột phá, 10 thiên thời gian cũng không còn nhiều lắm. Cảm ơn điện chủ, 6 vị đế tôn cảnh cao cấp cường giả ôm quyền đáp ơn. Diệp Thần nhìn về phía ngoài ra một ít đế tôn cảnh cửu tầng thiên người, bao gồm nhà mình lão tổ Diệp Phong và Diệp Vô Địch, liền nói, nửa tháng sau ta sẽ trở về, đến lúc đó sẽ có chế tạo tiên khí phương pháp. Cảm ơn điện chủ. Cảm ơn điện chủ, mọi người ôm quyền đáp ơn. Diệp Lăng Thiên, đem Ngụy Vô Thành và Kỳ đệ tử, kéo xuống, do ngươi và Thiên Văn phụ trách. Diệp Thần giao phó hết thảy các thứ này, đi liền cho Diệp Lạc Nhi chữa thương. Diệp Lạc Nhi thương thế không nhẹ, nhưng thật may huyết mạch mạnh mẽ, ngược lại không đến nổi chết đi. Cho ăn Diệp Lạc Nhi một ít nói nguyên cảnh đan dược,
chỉ có thể bảo đảm thương thế không lan truyền, cũng muốn chữa, nhưng là có chút khó khăn. Cần thần cấp đan dược, cũng chỉ có thể đi thức tỉnh thần đan quân chủ. Một ngày sau, Diệp Thần rời đi thành Thiên Tuyệt, bước vào hoàng gia chi địa. Quang Minh Điện đường mặc dù có rất nhiều sự vật cần hắn giải quyết, nhưng hắn không cái này thời gian, giao cho Bách Chiến các chủ và Hàn Vân bọn họ là đủ rồi. Nguyên bản hoàng gia đệ tử đặc biệt khổng lồ, hiện nay cũng nhét vào Quang Minh Điện đường bên trong. Diệp Thần dựa theo Niếp Bách Kiếm chỉ dẫn nghĩ biện pháp mở luân hồi mộ địa ngoài ra hai tọa mộ bia, cũng đi tới một nơi đất thần bí. Nơi này trận pháp tựa hồ có chút kỳ diệu, giống như là Niếp Bách Kiếm cố cư nhà địa phương như nhau, từ dưới đất không cách nào đến, cần thông qua mạch nước ngầm, cùng với dưới đất dòng nước ngầm trợ giúp, lại tìm thuộc về trong dòng nước ngầm lối đi, mượn nữa giúp lối đi đã qua. Lối đi rất dài, chính là Diệp Thần đều đi một ngày mới đi ra khỏi lối đi. Thằng nhóc, những chỗ này không tệ chứ? Niếp Bách Kiếm nói, ban đầu, chúng ta có thể mất không nhỏ thời gian, mới tìm được những thứ này thế ngoại đào nguyên, làm vì mình phủ đệ. Diệp Thần có chút xấu hổ, thì ra như vậy Niếp Bách Kiếm bọn họ đều thích tìm loại địa phương này ngây ngô. Lúc còn trẻ bên ngoài chinh chiến, cùng già rồi thì trở lại nơi này dưỡng lão, làm một ngư dân. Tạm được. Diệp Thần đơn giản đáp lại một câu. Liền ở một ngọn núi thấy được một gian trận pháp vòng quanh gian nhà, đang muốn đi lên lúc, lại bị người ngăn cản. Một cái cụ già ngăn lại Diệp Thần, nghĩa tránh ngôn từ nói, tiểu huynh đệ, người đoán chừng là bên ngoài tới đi. Phía trên này ở là thần minh à, không nên quấy rầy bọn họ mang đến cho chúng ta điềm tĩnh, chúng ta vậy hy vọng bọn họ có thể bình an, đừng nữa đi ngoại giới chém giết. Lời này vừa ra, Diệp Thần cũng không biết như thế nào đáp lại. Dứt khoát, lắc người một cái ngay lập tức gian đi tới trên núi, mới vừa bước vào nhà phạm vi, liền cảm giác được chung quanh hiểu rõ 10 cổ khí tức cường đại. Ngay lập tức gian, cái này 12 cổ hơi thở, phong tỏa Diệp Thần. Không phải là loài người hơi thở, càng không phải là yêu tộc hơi thở, đơn thuần tiên khí hơi thở. Không sai, chỉ ít 12 chuôi tiên khí tự chủ phong tỏa Diệp Thần. Xem ra hẳn là đoán tạo thần quân năm đó bảo tồn được tiên khí, bố trí đại trận, một khi có cường giả giá lâm, liền sẽ tự động phòng ngự ổ. 12 phẩm tiên khí, 6 chuôi bát phẩm tiên khí, 6 chuôi cửu phẩm tiên khí, một tòa trận pháp như vậy chế biến, không tệ à. Diệp Thần cảm khái một câu, đoán tạo thần quân hẳn coi như là thần quân cấp bậc lực lượng, có tiền nhất một cái đi. Đặc biệt chế tạo tiên khí, thần vương khí chủ. Đổi hoa hạ từ ngữ mà nói, đây chính là một súng ống đạn dược con buôn, có thể không tiên khí mà. Đều là tiên khí. Người nghĩ quá đơn giản. Niếp Bách Kiếm nhìn hờ hững nói, năm đó hắn ở thành Thiên Tuyệt bên ngoài hang ổ, nhưng mà không dứt 12 chuôi cửu phẩm thần vương khí, cộng thêm lên 6 chuôi hỗn nguyên tiên khí, 3 chuôi hợp đạo thần khí, trận pháp kia mới tính lợi hại. Đáng tiếc à. Năm đó xuất chiến, hắn toàn bộ mang theo. Kết quả để cho huyết linh tộc một cái tạo hóa cảnh một cái tát toàn đánh tan nát. Niếp Bách Kiếm thậm chí có chút cố ý châm chọc ý. Sư phụ, ngài cái này than khổ. Diệp Thần hỏi, nói hạ, năm đó đoán tạo thần quân rất có thể đánh tạo tiên khí à? Vậy là khẳng định, Niếp Bách Kiếm từ từ nói, năm đó đoán tạo thần quân, mở một cái chiến liền rất nhiều bó lớn hỗn nguyên tiên khí ném, ùn ùn kéo đến đập người ta. Thậm chí thường xuyên tự bảo hỗn nguyên tiên khí đánh người, người khác dựa vào thực lực, hắn dựa vào tiên khí. Hỗn nguyên tiên khí đập người. Hỗn nguyên tiên khí tự bảo tổn thương người. Diệp Thần nghe cũng đau lòng à. Năm đó à, chúng ta hỗn nguyên cảnh không thiếu. Tất cả gia tộc lớn đều không thiếu, bao gồm thời đại thượng cổ Diệp gia, hỗn nguyên cảnh đều có rất nhiều vị trí đây. Niếp Bách Kiếm hồi tưởng nói, nhưng là đâu? Một vị hỗn nguyên cảnh phải cố gắng trên trăm năm, có lẽ mới có thể làm đạt được một chuôi hỗn nguyên tiên khí, kết quả đoán tạo thần quân hàng này, 3 tháng chế tạo một cái, theo bán xỉ tựa như, hết lần này tới lần khác đi giao hàng thời điểm còn rất đắt. Muốn đánh người hắn không thiếu, nhưng là bị hắn cầm hỗn nguyên tiên khí đập được đầy trời chạy cũng không thiếu. Thằng nhóc, đợi hồi thức tỉnh hắn, người tốt nhất nhanh chóng bái hắn làm sư phụ, có lẽ một đoạn thời gian sau này. Ngươi toàn thân cao thấp, liền quần áo quần giày, đều là hỗn nguyên tiên khí,
đến lúc đó vậy học một ít hắn cầm hỗn nguyên tiên khí đập người. Cầm hỗn nguyên tiên khí đập người. Diệp Thần ngược lại là nghĩ tới một điểm này, quả thực xa xỉ, nhưng phỏng đoán luyện chế hỗn nguyên tiên khí, vậy được hỗn nguyên cảnh đi, dầu gì, vậy được thần vương cảnh hậu kỳ. Mình khoảng cách trình độ này, phỏng đoán còn có thời gian. Diệp Thần không có ở đây lời nói, tiến bộ bước vào trong nhà. Vèo vèo vèo, vèo vèo, đạo đạo tiếng xé gió truyền tới. Sáu chuôi tiên khí trường kiếm, sáu chuôi tiên khí đỉnh lớn đĩa bay tới đây. Là tiên khí khí linh tự chủ điều khiển tấn công Diệp Thần. Đi đôi với tiên khí điều động, chung quanh đại trận vậy lóe ra các loại các dạng ánh sáng rực rỡ, là một cái bảy mang tinh trận. Ngay lập tức gian, bảy đạo ngôi sao năm cánh quang vòng bay lên trời, ra chỉ ở bảy chuôi tiên khí trên đánh tới. Ta đây là thử một lần, tiên khí tự chủ công kích, có hơn lực lượng mạnh. Diệp Thần tay không, một quyền đánh ra thì có cuồng bạo đợt khí. Đụng vào một chuôi tiên kiếm trên mũi kiếm bộc phát ra sáng chói ánh sáng rực rỡ, cũng may dư âm bị trận pháp bao phủ, không có lan tràn ra, nếu không cả ngọn núi đỉnh cũng được kịch liệt đi lang thang. Bình bịch bịch, phịch, Diệp Thần lóe lên thân thể, từng quyền đánh ra, đơn thuần khí huyết lực lượng, không có dùng mất đi lực. Mỗi một quyền đều cơ hồ là Diệp Thần thực lực chân chính, nhưng chỉ có thể đánh được rất nhiều tiên khí thụt lùi, không cách nào tổn thương tiên khí chút nào. Bát phẩm tiên khí, cửu phẩm tiên khí, đúng là cường hãn. Cho dù ta toàn lực bùng nổ, sợ rằng 10 quyền cỡ đó, mới có thể đánh nát một chuôi. Diệp Thần lóe lên thân thể, di động tại gian nhà bốn phía, một bên né tránh tiên khí, vừa suy nghĩ trước, đánh nát không đáng giá làm, những thứ này tiên khí, không phải thành bộ tiên khí, ngược lại là có thể mang về cho bọn họ dùng cho đột phá. Hắn không cần những thứ này tiên khí đột phá. Vậy không tới tình cảnh này. Những thứ này ở trong mắt người khác dùng để đột phá có lẽ giá trị vạn phần. Nhưng là ở hắn trong mắt lại xa xa không đủ phong độ. Hắn là luân hồi mộ chủ. Nhất định phải cao cấp vật mới có thể xứng đôi. Hắn muốn tạo thuộc tại tiên khí của mình. Độc nhất vô nhị tồn tại. Nghiền ép huyết linh tộc tồn tại. Diệp Thần đoạn này thời gian sử dụng vẫn là huyết linh tộc vũ khí. Huyết linh tộc vũ khí cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là chính xác mà nói căn bản không thích hợp Diệp Thần. Thích hợp nhất Diệp Thần chính là cửu u thí thiên thương cùng với đích thân hắn chế tạo Trảm Long Vấn Thiên Kiếm. Chỉ tiếc, theo Diệp Thần thực lực tăng lên, cùng với đối mặt cường giả, Trảm Long Vấn Thiên Kiếm và cửu u thí thiên thương phẩm cấp không đủ nhìn. Dưới mắt chỉ có đạt được đoán tạo thần quân truyền thừa, mới có tư cách chế tạo thuộc về mình vũ khí. Huống chi Diệp Thần bên người cường giả muốn có tư cách đối kháng huyết linh tộc liền cần cao cấp vũ khí. Những vũ khí này phải đích thân hắn chế tạo. Diệp Vô Địch và Hàn Vân, như vậy tích lũy mấy ngàn năm lão quái vật cấp bậc tồn tại, một khi dùng cửu phẩm tiên khí đột phá, sau khi đột phá phỏng đoán sẽ trực tiếp lên cấp nhập thần cảnh tầng 3-4, tăng cường chí ít mười mấy lần chiến lực. Đây là nội tình, tích lũy hơn ngàn năm nội tình. Bọn họ lúc còn trẻ cũng là thiên kiêu. Chỉ là vô tiên khí, cũng không dám đột phá thôi. Một khi dùng cửu phẩm tiên khí, chiến lực ắt sẽ tăng nhiều, một năm sau người huyết linh tộc dám đến, sợ rằng cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Rào 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 rào. Rào 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 rào. Bảy mang tinh trận vậy chủ yếu trận pháp phòng ngự, lóe ra đạo đạo quang vòng bay tới, trong đó một đạo quang vòng đụng vào Diệp Thần trên mình lúc, chỉ nghe gặp một đạo kim loại tiếng va chạm sau đó. Quang vòng tự động văng tung tóe, không cách nào dung chuyển Diệp Thần kim thân. Không dây dưa. Quyền trong Phật quốc. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, một quyền sử dụng, bốn phương chấn động. Khí huyết điên cuồng phun trào, dấu quyền ngưng kết thẳng đánh vào gian nhà hậu phương trận lòng vị trí. Bình bịch bịch. Bịch bịch. Từng cái trận điểm vỡ ra. Bảy mang tinh trận bị phá ra. Diệp Thần lại lấy tốc độ cực nhanh. Trấn áp 12 chuôi tiên khí có linh, không thể nào bởi vì trận pháp tan vỡ mà dừng lại không nhúc nhích. Hắn dài hô một hơi, đem tiên khí thu vào luân hồi mộ địa, liền đẩy ra nhà cửa, đập vào mắt vừa thấy rất là giản dị, nhưng tỉ mỉ vừa thấy nhưng lại cảm thấy vô cùng là xa hoa, chỉ riêng băng gỗ, đều là ngàn năm lửa cháy mạnh hồng tâm bằng gỗ. Cái bàn gỗ, lại là dùng vạn năm thiên tinh cây thân cây chế thành. Rối bởi giường gỗ.
lại là dùng cực phẩm vật liệu gỗ chế thành, chăn cũng là cực phẩm thiên tàm ti chế thành. Thật là xa xỉ à. Diệp Thần chắt lưỡi một câu, nhưng thấy được Trúc bên tường lên, để một chuôi dỉ xét trường kiếm. Hắn khó khăn lắm cầm lên trường kiếm lúc, luân hồi mộ địa nhưng run rẩy kịch liệt, đoán tạo thần quân mộ bia vỡ vụn, vậy đạo thần niệm bị thả ra ngoài, sau đó bên tai truyền ra một đạo kinh tâm động phách lời nói, vô cùng rung động. Ngang dọc thiên địa vạn năm gian, bốn phương mây anh, ai có thể cùng ta như nhau? Tiên khí chi hơn, ta cư thủ lĩnh, thiên hạ binh khí, 8/19 xuất từ ta tay. Một đạo hào phóng lời nói, quanh quẩn ở Diệp Thần bên tai. Nghe thanh âm vô cùng là rung động, nhưng tỉ mỉ nghe tiếp, sao cảm giác giống như là khoe dầu đây? Thiên hạ binh khí, 8/19 xuất từ trong tay hắn. Lời này rất lớn trình độ là thật. Luân hồi mộ địa trong. Một đạo quần áo trắng thân hình hiển hóa ra, cũng không phải là cao lớn thân hình, vậy không tóc dài phất phới, ngược lại là một cái bạch bào đạo nhân, sau lưng trôi lơ lửng một vòng quang vòng, quang vòng nhỏ xem dưới, lại là 18 thanh trường kiếm, tựa hồ cũng là hỗn nguyên tiên khí. Diệp Thần khẽ cau mày, tỉ mỉ xem vị này đoán tạo thần quân, một cổ vô hình uy áp bao phủ tới. Diệp Thần cũng không nói nhảm. Lúc này ôm quyền nói, tại hạ là luân hồi mộ địa mộ chủ Diệp Thần, ở chỗ này gặp qua tiền bối. Còn hy vọng tiền bối chúc ta giúp một tay, hôm nay Côn Lôn hư suy nhược, lại cũng không cách nào chế tạo ra tiên khí. Tiền bối thu ta làm đồ đệ, ta định mạnh mẽ Côn Lôn hư, bình định huyết linh tộc. Đoán tạo thần quân sững sốt một chút, nhìn Diệp Thần, lại xem Niếp Bách Kiếm, nói, ngươi liền cho rằng ta nhất định sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Ta đoán tạo thần quân, thu học trò nhưng mà vô cùng là hà khắc. Không thu rác rưởi, không thu phế vật, không thu tầm thường. Mà ta bây giờ xem ngươi, tựa hồ thỏa mãn cái này ba cái. Liền đế tôn cảnh cũng không có bước vào, thật không biết rõ ngươi sức nguồn nơi nào. Niếp Bách Kiếm nghe được đoán tạo thần quân nói tiếng nói, vẫn là đứng ra là Diệp Thần nói chuyện, ngươi nói như vậy hắn, ta không đồng ý. Đạo nguyên cảnh thất tầng thiên tàn sát nhập thần cảnh ngũ tầng thiên. Ở thời kỳ thượng cổ đều không tìm ra mấy cái. Đoán tạo thần quân hơi kinh ngạc, à, người này như thế lợi hại à. Đạo nguyên cảnh thất tầng thiên, lại có tư cách đối mặt nhập thần cảnh ngũ tầng thiên. Kém 16 cái cảnh giới nhỏ à. Đoán tạo thần quân ánh mắt có chút khẽ biến, hắn tự nhiên không nhận là Niếp Bách Kiếm sẽ ở chuyện này lên lừa dối hắn. Không tệ không tệ à. Năm đó cũng không có loại thiên tài này à. Hắn chợt lộ ra nụ cười tới, nói, không phải là thu học trò à. Ta thu. Hắn thưởng thức trước một chuôi nhỏ kiếm, cười nói, bây giờ Côn Lôn hư tình huống, đến loại trình độ này à. Đồ nhi à, bên ngoài gian nhà có thanh kiếm, gọi là bắt cá kiếm, vi sư năm đó bắt cá dùng, cho ngươi làm lễ bái sư. Ngươi đừng xem vi sư chung quanh đều là hỗn nguyên tiên khí. Nhưng cái này là thần niệm mô phỏng ra, không phải thật, không có cách nào cho ngươi. Đoán tạo thần quân cười hì hì nói, ta lão Trần năm đó à, cái gì cũng không hơn, chỉ riêng tiên khí, thần vương khí và hỗn nguyên tiên khí hơn được trong nhà cũng bày không được. Ngươi nếu là thời đại thượng cổ, ngươi làm học cho ta, lão tử cho ngươi phối 80-100 chuôi thần vương tiên, gặp phải xem không vừa mắt, trực tiếp ném qua tự bạo, nổ chết hắn nha. Diệp Thần đều có chút sững sờ, vị này sư tôn, dường như vô cùng là không điều. Những thứ khác sư tôn đi ra ngoài cũng thời điểm, cũng tương đối ra oai, sau đó bị mình thuyết phục, vị này sư tôn nhưng là không đi đường thường. Còn như vậy bắt cá kiếm. Tam phẩm thần vương khí dùng để bắt cá, thật là xa xỉ. Đoán tạo thần quân Trần An Bình, hẳn coi như là năm đó Côn Lôn hư người giàu có nhất liền đi. Thần vương khí làm chĩa cá tử. Hỗn nguyên tiên khí khắp nơi ném. Đây nếu là truyền đến bây giờ Côn Lôn hư, phỏng đoán Hàn Vân bọn họ cũng có thể xấu hổ được cắt cổ tự sát, bọn họ khổ tích lũy 1-2000 năm qua, liền một cái cấp một tiên khí cũng không lấy được, vị này mới sư tôn, nhưng lại như là này xa xỉ. Diệp Thần được rồi lễ bái sư. Bên cạnh, Niếp Bách Kiếm ngược lại là đem hiện tình huống hôm nay, giảng giải cho đoán tạo thần quân Trần An Bình nghe. Hồi lâu sau, Trần An Bình nghĩa phẫn điền ưng nói, năm đó lão tử dùng hỗn nguyên tiên khí làm bom, huyết linh tộc những thứ này vương bát con bê,
lại có thể phế Côn Lôn hư luyện thể nhất mạch, còn nghĩ lão tử luyện khí tông phái cũng tiêu diệt. Những thứ này phối hợp con bê. Diệp thần, người bây giờ là lão tử ghế thủ lãnh đại đệ tử. Lão tử truyền cho ngươi vạn binh chế tạo quyết, ngươi cho lão tử nhớ, tạo nhiều tiên khí, đụng phải huyết linh tộc người, đừng hợp lại cái gì khí huyết, thân thể, trực tiếp cầm tiên khí cho ta giải quyết. Quả nhiên, Diệp thần một mặt than thở. Còn không có cùng Diệp thần kịp phản ứng, Trần An Bình đã dùng linh hồn phương pháp cho Diệp thần truyền công pháp. Vạn binh chế tạo quyết. Không dứt tên chữ lợi hại, nội dung lợi hại hơn. Từ trường kiếm bình thường, trường đao, rồi đến đỉnh lớn đợi một chút binh khí chế tạo phương pháp đều có, thậm chí còn có binh khí dung hợp phương pháp, đặc thù linh hồn loại binh khí, chuyên phá thân thể đặc thù binh khí vân. Vân chế tạo phương pháp đều có. Đây quả thực là một người lính khí chế tạo lớn bách khoa. Chỉ cần thực lực đủ, vật liệu đủ, muốn tạo binh khí gì, phía trên đều có ghi lại. Dạng gì binh khí, muốn khắc họa cái gì trận pháp làm sao khắc vẽ đều có, thậm chí trước sau chế tạo tình huống, cũng ghi chép rõ ràng. Đồng thời quyển công pháp này, vậy tầng 5. Tầng thứ nhất, chế tạo linh khí văn chương, từ cấp 1 linh khí đến cửu phẩm linh khí chế tạo chi đều có. Tầng thứ hai, tiên khí chế tạo phương pháp. Tầng thứ ba, tiên vương khí chế tạo phương pháp. Tầng thứ tư, hỗn nguyên tiên khí chế tạo phương pháp. Tầng thứ năm, hợp đạo thần khí chế tạo phương pháp. Cái gì cần có đều có. Chỉ riêng cái này một bản công pháp, liền đủ để phục hưng Côn Lôn hư luyện khí nhất mạch. Khó trách năm đó, Trần An Bình được gọi chi là đoán tạo thần quân, chính là hỗn nguyên cảnh tầng 9 thiên. Địa vị cũng so không thiếu hợp đạo cảnh cường giả cao hơn. Giữa lúc Diệp thần tiếp nhận công pháp lúc đó, cao võ vị diện, huyết linh tộc chi địa. Vị kia hơi thở kinh khủng ông già, bỗng nhiên chấn động mở mắt, mạnh mẽ uy áp càn quét chung quanh hơn 10.000 bên trong. Hàng ngàn hàng vạn đế tôn cảnh đệ tử, nhập thần cảnh đệ tử rối rít trào máu phốc thông trên đất. Ông già chính là phun ra một ngụm máu tươi, trong con người tràn ngập vô cùng tức giận. Những phế vật này lại chết. Ngụy Vô Thành, trong phế vật. Khuê Long, nhanh chóng tới gặp ta. Trước đây, Ngụy Vô Thành một nhóm người lên đường đi Côn Lôn hư lúc, đều bị hắn âm thầm đánh vào một đạo căn nguyên. Hôm nay trong đó mấy đạo căn nguyên tán loạn, ý nghĩa những người đó chết, hắn tự nhiên vậy gặp phải cắn trả, cực đoan dưới sự tức giận truyền âm ở giữa thiên địa, mệnh lệnh đặc biệt phụ trách Côn Lôn hư Khuê Long chạy tới. Một người trung niên võ giả nhanh chóng bay tới, vô cùng tôn kính quỳ xuống đất, ôm quyền nói, lão tổ. Côn Lôn hư xảy ra chuyện. Ngươi lập tức phái người đi trước cha xem, Ngụy Vô Thành kém không nhiều vậy sắp chết. Ông già thanh âm lạnh như băng không cho phép bất kỳ nghi ngờ nào. Vậy người đàn ông trung niên Khuê Long ngẩn ra, Côn Lôn hư trước xảy ra chuyện hắn cũng rõ ràng. Một cái hạ võ vị diện có thể lật xảy ra cái gì đợt sóng. Vốn cho là Ngụy Vô Thành có thể giờ phút nào giải quyết. Lại không nghĩ rằng Ngụy Vô Thành vậy xảy ra chuyện. Đây quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm. Một cái rác dưới chi địa, lại có chân áp mấy vị kia huyết linh tộc cường giả. Côn Lôn hư chẳng lẽ có cường giả ra đời. Ta vậy thì đi, Khuê Long thanh âm run rẩy nói. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, hơi thở kia kinh khủng ông già đột nhiên lên tiếng nói, đứng lại. Khuê Long ngẩn ra, chật vật xoay người lại, hiếu kỳ nói, lão tổ. Còn có gì phân phó? Lão giả kia hừ lạnh một tiếng, ngón tay bắt pháp quyết, một giọt máu tươi bước ra, đồng thời một quả trận bàn cũng là bay ra. Côn Lôn hư loại này con kiến hôi chi địa, linh khí mỏng manh, dù sao cũng năm cũng không có bất kỳ biến hóa, vì sao sẽ liền liền xảy ra chuyện. Trong này nhất định là có vấn đề. Bây giờ ta lấy máu tươi dẫn động nghịch thiên trận pháp. Ta đây là muốn xem Côn Lôn hư rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ngươi liền ở chỗ này chờ. Cùng kết quả đi ra, lại đạp phá Côn Lôn hư không muộn. Ta muốn xem một bầy kiến hôi, làm sao làm được 3 lần 4 lượt đánh chết ta huyết linh tộc cường giả. Khuê Long ngẩn ra, không dám thở mạnh một cái, hắn tuyệt đối không nghĩ tới vị này đức cao vọng trọng tiền bối lại lấy máu tươi đi thăm dò xem một cái hạ võ vị diện tình huống. Côn Lôn hư Diệp thần tự nhiên không biết nguy cơ đang từng bước đến gần. Hắn đang hoàn toàn đắm chìm trong vạn vật chế tạo quyết trong.
Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mở mắt, tính hoàn toàn lĩnh ngộ vạn vật chế tạo quyết. Trong đầu cũng nhiều một đống lớn chế tạo các loại binh khí kiến thức và phương pháp, không khỏi hỏi, sư tôn, hôm nay Côn Lôn hư luyện khí nhất mạch, cơ hồ toàn diệt, bây giờ linh khí, cũng là mọi người dựa theo mình phương pháp thích hợp mình tạo. Mình tạo binh khí, ngược lại cũng là phù hợp mình phương pháp sử dụng, linh khí đối với mình vậy tương đối thân thiết cần phải tay. Nhưng là uy lực nhất định là không bằng vạn vật chế tạo quyết rèn được linh khí uy lực lớn, cho dù đồng phẩm cấp. Người trước uy năng chỉ ít thấp người sau một cái phẩm cấp, chênh lệch không bao nhiêu hai cái võ giả, dùng hai loại linh khí, tất nhiên là người sau thủ thắng. Thêm nữa, Diệp Thần cũng không khả năng liền một mực cho mọi người luyện khí đi. Thần vương khí vật liệu, hỗn nguyên tiên khí vật liệu, cũng phải đi huyết linh tộc tìm. Những thứ này vật liệu, căn bản đều là vạn năm trở lên vật liệu gỗ, thậm chí đặc thù thiên tinh cát đợi một chút, muốn cùng Côn Lôn hư tự nhiên sinh ra. Nói ít cũng phải lên vạn năm thời gian, hơn nữa thời gian còn được bảo đảm không bị làm tổn hại, lấy Côn Lôn hư bây giờ tình huống, cơ hồ là không thể nào hoàn thành sự việc. Truyền cho những người khác. Trần An Bình khẽ vuốt cằm, lại không dâu, nhưng lại một bộ cao nhân mạc dạng. Hắn chậm rãi nói, có thể là có thể, chỉ là ngươi chỉ có thể tìm mấy cái người tin cần, thu là ngươi đệ tử, ngươi truyền cho bọn họ, để cho bọn họ đi đặc biệt luyện chế linh khí và tiên khí. Dĩ nhiên, người cũng có thể giản hóa vạn vật chế tạo quyết đại quy mô lưu truyền đi. Chỉ là như vậy chế tạo pháp quyết, không có thiên phú người căn bản không cách nào lĩnh ngộ. Vậy là đủ rồi, Diệp Thần trước mắt sáng lên, như vậy thứ nhất Côn Lôn hư liền có thể tự đi sinh ra một ít nhập thần cảnh võ giả. Sư tôn, người bên ngoài 12 chuôi tiên khí, ta thu. Cầm đi, những thứ này thấp đẳng hóa sắc. Cũng chính là phòng ngừa một số người tới quấy rối dùng. Trần An Bình không để ý chút nào, đang thưởng thức trong tay đoạn đao, so sánh với Niếp Bách Kiếm và Huyết Thất Dạ bọn họ, rất có mình phong cách. Tạ ơn sư tôn. Vậy ta đi liền thần đan quân chủ bên kia. Diệp Thần mang theo Bát Ca Kiếm, quả thực cảm thấy danh tự này không tốt lắm, cùng tìm thời gian đem Trảm Long Vấn Thiên Kiếm và Tinh Thần Kiếm, một đạo dung nhập vào chuôi này thần vương coi trọng, sẽ đi lần nữa đặt tên. Dẫu sao cầm cái Bát Ca Kiếm đi ra ngoài chiến đấu, mặt mũi làm khó dễ. Hắn khó khăn lắm đi ra, liền xa xa thấy được đối diện một ngọn núi, đồng dạng là trên ngọn núi, nhưng là trên ngọn núi này thật là, có thể thì không phải là thông thường gian nhà, mà là nguy nga lộng lẫy cung điện, dùng lời của thôn dân mà nói, đây chính là thiên cung. Một khắc sau, Diệp Thần đi tới đan dược thần quân cung điện bên ngoài. Quan sát tỉ mỉ đi xuống. Tòa cung điện này bề ngoài đều là dùng vạn năm lưu kim thiết chế tạo. Chỉ riêng một viên cột, đều là ngàn năm tinh thần thạch chế tạo, lại là dùng nhiều yêu tộc da lông tới thành tựu thảm trải sàn. Cái này da lông, dường như là nhập thần cảnh à. Hây, khối này là thần vương cảnh. Diệp Thần vừa đi vừa quan sát dưới đất thảm trải sàn, cảm thụ những thứ yêu thú này da lông thảm trải sàn tản mát ra uy lực còn lại, từ đó phán đoán yêu thú lúc còn sống chiến lực. Chung quanh cơ hồ là mấy trăm m2 lớn nhỏ da lông. Bề ngoài nhìn theo con trồn da tựa như, nhưng là có thể bảo đảm ngàn năm không thay đổi, vạn năm không mục, hơn nữa dùng vẫn là yêu thú bụng vậy một khối. Một con yêu thú hóa ra nguyên hình, bụng đều là vô cùng là yếu ớt địa phương, cho nên phần lớn phân cũng ngưng luyện ra miếng vải thành tựu phòng ngự, cũng có phần nhỏ phơi bày bên ngoài, là yêu thú mềm mại nhất một số, cũng là thích hợp nhất dùng để làm thảm trải sàn một số. Trước mắt khối này mấy trăm m2, đan dược thần quân là giết dạng gì yêu tộc à? Hoặc là nói, đây là mua được. Dẫu sao là thời đại thượng cổ Côn Lôn hư cao cấp luyện đan sư. Võ giả có thể không binh khí, nhưng không thể không đan dược à? Nhất là người bình thường tiến vào nhập thần cảnh, thần vương cảnh sau đó, đều cần cảm ngộ đạo và hoàn thiện tự thân. Hỗn nguyên cảnh và hợp đạo cảnh, chỉ sợ là tu luyện quy luật lực. Những thứ này chỉ có dựa vào thời gian dài không ngừng khổ tu, muốn tránh hơn mấy trăm ngàn năm khổ tu, phải, tới mua đan dược. Mà thần đan quân chủ dường như là Côn Lôn hư trong nhất biết luyện đan một vị, hỗn nguyên đan, hợp đạo đan, quy luật đan hẳn sẽ luyện không thiếu, cái này không giống như là, lại là một cái cường hào à. So đoán tạo thần quân còn giàu có cái loại đó. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái,
Niếp Bách Kiếm vậy nhìn ra, liền nói, thằng nhóc, đừng ghen tị, tương lai người cũng có thể nắm trong tay. Người suy nghĩ một chút, người đạt được Trần An Bình lão này chế tạo binh khí tuyệt học. Lại học liền thần đan quân chủ luyện chế đan dược phương pháp. Người tu vi và thực lực đem sẽ lớn lên cực kỳ khủng bố. Niếp Bách Kiếm nói là nói, mình đều có chút hâm mộ. Hắn mặc dù là hợp đạo cảnh cường giả, nhưng trước kia hợp đạo thần khí, cũng đều là đoán tạo thần quân Trần An Bình chế tạo. Đột phá đan dược cũng cùng thần đan quân chủ có liên quan. Đây chính là muốn xem đừng sắc mặt người làm việc. Thậm chí có thể nói, thời đại thượng cổ, tuyệt đại đa số cường giả, đều ở đây là đoán tạo thần quân và thần đan quân chủ đi làm. Phàm là bất ngờ lấy được bảo vật, đều là đổi bán mua vật liệu, lại tiêu tiền mời bọn họ hai cái, hoặc là bọn họ học trò hỗ trợ, chế tạo gọi lòng như ý binh khí, hoặc là nói luyện chế hiệu quả thật tốt đan dược. Diệp Thần ở bước này, đi so hắn xa quá nhiều. Sang trọng cung điện, nhìn đi lên còn có mấy tầng. Cung điện trên tấm bảng khắc vẽ mấy cái rồng bay phượng múa chữ to thần đan cung. Thần đan cung. Nếu là như thế cái cung điện, chắc có không thiếu đan dược bảo tồn được. Dùng cho khôi phục Diệp Lạc Nhi thương thế, chắc là đủ rồi. Diệp Thần đi tới trước cửa điện, nhẹ nhàng đẩy một cái, chợt cảm giác bên trong cung điện 15 tôn chiến khôi đều bị nhanh chóng kích hoạt, cầm trong tay các loại tiên khí tới giết tới, hơi thở so mới vừa rồi ở 12 chuôi tiên khí sâu hơn. 15 tôn chiến khôi, 7 tôn nhập thần cảnh tam tầng thiên, 8 tôn nhập thần cảnh tứ tầng thiên. Như vậy đội hình thả ở bên ngoài, gần như khó mà tìm được đối thủ, nhưng là đối với thần đan quân chủ mà nói, chỉ sợ cũng là tiện tay bố trí nơi là đi, dẫu sao nơi này chỉ là hắn rất nhiều ổ ở giữa một nơi, tác dụng cũng cùng đoán tạo thần quân như nhau, tương lai quy ẩn sau chỗ ở. Huống chi, thời đại thượng cổ, ai dám tấn công hắn thần đan quân chủ địa bàn? Phịch! Diệp Thần một quyền oanh bay một cái nhập thần cảnh tam tầng thiên chiến khôi. Hắn bây giờ bùng nổ chiến lực, miễn cưỡng chống cự. Đây là thức tỉnh bộ phận huyết mạch sau đó, do ác ma mắt mang cho phản hồi, lực lượng rõ rệt tăng lên. Vèo vèo! Vèo! Đạo đạo tiếng xé gió truyền ra. Ba tôn nhập thần cảnh tứ tầng thiên chiến khôi liên thủ, quyết liên giết ra. Đem Diệp Thần oanh bay mấy chục mét. Những thứ khác chiến khôi cũng tới đến Diệp Thần sau lưng, công kích mãnh liệt, tựa hồ là một tầng bộ chiến khôi, lẫn nhau bây giờ phối hợp có thứ tự, trong chốc lát đem Diệp Thần cũng cho hắn máu tươi phun bay, đơn độc một tôn chiến khôi, Diệp Thần không sợ, nhưng 15 tôn chiến khôi đồng thời ra tay, Diệp Thần ngược lại có chút khó có thể đối phó. Bình bịch bịch, bịch bịch, Diệp Thần liên tục mấy mươi lần bị đánh bay, vết thương chồng chất. Gương mặt lại là có chút ảm đạm. Hắn không do dự nữa, liền vội vàng lấy ra huyết linh tộc vậy lấy được trường kiếm, trên không chém ngang một kiếm, khí huyết trực tiếp bạo tăng, ở giữa không trung lưu lại đạo đạo đen nhánh dấu vết, thật lâu chưa từng tiêu tán, lại là chính diện oanh bay 7 tôn nhập thần cảnh tam tầng thiên chiến khôi. Nhưng là nhưng căn bản không có tác dụng. Cái này chiến khôi, không sợ bị thương. Lại không lui về phía sau, quả thực có chút phiền toái. Diệp Thần lắc người một cái, né tránh một tôn nhập thần cảnh tứ tầng thiên chiến khôi quả đấm, bên cạnh vách tường nhưng là bị đánh ra một cái lỗ thủng to. Hắn thuận thế một kiếm vỗ xuống, mơ hồ đem trận pháp văng tung tóe, thẳng đem chiến khôi lực phách xuống đất đệm lông trong, thuận thế một cước đem đá bay, hai vị sư tôn, những thứ này chiến khôi là như thế nào luyện chế? Là dựa vào linh thạch tới thành tựu vận hành nhiên liệu. Vẫn là do tự chủ thu nạp ngoại giới linh khí năng lực. Luyện chế chiến khôi cũng chia làm hai loại. Loại thứ nhất là tiêu hao tính, đem địch linh hồn người lực hoàn toàn phai mờ, đan điền phá hủy, đem đổi là khu vực trung ương, bỏ vào cao phẩm linh thạch, thậm chí tiên đá thành tựu nhiên liệu, chống đỡ chiến khôi tác chiến. Cái này cùng chiến khôi chỉ cần tiên thạch lực tính hao hết, bọn họ vậy sẽ dừng lại. Một loại khác là kéo dài tính. Nguyên lý liền đem kẻ địch linh hồn lực hoàn toàn gạo phai mờ, nhưng sẽ không hủy thân xác, phân chia ra một số linh hồn lực, bỏ vào trong đó, tương đương với bước thứ hai thân thể, chỉ là chiến khôi khó đi nữa lấy tăng lên, nhưng là sự linh hoạt cao hơn loại thứ nhất không thiếu, có tự chủ thu nạp ngoại giới linh khí và sinh ra khí huyết năng lực, nhưng là uy lực không lớn. Thanh kiếm yêu hoàng, đó là thuộc về loại thứ hai.
Trên người có Diệp Thần một đạo linh hồn, có chút rất nhiều phân biệt năng lực. Vật này là xuất từ ta cái này một môn hạ. Luân hồi mộ địa trong, Đoán Tạo Thần Quân quan sát tỉ mỉ dưới, nói, nhìn ra được, là ta cái này nhất mạch môn nhân chế tạo. Dùng là tiêu hao tính phương thức. Bọn họ nhiên liệu cũng đến từ tim vị trí, người lấy ra là được. Nhưng là phải chú ý, bên trái tim chính giữa vị trí, đừng lấy sai rồi. Những thứ này chiến khôi luyện chế lúc, trong thân thể cũng gia nhập không thiếu dịch bạo vật chất, một khi phải bị đánh phế lúc, là có thể tự bạo giết địch. Vạn nhất Diệp Thần lấy sai rồi linh thạch, chiến khôi liền sẽ trực tiếp nổ. Rõ ràng, Diệp Thần bắt trước người đánh tới chiến khôi, tay trái năm ngón tay thành chộp, tàn nhẫn lực đi tim một móng, xuyên thủng chiến khôi da và máu thịt, lấy ra tương tự với tim, một khối màu trắng đá, sau đó chiến khôi hơi thở tắt đi xuống, biến thành vật chết. Màu trắng đá lóe ra chói mắt sáng bóng, phía trên ẩn chứa linh khí, vượt qua xa linh thạch. Là tiên đá. Thông thường mà nói, một khối tiên đá đều đủ để cho nhập thần cảnh sơ kỳ cường giả, tu luyện tốt một đoạn thời gian, giống vậy cũng chia hạ phẩm, trung phẩm và cao phẩm, cực phẩm cùng phẩm cấp, trước kia Côn Lôn hư trong Hỗn Nguyên cảnh và Hợp Đạo cảnh, mua đan dược hoặc là binh khí, đều là lợi dụng tiên đá trả. Tiên đá, mỹ danh kỳ viết là tiên đá, trên thực tế chính là linh khí độ dày vượt qua linh thạch 10 lần đá. Vậy sản phẩm tại lớn quặng mỏ. Bất quá Côn Lôn hư lớn quặng mỏ sớm ở ban đầu liền bị người huyết linh tộc tẩy cướp đi, đồ chơi này cũng chỉ có thể đi huyết linh tộc đi mưu cầu, Côn Lôn hư không có sản xuất. Diệp Thần ném xuống cái này cái chiến khôi, thân hình nếu như tia chớp, lướt qua 7-8 cái chiến khôi trước người, cướp lại bọn họ tiên đá. Hắn rút kiếm phách bay 2 tôn chiến khôi, nhanh chóng ra tay. Rất nhanh, 15 tôn chiến khôi nồng cốt tiên đá, toàn bộ bị hắn cầm trong tay. Còn như những thứ này chiến khôi, dầu gì cũng là chiến lực, Diệp Thần cũng đều nhận được chiếc nhẫn chữ vật của mình trong đi, ngược lại là gia tăng quang minh điện đường thực lực. Kêu ké ít, Diệp Thần đẩy ra cung điện cửa, chân chính đi vào trong vừa thấy, rất là kiệm phác, chỉ bày 2 cái bàn, mấy cái ghế, bất quá đều là lên cùng huyết ngọc chế thành, vậy vô cùng là xa hoa. Hắn đi tới tầng thứ 2 lúc, ngược lại là đi ngang qua một căn nhà. Bên trong bầy một ít tiên đá, bất quá phẩm cấp không cao. Theo Diệp Thần dần dần đi lên dò xét, luân hồi mộ địa trong, tượng trưng cho thần đan quân chủ khối kia mộ bia, phản ứng vậy càng thêm kịch liệt, thậm chí trên mộ bia càng thêm xuất hiện mấy đạo liệt ngân, rất nhanh thì phải đi ra. Thần vương cảnh chiến khôi. Diệp Thần ngưng mắt nhìn cửa thang lầu đứng người đàn ông trung niên, tỉ mỉ nhìn tiếp, phát hiện đối phương căn bản không động. Hắn dò nữa cha. Cái này tôn chiến khôi trước ngực tiên thạch năng tính đã tiêu hao hết, tự nhiên không cách nào nhúc nhích, nhưng thần vương cảnh chiến khôi muốn động dùng, phỏng đoán được dùng trung phẩm tiên đá, cũng không biết tòa cung điện này bên trong có hay không, nếu là có, ngược lại là có thể hơn một cái ngắn ngủi sử dụng, chỉ là không lâu dài. Đến khi Diệp Thần bước vào tầng chót nhất sân thượng lúc, luân hồi mộ địa trong, một khối đá bia đột nhiên nổ bể ra. Thần đan quân chủ thần niệm bị thả ra. Sau đó một cổ rung động lòng người tiếng nói, hiện lên Diệp Thần bên tai, làm được Diệp Thần thân hình chấn động một cái. Thiên hạ thần đan, dốc hết ta tay, nhảy vút miểu thiên hạ, ai có thể cùng ta như nhau. Những lời này truyền vào Diệp Thần bên tai, Diệp Thần đều không khỏi được cảm giác rung động, thanh âm vô cùng là mạnh mẽ, nhưng lại mang một tia bá đạo và hoàng đạo cảm giác, trong đầu dần dần hiện ra một cái hư ảnh, tất cả mang vương miện. Khắp người quanh quẩn thần đan đế vương. Thần đan quân chủ. Không. Hẳn gọi chi là thần đan đế vương mới đúng. Vị này hẳn là Hỗn Nguyên cảnh đỉnh cấp. Nếu như tiến vào Hợp Đạo cảnh, có thể nói một tiếng, thần đan đế vương, vậy tuyệt không quá đáng. Thiên hạ thần đan, dốc hết tay hắn. Vì sao là thần đan? Hỗn Nguyên thần đan, có thể giúp lĩnh ngộ không gian quy luật. Hợp Đạo thần đan. Có thể giúp lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Chưa đến Hợp Đạo cảnh, là được luyện chế đối với Hợp Đạo cảnh cường giả, cũng lớn có chỗ dùng Hợp Đạo thần đan, như vậy thần đan quân chủ, có thể nói một tiếng thần đan đế vương, tuyệt không quá đáng, thậm chí Diệp Thần cũng cảm thấy, đế vương giá tử, đều không đáng lấy sánh bằng đối phương. Thời đại thượng cổ, Côn Lôn hư trong không thiếu luyện đan hạng người. Nhưng là luyện đan nhất mạch, năng lực luyện đan mạnh nhất,
số lượng nhiều nhất, môn nhân nhiều nhất không ai bằng thần đan quân chủ. Thần đan quân chủ và đoán tạo thần quân. Một cái chủ công luyện đan, một cái chủ công luyện khí, khó trách năm đó huyết linh tộc cũng sẽ dẫn đầu đối với bọn họ động thủ. Lại là bỏ không được đánh chết bọn họ, ngược lại đem bọn họ giam cầm huyết linh tộc thiên lao trong, hẳn là muốn thu phục, nếu không này cùng tuyệt thế thiên tài, sợ rằng chính là huyết linh tộc trong vậy vô cùng là thưa thớt. Nếu như bọn họ hai người, lên cấp hợp đạo cảnh đỉnh cấp, sợ rằng có thể luyện chế đối với cường giả tạo hóa cảnh, có cực lớn chỗ lợi ích đan dược. Luân hồi mộ địa trong. Một cái người trung niên mặc dạng chậm rãi hiển lộ ra, người mặc cửu văn long bào, đầu đội quân quan, hông đeo trường kiếm, chân đạp lóa mắt quang. Chính là thần đan quân chủ. Lão Vương, ngươi thần niệm, vậy đi ra. Trần An Bình trêu ghẹo nói, năm đó ngươi nhưng mà luyện chế 18 cái hỗn nguyên cảnh chiến khôi, 7 cái hợp đạo cảnh chiến khôi chứ. Có hay không lưu lại ở Côn Lôn hư? Trước mắt vị này là luân hồi mộ địa mộ chủ. Chúng ta muốn rời khỏi chỗ đó, còn cần dựa vào người này. Thần đan quân chủ Vương Càn Thiên khẽ lắc đầu, có chút mờ mịt nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Cuối cùng tầm mắt rơi vào Diệp Thần trên mình. Cũng không phải là mỗi một đạo thần niệm đều biết luân hồi mộ địa bí mật. Hắn nói, đạo nguyên cảnh, chấp trưởng Côn Lôn hư. Côn Lôn hư, đã yếu đến trình độ này sao? Cũng không phải là, Diệp Thần từ từ nói, bây giờ Côn Lôn hư, lấy đế tôn cảnh cửu tầng thiên là đỉnh cấp. Hắn hơi đưa tay trái ra, cánh tay chấn động một cái, ra hóa thành màu xích kim, từng cổ một mạnh mẽ khí huyết nở rộ ra, nói ta tuy là đạo nguyên cảnh thất tầng thiên, nhưng có thể chiến nhập thần cảnh ngũ tầng thiên, cho nên, Côn Lôn hư lấy ta làm chủ. Khí huyết không tệ, nhưng là cảnh giới quá thấp cuối cùng không đủ. Ngươi có thể dẫn chúng ta rời đi chỗ đó. Buồn cười. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhắm mắt lại, tựa như đang cảm thụ cái gì. Chắc hẳn nên ở lấy được luân hồi mộ địa một ít tin tức. Không biết bao lâu sau đó, hắn mở mắt ra, đối với Diệp Thần nói, nguyên lai, ta căn nguyên và thần niệm bị chỗ này luân hồi mộ địa, đoạn lấy một số. Mà ngươi là mộ chủ. Theo lý thuyết, ta hẳn giúp ngươi. Chỉ là, bản quân sở trường được chính là thuật luyện đan, đối với tác chiến không sở trường, năm đó thân phận thật sự vẫn còn ở lúc, còn luyện chế hơn cái chiến khôi. Chính là hợp đạo cảnh đỉnh cấp cũng có thể đánh một trận. Thần đan quân chủ than thở một tiếng, chỉ là chiến khôi đều bị huyết linh tộc cường giả tạo hóa cảnh đánh nát. Ta cũng không có ở Côn Lôn hư lưu hậu thủ gì. Duy nhất lưu lại được chính là chỗ này trong cung điện thần vương cảnh chiến khôi, coi như là tòa cung điện này duy nhất niệm tưởng. Chỉ là, trung phẩm tiên đá chỉ còn lại mấy khối, đỉnh hơn phát huy ra nhập thần cảnh 6-7 tầng chiến lực. Cái này đã cực tốt. Diệp Thần nói thẳng không kiêng kỵ, ở luân hồi mộ địa tiền bối, đều là ta sư tôn. Cho nên, tiền bối tự nhiên cũng là ta sư tôn, hiện nay Côn Lôn hư, luyện khí nhất mạch tiêu diệt, luyện đan nhất mạch nửa tàn. Chấn đan hư năm đại đan tôn. Trên thực tế ban đầu là ở thời đại thượng cổ trong di tích, lấy được một ít thuật luyện đan. Nhưng là không hoàn toàn, cho nên đưa đến bọn họ luyện chế thượng cổ trăm linh đan, cũng vô cùng là khó khăn. Nói bọn họ là đạo nguyên cảnh luyện đan sư, cũng có chút miễn cưỡng, chủ yếu nhất là không có ai chỉ điểm, càng không có đi tới phương hướng, hoàn toàn dựa vào tự mình tìm tòi. Nếu là Diệp Thần học được thần cấp thuật luyện đan, truyền cho bọn họ, ngược lại là có thể luyện chế ra không thiếu đan dược. Rõ ràng, thần đan quân chủ lực lượng hơi dò xét một chút ngoại giới, liền gật đầu nói, nếu ngoại giới luyện đan nhất mạch cũng bị diệt. Bản quân vậy nguyện thấy Côn Lôn hư mọi người lại không thần cấp đan dược uống, liền truyền thuật luyện đan cho ngươi. Một khắc sau, hắn sừng sững giơ lên cánh tay, chỉ gian bắn ra một đạo linh quang, tụ vào Diệp Thần ấn đường. Từng cổ một kiến thức luyện đan tụ vào Diệp Thần trong đầu. Vạn đan quyết, cùng vạn vật chế tạo quyết như nhau, bao hàm từ hư vương cảnh đan dược thẳng đến hợp đạo cảnh đan dược phương pháp luyện chế, vô cùng là cặn kẽ. Thành tựu vượt qua Sa Linh Nhất Đan Tôn và Bạch Vụ Đan Tôn không biết nhiều ít lần. Sư Tôn, cái này đẳng công pháp, ta muốn lưu truyền đi, dẫu sao ta không thể nào đặc biệt luyện đan. Diệp Thần từ từ nói. Có thể, trước tầng 5, hỗn nguyên thần đan dưới thiên hạng mục, có thể lưu truyền đi. Thần đan quân chủ nói, hỗn nguyên thần đan và hợp đạo thần đan phương pháp luyện chế,
không thể để lộ ra ngoài, nếu không đem sẽ cuồn cuộn không ngừng hỗn nguyên cảnh cường giả và hợp đạo cảnh cường giả tới giết, cướp đoạt pháp quyết. Có thể luyện chế ra đối với lĩnh ngộ thời gian và không gian phép tắc đan dược pháp quyết. Khẳng định sẽ có rất nhiều cường giả để cướp đoạt. Thần đan quân chủ ở lúc, bản thân là hỗn nguyên cảnh đỉnh cấp, dưới quyền lại có rất nhiều chiến khôi và đệ tử, hộ vệ, cho nên từ không có một cái cường giả dám đánh hắn chú ý, nhưng đổi thành Diệp Thần mà nói, 100% bị vây công. Tạ ơn sư tôn. Diệp Thần ôm quyền nói, ngoài ra, mời sư tôn dạy dỗ vạn giảm theo dõi. Người muốn tìm người. Thần đan quân chủ dò xét Diệp Thần, khẽ gật đầu nói, lấy ngươi huyết mạch tinh huyết dùng để tìm người, ngược lại cũng dễ dàng. Hắn khẽ nâng lên cánh tay, trực tiếp lấy khí máu lực, truyền công pháp cho Diệp Thần. Diệp Thần sau khi nói cảm ơn, liền mang đi thần đan cung đồ, trở lại Thành Thiên Tuyệt. Hiện nay, Thành Thiên Tuyệt đã trở thành Quang Minh Điện đường đại bản doanh, hơn nữa đã là Côn Lôn hư xứng đáng không thẹn thế lực cao cấp. Hắn hạ lệnh, Diệp Lăng Thiên, đi tất cả lớn phân các chánh phó các chủ, thái thượng trưởng lão đợi một chút chạy tới. Nhất là Linh Nhất Đan Tôn. Nói xong, hắn đi về phía trong phòng, cố ý lấy ra một quả ở thần đan cung lấy được chữa thương đan dược, cho Diệp Lạc Nhi phục dụng rồi. Diệp Lạc Nhi ăn vào chữa thương đan dược sau đó, thương thế trên người khỏi rồi hơn nửa, dẫu sao là thần vương cấp đan dược, dược liệu nhất định là tốt vô cùng. Diệp Đại Ca. Diệp Lạc Nhi ngưng mắt nhìn Diệp Thần, thật lâu không nói lời nào, sắc mặt đỏ thắm, cuối cùng cúi đầu xuống, lộ ra lau một cái ngượng ngùng ý. Ở là Diệp Thần ngăn cản Ngụy Vô Thành chí cường nhất kích lúc đó, nàng huyết mạch thức tỉnh một số. Nàng mơ hồ biết một ít thứ. Nàng đến từ huyết linh tộc. Một muốn biết mình lại trở thành Diệp đại ca nhất người đáng ghét, nàng tự nhiên không mặt mũi gặp Diệp Thần. Diệp Thần khẽ vuốt mái tóc của nàng, cười nói, không có sao, ngươi thân phận ta đã sớm biết rồi, mạch máu ngươi lực rất mạnh, chí ít, vượt qua xa Ngụy Vô Thành, bất quá ngươi không cần lo lắng. Bỏ mặc ngươi là thân phận gì, ta cũng không ngại. Ngươi vĩnh viễn là ta Lạc Nhi. Ta không thể nào đem ngươi làm là địch nhân đến đối đãi. Diệp đại ca, Diệp Lạc Nhi có chút tự ti, ta là huyết linh tộc người sự việc, mọi người có biết hay không à? Nàng trong lòng vô cùng thấp thỏm, thầm nói, nếu là mọi người đều biết ta là người huyết linh tộc, vậy ta làm thế nào à? Mặc dù ta không có tổn hại qua bọn họ. Nhưng là ta tộc nhân, đối với bọn họ như vậy tàn nhẫn, bọn họ cũng vô cùng căm ghét huyết linh tộc người, cái này sẽ hay không cho Diệp đại ca đưa tới phiền toái à? Ta có muốn rời hay không? Nhà đầu ngốc, nghĩ gì vậy? Mạch máu ngươi lực, cũng chính là mấy cái lão cổ đồng biết, ta sẽ gõ bọn họ một phen. Huống chi ngươi còn khả năng là ta vũ khí bí mật đây. Diệp Thần vỗ vỗ Diệp Lạc Nhi, cười nói, yên tâm. Bây giờ ta là Côn Lôn hư đứng đầu, ai dám động ngươi đâu. Thêm nữa, cho dù ngươi thân phận mọi người đều biết, nhưng ngươi chưa bao giờ thương qua bọn họ, từ nhỏ mọc lên ở Côn Lôn hư, bọn họ sẽ không cố ý làm khó ngươi. Dẫu sao đều là tu luyện nhiều người như vậy, nếu là liền chút chuyện này cũng không nghĩ ra. Ta trực tiếp diệt bọn họ. Hận huyết linh tộc người chuyện xảy ra. Không đại biểu phàm là cái huyết linh tộc người cũng được giết. Những thứ khác huyết linh tộc người, nếu là không đau hại người Côn Lôn hư, vậy cũng không cần phải đi tìm người ta phiền toái. Được. Diệp Lạc Nhi suy tư nói, Diệp đại ca, vận dụng huyết mạch sau đó, trong đầu ta xuất hiện một ít trí nhớ, bao gồm một bản công pháp. Trí nhớ rất hỗn loạn, mơ hồ chỉ có mấy chục đoạn phim, cũng không nối liền. Nhưng là vậy bản công pháp, thật giống như gọi là Thánh Long Quyết. Ta cho Diệp đại ca chứ. Nàng bạch chỉ bàn tay ngưng tụ ra một đoàn linh hồn lực, bao quanh công pháp, đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần không có tiếp, nói, không cần, đây là ngươi võ học gia truyền, ta không có Thánh Long huyết mạch, phỏng đoán vậy không tu luyện được. Chân chính công pháp, pháp quyết, là không lưu tích chữ tại chữ mặt. Đều là lấy khí máu lực, hoặc là linh hồn lực thành tựu tái thể truyền thừa cho người khác. Đồng thời, hắn biết chân chính cao cấp gia tộc lớn. Đều có thể ở mình hậu duệ trong đầu, lưu lại công pháp, làm được dù là không có ai dạy dỗ, cũng có thể tự chủ tu luyện. Loại chuyện này tương tự với Long Phượng thần thú tộc quần. Long Phượng hai tộc, chính là trời xanh sáng lập thần thú,
vừa sanh ra sẽ mang truyền thừa trí nhớ, ẩn chứa các loại tuyệt học và công pháp, bảo đảm dù là giữa trời đất chỉ còn lại một đầu thần long một đầu phượng hoàng, chỉ cần thời gian đủ, hai yêu cũng có thể tu luyện tới đỉnh cấp yêu vương trình độ. Diệp Lạc Nhi cũng là loại chuyện này, một khi bị thương, hoặc là vận dụng căn nguyên huyết mạch, liền sẽ kích hoạt truyền thừa trí nhớ, đạt được truyền thừa võ học. Luân hồi mộ địa trong, Niếp Bách Kiếm ngược lại là nói, cô gái này tử, ngược lại cũng không tệ à. Thánh Long gia tộc tuyệt học gia truyền, cứ như vậy cho Diệp Thần, không tệ. Nguyên lấy là, cái này nhà đầu sẽ là cái biến số, nhưng xem ra hẳn là đối với mộ chủ không có gì uy hiếp. Thật muốn có uy hiếp, sẽ liều mình đi cứu mộ chủ. Sau đó lại đem tuyệt học gia truyền, giao cho mộ chủ. Tuyệt không thể nào. Niếp Bách Kiếm nhìn về phía Vương Càn Thiên và Trần An Bình, cười nói, không gặp qua loại này huyết linh tộc người chứ. Không gặp qua, ngu được đáng yêu. Trần An Bình từ từ nói, tuyệt học gia truyền, tùy tiện cho người, cũng là quá rộng rãi. Ngược lại cũng là, Vương Càn Thiên nhưng là có chút lo âu, ánh mắt thâm thúy, nói cô gái này là Thánh Long gia tộc người, có lẽ ở hắn huyết mạch còn chưa thức tỉnh trước, các ngươi cũng không nhìn ra đi. Gia tộc này rất cường đại, có thể sẽ cho mộ chủ mang đến nguy hiểm. Thánh Long gia tộc, chính là so Bắc Cung gia tộc, đều mạnh hơn không thiếu. Chính là thời đại thượng cổ Côn Lôn hư, đều không gặp được dám đi trêu chọc. Sợ cái gì? Thánh Long gia tộc nếu tới dẫn người đi, có lẽ tạm được. Nếu là muốn thương tổn mộ chủ, lão phu cái này thần niệm liều mạng vậy muốn tiêu diệt bọn họ. Niếp Bách Kiếm thanh âm lạnh như băng, thân hình nếu như thần kiếm vậy, một khi ra khỏi vỏ chính là kinh thiên địa khóc quỷ thần. Mà giờ khắc này, bên ngoài Diệp Lạc Nhi nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Diệp đại ca, ta huyết mạch thức tỉnh, ta cảm giác trong chỗ u minh có người đang kêu gọi ta. Có thể là ta ở huyết linh tộc tộc nhân, phát hiện ta. Diệp Lạc Nhi có chút lo âu, nói có thể, bọn họ muốn tới mang ta đi, ta không muốn rời đi Diệp đại ca. Diệp thần con ngươi đông lại một cái, cực kỳ kiên định nói, không có chuyện gì, tộc nhân của ngươi nếu tới tiếp, không ác ý được nói, ngươi không ngại đi theo đã qua, thật tốt tăng lên thực lực, trở về sau giúp ta, dẫu sao bây giờ Côn Lôn hư, có thể giúp được ta đã rất ít. Nếu là có ác ý, bọn họ tới nhiều ít, ta giết nhiều ít. Được, ngủ trước đi, ta đi bên ngoài xử lý sự việc. Diệp thần ra khỏi phòng, chuẩn bị trước đem luyện đan và luyện khí nhất mạch, lựa chọn mấy cái người thừa kế, chuẩn bị xong sau đem trạng thái điều chỉnh một phen, đến tối mượn nữa giúp tinh thần lực, thúc dục phát ra từ thân máu tươi, tìm Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết. Cùng Diệp thần rời đi sau đó, cửa đóng lại, Diệp Lạc Nhi con ngươi nhưng là hiện lên một tia quỷ dị màu máu. Huyết sắc này là lạnh như băng, thậm chí vô tận sâu thẳm. Diệp Lạc Nhi tự nhiên thấy được mình trong gương, nàng nhắm mắt lại, vô số hình ảnh đụng nàng óc. Nàng vô cùng thống khổ. Gương mặt thậm chí có chút vặn vẹo. Không biết qua bao lâu, trong mắt của nàng đột nhiên mở ra, vô cùng kinh hoàng. Bởi vì nàng vừa mới nhìn thấy một bức họa mặt. Cái này hình ảnh quan hệ đến Diệp đại ca sống chết. Diệp đại ca gặp nguy hiểm. Diệp Lạc Nhi kinh hoàng thất sắc. Không do dự nữa, vội vàng mở cửa phòng, hướng bên ngoài đuổi theo. Diệp thần còn chưa đi xa. Diệp đại ca, chờ một chút. Diệp thần thân thể ngẩn ra, nghi ngờ xoay người, nhìn về phía Diệp Lạc Nhi. Lạc Nhi, thế nào, thân thể còn có chút không thoải mái sao? Diệp Lạc Nhi lắc đầu như trống lắc vậy, vội vàng đem mới vừa nhìn thấy đứt quãng hình ảnh nói cho Diệp thần. Diệp đại ca, gần đây một tháng, người đáp ứng Lạc Nhi một mực trốn. Có được hay không? Nếu không ngươi thật sự có nguy hiểm. Đây là Lạc Nhi chưa bao giờ đụng đã gặp nguy hiểm. Cao cấp cường giả. Diệp thần con ngươi đông lại một cái, mặc dù không biết Diệp Lạc Nhi căn cứ đến từ nơi nào, nhưng là nhỏ suy nghĩ một chút, chỉ sợ là Ngụy Vô Thành ngày đó trọng thương mình, Diệp Lạc Nhi trong lòng còn vẫn còn sợ hãi. Vận mạng hắn thiên đạo không thể khống chế, Diệp Lạc Nhi lại có cái gì tư cách biết trước? Vì không để cho Diệp Lạc Nhi lo lắng, Diệp thần cười nói, được, ta đáp ứng ngươi, đợi khi tìm được Nhược Tuyết và Tư Thanh, ta liền trốn. Nói xong, Diệp thần sờ một cái Diệp Lạc Nhi đầu liền xoay người rời đi. Diệp Lạc Nhi nhìn Diệp thần rời đi hình bóng, khẽ cắn môi, Diệp đại ca căn bản không tin.
ta nên làm cái gì đâu. Một giây kế tiếp, nàng nghĩ tới điều gì, trực tiếp xông lên gian nhà. Dưới mắt, nàng nếu thức tỉnh một ít thứ, trọng yếu nhất chính là tu luyện. Chỉ có tu luyện, mới có thể cứu vãn vậy trường kiếp nạn. Nàng phải thay đổi mạnh hơn. Hiện nay, đã từng là quảng trường thiên tuyệt không có, thay vào đó là khổng lồ quang minh cung điện. Rộng lớn cung điện, giống như thời đại thượng cổ đế cung vậy, bốn phía linh khí quanh quẩn, các loại linh dược trồng trọt, ở chỗ này tu luyện, tốc độ ước chừng là ngoại giới gấp mấy lần đây. Trong điện đường, 15 phân các chánh phó các chủ, cộng thêm lên linh nhất đan tôn, bạch phụ đan tôn, Diệp Phong đợi một chút 7-8-10 người, đã toàn bộ đến đông đủ. Bọn họ thấy được Diệp thần tới, liền cả thân ôm quyền cúi người, hô cung nghênh điện chủ. Diệp thần gật đầu một cái, ánh mắt đảo qua một cái, lấy tiên khí mấy vị kia lão tổ, tựa hồ đã bắt đầu đột phá, chưa có tới nơi này. Hắn liền nói, các vị, luyện khí và luyện đan càng pháp quyết cao thâm, ta đã lấy được. Luyện khí, có thể luyện chế tiên khí, thần vương khí, thậm chí hỗn nguyên tiên khí. Luyện đan, có thể luyện chế đạo nguyên cấp, đế cấp, tiên cấp, thần vương cấp. Luyện đan luyện khí hai mạch, ta đem sẽ mỗi người chọn lựa 3 người, thành tựu người thừa kế, truyền cho bọn họ hai mạch công pháp, do bọn họ đi luyện khí luyện đan, dĩ nhiên, bọn họ có thể thu học trò, đem luyện khí luyện đan hai mạch, khôi phục lại thời đại thượng cổ thời kỳ cường thịnh. Đa tạ điện chủ, mọi người thần sắc vô cùng kích động, luyện khí luyện đan hai mạch truyền xuống, tuyệt đối có thể biên độ lớn tăng lên hiện tình huống hôm nay à. Chí ít, đem sẽ có 20-30 người bước vào nhập thần cảnh, những thứ khác đế tôn cảnh tầng 8 tầng 9 trời, tốc độ tu luyện vậy sẽ càng nhanh, thịnh thế hạ xuống. Diệp thần ánh mắt quét qua trước mắt những thủ hạ này, liền nói, linh nhất đan tôn, bạch vụ đan tôn. Có thuộc hạ. Hai vị đan tôn lúc này tiến lên một bước, ôm quyền, trong con ngươi tràn đầy ánh mắt nóng bỏng. Điện chủ, đây là muốn truyền thụ ta cửa đứng đầu luyện đan phương pháp. Trước kia rất sớm, điện chủ luyện đan thành tựu, liền ở trên chúng ta, thậm chí vượt qua xa chúng ta. Hiện nay, điện chủ lại tìm tới tầng thứ cao hơn luyện đan phương pháp, nếu như truyền cho chúng ta, sợ rằng không bao lâu, chúng ta là có thể luyện chế đế cấp đan dược chứ. Không, đế cấp coi là cái gì? Điện chủ ban cho công pháp, chính là thần cấp đan dược, thần vương cấp đan dược, chúng ta như nhau có thể luyện chế. Diệp thần hơi buông tay, lòng bàn tay uốn lượn tóe ra một cổ màu băng lam sáng bóng, nếu như rồng rắn vậy khắp nơi di động, dần dần ngưng kết là hai cây linh châu, bên trong bao hàm vạn đan quyết trước năm thiên, có luyện chế hư vương, đạo nguyên, đế cấp, thần vương cấp đan dược. Linh châu lại là linh hồn lực kết thành. Đứng đầu công pháp đều là lấy linh hồn lực truyền thừa, không thể nào lưu tại chữ mặt, cũng lớn lớn giảm bớt ngoại lưu có khả năng. Công pháp này là vạn đan quyết. Ta chính là thời kỳ thượng cổ, thần đan quân chủ chi đệ tử. Diệp thần ánh mắt tràn ngập uy nghiêm, từ từ nói, hiện nay, ta truyền cho các ngươi hai người, từ đó sau đó, các ngươi hai người chính là thần đan quân chủ nhất mạch, đồng thời, cũng coi là ta đồng môn sư đệ, ta đại sư truyền thụ cho các ngươi. Cái này công pháp bên trong, đủ để cho các ngươi luyện chế thần vương cấp đan dược. Hắn ánh mắt, quét nhìn qua rất nhiều thủ hạ, nói, từ hiện tại bắt đầu, người Côn Lôn hư ai dám mơ ước công pháp này, người cùng Chu Diệt Chi. Dĩ nhiên, bọn họ luyện chế ra đan dược sau đó, hội thủ trước cung cấp các ngươi, để cho các ngươi bước vào nhập thần cảnh. Chúng ta tuân lệnh, điện chủ lệnh, người Côn Lôn hư tất làm nhớ kỹ. Diệp Phong, Diệp Vô Địch, Huyết Khế các người rối rít ôm quyền đáp lại, trong hai con ngươi nóng bỏng khó có thể dùng lời diễn tả được. Đan dược, thần cấp đan dược, thần vương cấp đan dược, chúng ta cũng có. Chúng ta cũng có thể luyện chế. Rốt cuộc, chúng ta cũng có lên cao đường xá, càng lấy được như thế nhiều tiên khí, chúng ta tin tưởng tương lai điện chủ nhất định sẽ dẫn chúng ta, tấn công huyết linh tộc, cũng lấy giành thắng lợi. Diệp thần ánh mắt lần nữa rơi vào hai vị đan tôn trên mình, sau đó đem hai cây linh châu ném ra. Hắn, chớ quên, lớn mạnh ta thần đan cửa nhất mạch. Các ngươi lĩnh ngộ công pháp sau đó, không thể quá đáng tham đồ tiền tài vật, càng không thể tận lực hồng cao đan dược giá cả. Hơn nữa,
các ngươi mỗi người tìm năm thiên phú thật tốt lại vô cùng là thích hợp thiên tài, đem thần cấp đan dược phương pháp luyện chế truyền xuống. Để cho bọn họ mau sớm trưởng thành là thần cấp luyện đan sư, mà các ngươi đặc biệt phụ trách luyện chế thần vương cấp đan dược. Côn Lôn hư yếu, cũng không phải là không cách nào tiến về trước. Mà là con đường phía trước bị chặn, hiện nay Diệp Thần lần nữa đem con đường phía trước nối lại, mang về thần cấp trở lên đan dược phương pháp luyện chế, sau đó nhập thần cảnh võ giả lúc tu luyện liền có thể uống đan dược, không cần giống như là đế tôn cảnh như vậy, muốn tăng lên cảnh giới, chỉ có thể dây dưa thời gian từ từ tăng lên. Điện chủ, hai vị đan tôn vội vàng quỳ xuống, ôm quyền nói, không, sư tôn. Điện chủ truyền thụ ta đẳng công pháp, chính là chúng ta sư tôn, chúng ta vậy làm không nổi điện chủ sư đệ. Điện chủ là nhân vật nào? Cái thế hùng chủ. Truyền thụ ta đẳng công pháp, chúng ta từ làm là điện chủ đồ, truyền thừa ân, dù sao cũng năm không quên. Chỉ cần còn sống một ngày, tất là điện chủ, là quang minh điện đường hết tất cả lực lượng. Được, Diệp Thần khẽ gật đầu, thấy hai vị đan tôn bắt đầu lĩnh ngộ vạn đan quyết sau đó, liền để cho bọn họ đi độc lập phòng tu luyện lĩnh ngộ. Huyết linh bí cảnh lúc, Nhược Tông chủ và Thánh Thảo Điện mang ra ngoài linh dược, đủ để luyện chế xong mấy nhóm thần cấp đan dược, không cần một năm nửa năm, Côn Lôn hư khẳng định xảy ra không ít nhập thần cảnh võ giả. Tiếp theo, bổn điện chủ, lựa chọn thừa kế luyện khí nhất mạch người. Diệp Thần lời nói bình thản, ta lấy được thượng cổ đoán tạo thần quân phương pháp vạn binh chế tạo quyết. Vậy sẽ tìm thích hợp người, truyền thừa tiếp, người cùng mỗi người cũng biết luyện chế. Chỉ là thành tựu không cao, có ai nguyện ý đặc biệt phụ trách luyện khí? Điện chủ, ta nguyện ý. Huyết khế các chủ lúc này quỳ xuống nói, ta căn cơ bị tổn thương, mấy chục năm bên trong khó mà bước vào nhập thần cảnh. Cho nên, ta xin đặc biệt luyện khí. Bên cạnh, Diệp Lăng Thiên vậy ôm quyền nói, điện chủ, Lăng Thiên thực lực trong thời gian ngắn khó mà tăng lên. Hắn suy tư nói, cho nên, muốn mở lại luyện khí nhất mạch, đặc biệt là ta quang minh điện đường, thậm chí còn Côn Lôn hư, chế tạo tiên khí. Điện chủ, điện chủ, điện chủ, ta. Trong chốc lát, vượt qua 10 vị đế tôn cảnh bát tầng thiên các chủ, lão tổ xin phải đi luyện khí. Có lẽ, bọn họ là thật đối với luyện khí cảm thấy hứng thú. Diệp Thần suy tư một phen, liền nói, Diệp Lăng Thiên, huyết khế, sông máu, luyện khí nhất mạch giao cho các ngươi ba người. Trong tay hắn lại ngưng kết ra ba viên linh châu, liền nói ta là đoán tạo thần quân chi đệ tử, năm đó chế tạo nhất mạch tiêu diệt, mà nay trọng lập môn phái, tên là thần tạo các, Diệp Lăng Thiên là các chủ, còn lại hai người là phó các chủ, huyết giả các khác chọn trưởng lão, thay thế các chủ một vị. Nói xong, hắn liền đem ba viên linh châu đánh vào ba người trong đầu. Sau đó, hắn lấy ra 12 chuôi tiên khí, phân biệt ban cho Hàn Vân, Diệp Phong, Diệp Vô Địch, huyết giả môn lão tổ, Bách Chiến đợi một chút 12 vị cường giả, Bách Chiến trưởng lão hôm nay vậy bước vào đế tôn cảnh, bị Diệp Thần ban cho một viên thuốc, tịch diệt chi đạo độ tiến triển thật nhanh, một ngày thành tựu đế tôn cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp. 12 vị cường giả đứng đầu, sử dụng 12 chuôi tuyệt đối mạnh mẽ tiên khí đột phá. Đột phá thời gian nửa tháng đến 2 tháng bây giờ. 2 tháng sau đó, chỉ ít đều sẽ có 7-8 vị nhập thần cảnh tứ tầng thiên, mấy vị nhập thần cảnh ngũ tầng thiên. Bọn họ mỗi một vị nội tình cũng vô cùng là thâm hậu, tích lũy mấy ngàn năm, còn có cửu phẩm tiên khí, bát phẩm tiên khí trợ giúp đột phá, điều kiện so Ngụy Vô Thành cũng không biết tốt hơn bao nhiêu lần, tự nhiên vừa đột phá là được sánh bằng Ngụy Vô Thành, thậm chí còn muốn vượt qua không thiếu. Ngụy Vô Thành và một cái khác huyết linh tộc người, thống khổ ngược lại là cũng tiếp nhận xong rồi. Đáng tiếc không cách nào từ trên hai người lấy được cái gì có thể tin tức. Diệp Thần một quyền đánh chết bọn họ, ban đêm đi tới quang minh điện đường chỗ cao nhất trên đài xem sao, sử dụng vạn dặm theo dõi, tìm Kỳ Thư Thanh các nàng, cần muốn mượn huyết mạch lực, máu tươi và tinh không lực, hiện nay điều kiện cũng đều đầy đủ hết. Vì sao mượn tinh thần lực? Chỉ có ở ban đêm, muôn vàn tinh thần hiện lên, mới có thể lấy máu tươi thúc giục phát lực tính đến mỗi một ngôi sao lên. Sinh ra tương tự với hoa hạ vệ tinh tác dụng, ở nhờ những ngôi sao này tới tìm kiếm toàn bộ Côn Lôn hư, như vậy mới có thể tìm được người. 12 giờ khuya, Diệp Thần nói nhỏ một câu, tinh thần thịnh nhất lúc, có thể bắt đầu rồi.
Diệp Thần cánh tay quanh quẩn đạo đạo tia máu, ấn đường một đạo màu máu đỏ con ngươi nổi lên, là ác ma mắt. Trong cơ thể hắn luân hồi huyết mạch đang dần dần thức tỉnh chính giữa, mặc dù chỉ tỉnh lại một số huyết mạch lực, nhưng cũng đủ rồi. Một khắc sau, theo một đạo khí huyết bộc phát ra, trên cánh tay hắn tia máu đổi là tím tơ, nếu như linh xà vậy hội tụ bên trái tay lòng bàn tay bây giờ, một cái màu tím quả cầu hiển hóa ra, giống như là trong suốt quả cầu, có thể thấy cảnh vật ở phía trước. Sau đó, Diệp Thần điều động khí huyết trên người, ngưng kết ra vài giọt máu tươi. Bảy tích máu tươi, trôi lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra mạnh mẽ uy áp, mơ hồ rung động hư không, như vậy máu tươi, chính là không có ai điều khiển, đều đủ để chấn động sát đạo nguyên cảnh, thậm chí là cái đừng suy nhược đế tôn cảnh cũng có thể giết. Huyết dịch là được chấn động giết nhỏ yếu đế tôn cảnh. Trước mắt, Diệp Thần cũng còn không lên cấp đế tôn cảnh. Như vậy chiến lực cường đại, nếu như lên cấp đế tôn cảnh, thậm chí nhập thần cảnh, đối mặt thần vương cảnh cũng có thể đánh một trận. Dung hợp. Máu tươi, huyết mạch, dung hợp. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, như đế vương vậy, giọng nói trầm thấp lại có chấn nhiếp chư thiên khả năng. Hắn bàn tay phải khống bảy tích máu tươi, lại lấy ra một kiện kỳ thư thanh đã dùng qua trường kiếm và Hạ Nhược Tuyết đã dùng qua đồ trang sức, thu nạp chính giữa hơi thở, đem hợp lực đánh vào màu tím quả cầu bên trong. Thi triển vạn vật theo dõi quyết. Nhất định phải mấy cái cứng rắn tính yêu cầu. Cái đầu tiên, cần phải có dính bị tìm người hơi thở vật kiện. Cái gì vật kiện đều được. Cái thứ hai, người làm phép phải huyết mạch mạnh mẽ, máu tươi mạnh mẽ, mới có thể quét hình thiên địa đi tìm người. Nếu là máu tươi không đủ cường đại, không dứt không làm được một điểm này, ngược lại còn sẽ bị thương nặng. Cái thứ ba, cần lấy tinh thần làm môi giới. Tinh thần phân bố chư thiên, bao quanh Côn Lôn hư và Hoa Hạ chi địa, lấy tinh thần làm môi giới, tự nhiên tốt tìm. Tìm. Diệp Thần khẽ quát một tiếng. Màu tím quả cầu sau đó bộc phát ra một đạo vô cùng là cường thịnh khí cơ, ngay lập tức gian sông lên đạt tứ hải bát hoang, dư âm chấn động được chung quanh võ giả rối rít bạo lui. Thậm chí là mới vừa xuất quan Huyết Khế và Diệp Lăng Thiên, đều bị chấn động được bạo lui. Diệp Lăng Thiên khiếp sợ nhìn trên đài xem sao Diệp Thần, hơi nói nhỏ, điện chủ, đây là phải làm gì à? Như vậy động trời công pháp, trước kia không có thấy điện chủ sử dụng qua à? Máu tươi và huyết mạch lực kết hợp, là muốn giết nào đó cái cường địch à? Huyết linh tộc người lại tới. Không phải, Huyết Khế các chủ khẽ lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, nói ta cảm giác được, hạ một sóng huyết linh tộc người hẳn còn chưa tới. Điện chủ, hẳn là muốn tìm người đi. Hắn suy tư nói, dẫu sao, tìm Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết hai vị tiểu thư tin tức truyền xuống, cũng có hai ngày. Cái này hai ngày. Chúng ta dưới quyền mấy trăm đế tôn cảnh, gần như đều đưa Côn Lôn hư và Hoa Hạ lật nhiều lần. Cũng không tìm được hai vị tiểu thư, cũng không biết đi nơi nào. Điện chủ, hẳn là phát động nghịch thiên pháp quyết, tìm người đi. Mới vừa điện chủ khí cơ, chính là chấn động tiến vào thần cảnh, hẳn đều có thể. Bây giờ Côn Lôn hư, còn có trừ chúng ta quang minh điện đường gia nhập thần cảnh. Căn bản không có. Cho nên... Điện chủ hẳn là muốn đi tìm người. Luân hồi mộ địa trong, thần đan quân chủ khẽ gật đầu, trong mắt đều là vẻ hài lòng, không sai, thiên phú thật tốt, lần đầu tiên sử dụng thì có như vậy thuần thục, cái này thành thục độ, cũng sắp gặp phải ta năm đó. Vậy à, đoán tạo thần quân nói, Diệp Thần bây giờ mới là đạo nguyên cảnh thất tầng thiên, vận dụng công pháp này, sẽ hay không bị thương? Hắn khẽ vuốt cằm, suy tư nói, người vạn dám theo dõi quyết. Chỉ cần huyết mạch mạnh mẽ, ai cũng có thể theo dõi đến, nhưng là muốn quét hình đúng cái thiên địa, nửa đường một khi bị lỗi, liền sẽ bị thương không nhẹ, cho dù cuối cùng tìm được, chỉ sợ cũng sẽ tiêu hao nhiều khí huyết chứ. Đoán tạo thần quân biết, vạn dặm theo dõi quyết đúng là cường đại nghịch thiên. Nhưng là giống vậy gặp phải cắn trả vậy tuyệt đối không nhỏ, Diệp Thần cũng chỉ có như vậy cục diện có thể vận dụng, bởi vì hắn là chấp trưởng Côn Lôn hư bá chủ, hắn hơi thở quét hình thiên hạ. Không có ai gan dám phản kháng, càng không có người có thực lực đánh bể hắn hơi thở. Nhưng nếu là đổi một cường đại địa phương, tùy tiện tới cái lão quái vật, trực tiếp đánh nát hơi thở, Diệp Thần liền muốn bị thương nặng. Không có sao. Chúng ta không phải vẫn còn ở mà, cái nào lão quái vật dám động chúng ta đệ tử.
Thần đan quân chủ xem thường, tiếp theo xem xét Diệp Thần sử dụng pháp quyết. Trên đài xem sao, Diệp Thần bùng nổ toàn thân khí huyết, một quyền đánh vào màu tím quả cầu trên. Hô hô hô! Hô hô! Màu tím quả cầu bộc phát ra một cổ dư âm, lần nữa tung bay rất nhiều cường giả. Một khắc sau, quả cầu liền bắn ra một cổ màu tím quang ba, gần sát bầu trời lúc bỗng nhiên phân làm muôn vàn đạo quang sóng, mỗi một đạo quang ba hướng mỗi một ngôi sao bay đi, nhanh chóng đem một viên tinh thần biến làm màu tím. Không bao lâu, tất cả tinh thần cũng bị thắp sáng, hơn nữa rất nhiều tinh thần mỗi người lại đổi thành mấy đạo ánh sáng tím, lẫn nhau câu liền những thứ khác tinh thần. Rất nhanh, bầu trời ở giữa tinh thần, đã lẫn nhau nối liền, nhìn qua giống như là một bản màu tím lưới lớn. Hơn nữa từng cổ một hơi thở đáp xuống, nếu như mưa mảnh vậy, rơi vào Hoa Hạ và Côn Lôn hư mỗi một nơi, tất cả cường giả đều cảm giác được một cổ khí cơ hội từ trước người bọn họ quét qua, tựa hồ là có linh trí hơi thở, muốn tìm gì tựa như. Trên đài xem sao, Diệp Thần ngưng mắt nhìn màu tím quả cầu, chính giữa hiển hóa ra từng đạo cảnh tượng. Cảnh tượng biến hóa rất nhanh. Từ Hàn gia chi địa, Hoàng gia chi địa, rồi đến Thành Thiên Tuyệt, Trấn Đan hư đợi một chút, từng cái cảnh tượng hiển hóa ở màu tím quả cầu trong, hắn không sợ hãi nói nhỏ, thật là lợi hại công pháp, mọi chỗ cảnh tượng tìm, mỗi một xó xỉnh đều ở đây tìm, chính là luyện thể chi địa và ta không đi qua một cái khác bí cảnh, cũng đang dò xét. Khó trách được gọi là vạn dặm theo dõi quyết. Há là vạn dặm, chỉ cần ta đủ cường đại. Dù là người ở dù sao cũng bên trong, trăm triệu ngoài vạn dặm, ta đều có thể mượn này theo dõi đến. Hắn đang vận chuyển khí huyết hóa thành màu tím hơi thở, quét hình giữa trời đất mỗi một nơi. Dần dần, Diệp Thần cau mày, lời nói, không đúng à, mỗi một nơi cảnh tượng cũng dò xét qua hai lần, cũng không có ở. Chư vị sư tôn, làm sao ta không tìm được bọn hắn tung tích à? Côn Lôn hư và Hoa Hạ chi địa, người cũng lật lần. Hiển nhiên là không ở nơi này hai cái địa khu. Thần đan quân chủ sắc mặt thâm thúy, lạnh lùng nói, Diệp Thần, lão phu vội tới ngươi thi triển, lão phu ngược lại là phải xem, ai dám động lão phu học trò người phụ nữ. Nói xong, thần đan quân chủ sừng sững làm ra cùng mới vừa rồi Diệp Thần vậy cử động. Bất đồng chính là, hắn lấy Diệp Thần làm môi giới, cuối cùng đem lực lượng cường đại hơn xuyên thấu qua Diệp Thần lòng bàn tay màu tím quả cầu đánh ra. Hô hô hô! Hô hô! Đột nhiên gian, thiên địa biến sắc. Màu tím quả cầu bộc phát ra vô số sáng chói chói mắt sáng bóng, hơn trăm triệu đạo quang sóng bay ra, thậm chí câu thông chỗ sâu hơn tinh thần, lấy này tới dò xét sâu hơn xa xa vị trí. Mới vừa rồi, Diệp Thần chỉ là câu động hơn nữa kích phát Côn Lôn hư và Hoa Hạ ra, phía ngoài nhất một vòng tinh thần, dùng cho tìm Kỷ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết. Nhưng là thần đan quân chủ ra tay. Chính là đi chỗ sâu càng câu động mấy tầng tinh thần, số lượng chí ít ở Diệp Thần 10 lần trên, dò xét phạm vi to lớn hơn, ví dụ như Linh Thành, đến gần huyết linh tộc biên giới vị trí, thị trấn đợi một chút, đều tốt sinh dò xét một phen. Giữa lúc Diệp Thần và thần đan quân chủ đang dò xét lúc, phía dưới mọi người đã hoàn toàn mờ mịt. Diệp Lăng Thiên trợn to hai mắt, nhìn trên đài xem sao tách thả ra ánh sáng tím Diệp Thần, nuốt nước miếng một cái nói, điện chủ. Điện chủ đây là sao Tử Vi sống lại? Không đúng, sao Tử Vi vậy không điện chủ như thế mạnh? Như thế nhiều màu tím quang ba, chỉ sợ sẽ là giết Ngụy Vô Thành, cũng có thể ngay lập tức gian bóp chết quá nhiều lần chứ. Tiếng này thế, phỏng đoán được có nhập thần cảnh đỉnh cấp chứ. Đây là tìm người à? Hắn kinh ngạc nói, ta làm sao cảm giác giống như là cách rất xa giết người, khí cơ này quá cường thịnh. Vốn là hàng ngàn hàng vạn màu tím quang ba. Phỏng đoán mỗi một đạo cũng có thể chu diệt thánh vương cảnh, hoặc là phản hư cảnh người. Nhưng là bây giờ, mấy trăm ngàn đạo quang sóng, mỗi một đạo đều có chu diệt hư vương cảnh khí cơ, cái này được mạnh bao nhiêu à? Chính là bây giờ điện chủ một người khiêu chiến Côn Lôn hư tất cả cường giả, cũng không nói ở đây đi. Diệp Phong, Diệp Vô Địch, Hàn Vân cùng lão hóa đá cấp nhân vật khác. Đều ở đây làm đột phá cảnh giới chuẩn bị, còn chưa bắt đầu đột phá, giờ phút này thấy được đầy trời ánh sáng tím, lại thấy được ánh sáng tím ngọn nguồn là Diệp Thần, cũng khiếp sợ được không khép miệng được. Hơi thở này, quá mạnh mẽ, chính là nhập thần cảnh tầng 8 tầng 9 trời, cũng không có như thế mạnh mẽ chứ.
Điện chủ, cường đại như thế nào? Tu luyện đến nay, chưa bao giờ bị bại, vô luận cảnh giới cao hắn nhiều ít, hắn một mực vô địch, hoành đẩy lên đi, vô luận kia đời một người tài thiên kiêu, cho dù là thời đại thượng cổ còn sống sót lão cổ đồng, lão hóa đá, cũng không phải điện chủ đối thủ. Điện chủ càng mạnh, Côn Luân chúng ta hư vượt có nắm chắc đối phó huyết linh tộc. Đây là thiên đại hảo sự. Giữa lúc mọi người suy tư lúc, bầu trời trong chợt bộc phát ra một vòng màu máu vòng sáng, chém chết liền tất cả ánh sáng tím. Diệp Thần trào máu bạo lui ba bước, thân hình lắc lư, ánh mắt hơi mê mang, thế nào? Phốc! Luân hồi mộ địa trong, thần đan quân chủ lại là trào máu bạo lui mấy chục bước, hơi hoảng sợ, nói, Diệp Thần, đừng đi thăm dò, không tra được. Sư tôn, mới vừa rồi vòng sáng là... Ta cảm giác thần vương cảnh, cũng không có như thế mạnh mẽ à? Diệp Thần ngồi xếp bằng, một bên chữa thương, vừa hỏi. Thần đan quân chủ lau chùi thần giác máu tươi, nói, mới vừa rồi vòng sáng, hẳn là một cái hợp đạo cảnh trở lên lão quái vật phản kích đưa đến, nhưng thật giống như không có sát ý, nếu không ta và ngươi, ít nhất phải bị thương nặng, thậm chí ngươi kim thân đều phải nổ lên. Bất quá thật may, người nọ chỉ là tiện tay cắt ra liền ta điều tra, một ít dư âm bay tới, tự nhiên hình thành vòng sáng thôi. Lão quái vật, Diệp Thần thần sắc băng lạnh, nói, sư tôn, ngài là nói có lão quái vật bắt được Kỷ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết. Không gặp phải là bắt. Thần đan quân chủ ngồi ở trên ghế, điều tức chốc lát liền nói, ta hơi cảm giác được, cái lão gia hỏa này phải cùng ban đầu đánh bại chúng ta người nọ cửa khôi rắn một tầng thứ người, tối thiểu tạo hóa cảnh, thậm chí có thể là tinh khiếu cảnh. Cấp bậc này lão quái vật, còn chưa đến nỗi đi bắt hai cái nhập thần cảnh dưới người phụ nữ. Đây là, Niếp Bách Kiếm chân mày hơi nhíu lại, nói Kỷ Tư Thanh ta gặp qua, thiên phú rất cao, một cái khác Hạ Nhược Tuyết, thiên phú chắc không thấp, có lẽ là một cái lão quái vật, xem thấy các nàng nổi lên thu học trò tâm, đem các nàng mang đi đi. Đây là tốt nhất dự định, xấu nhất dự định, ta lo lắng người này mang đi cái này hai người, là vì cái gì bí mật. Kỷ Tư Thanh đế tôn cảnh, Hạ Nhược Tuyết cảnh giới thấp hơn. Loại trình độ này nữ võ giả. Đối với cái loại đó lão quái vật mà nói, tự thân địa vị tuyệt không thấp hơn nhất phái lão tổ, tạo hóa cảnh tu vi, chính là huyết linh tộc đều có không nhỏ thân phận và địa vị, muốn bấy nhiêu người đẹp có nhiều ít, chưa đến nỗi tận lực đi bắt. Nếu không, Kỷ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết trên mình, nhất định có đáng hắn chú ý bí mật. Nhưng nếu là nói bí mật, ta Bách Kiếm Thần Quân cũng không nhìn ra được, cái này lão quái vật, chẳng lẽ có thể nhìn ra được. Thu học trò. Tự tiện mang đi, đây cũng không phải là thu học trò hành vi. Diệp Thần hai con người dần dần băng lạnh, bất kể là ai, liền hắn người phụ nữ cũng dám động, hẳn phải chết. Bất kể là ai, chính là Bắc Cung gia tộc, gan dám như vậy, tất diệt. Sư tôn, có từng dò xét đến một ít tin tức, các nàng đi nơi nào? Ngoài ra, năm xưa ngài hẳn đi qua huyết linh tộc chứ? Biết là kia lão quái vật à? Diệp Thần vội vàng hỏi thăm, cũng không có để ý sẽ bên ngoài không ngừng kêu dưới tay mình, tâm thần giờ phút này đều ở đây luân hồi mộ địa trong. Thần đan quân chủ nhíu mày, suy tư một phen, nói ta dò nữa điều tra cha. Chợt, hắn lấy Diệp Thần thân thể làm môi giới, lần nữa thi triển ra vạn dặm theo dõi quyết, chỉ là lần này liền vô cùng cẩn thận. Cái này cùng thương thế, hắn cũng không muốn lại chịu đựng một lần. Diệp Thần tâm thần. Suy nghĩ, giờ phút này đều ở đây cùng Đoán Tạo Thần Quân và Niếp Bách Kiếm trao đổi. Đoán Tạo Thần Quân nói, thằng nhóc, ngươi không cần phải lo lắng, có thể gây tổn thương cho lão vương người, thực lực cao rất. Căn cứ ta biết, tạo hóa cảnh ở huyết linh tộc chỉ ít nhất phái lão tổ. Tinh khiếu cảnh ở huyết linh tộc, ít nhất là bá chủ một phương, tuyệt đối sẽ không thiếu cái gì mỹ nữ, cái này ngươi không cần lo lắng. Niếp Bách Kiếm vậy nói, Kỷ Tư Thanh thiên phú cực tốt, thậm chí so Thanh Kiếm và Hắc Diệu, Nhược Hàm bọn họ cũng muốn tốt hơn hơn, đặt ở huyết linh tộc trong, qua mấy cao tuổi nhập thần cảnh tầng 7 tầng 8 trời, nếu là có tốt tài nguyên, đột phá đến thần vương cảnh cũng không phải không thể nào. Thằng nhóc, hơi an tâm một ít. Không nên gấp gáp, để cho lão phu thật tốt dò xét. Nói xong, Niếp Bách Kiếm mình đều có chút chù trừ. Tạo hóa cảnh và tinh khiếu cảnh, năm đó chính là bọn họ cũng chưa tới cảnh giới này,
dĩ nhiên bọn họ thời gian tu luyện cũng không dài. Ở Côn Lôn Hư, Bách Kiếm Thần Quân, Thần Đan Quân Chủ, Đoán Tạo Thần Quân. Đều có thể gọi chi là nhất phái lão tổ, thậm chí là leo đỉnh cấp tuyệt thế cường giả, nhưng ở huyết linh tộc thật nhiều cái có thể tính trung niên võ giả, hoặc giả nói là thanh niên đồng lứa, dẫu sao bước vào nhập thần cảnh sau đó thọ nguyên tăng nhiều, hỗn nguyên cảnh thậm chí có 100.000 năm thọ nguyên, hợp đạo cảnh mười mấy chục nghìn năm thọ nguyên. Dưới so sánh, Đoán Tạo Thần Quân bọn họ năm đó chiến bại, cũng có thể hiểu. Dẫu sao bọn họ mới mấy ngàn tuổi, vừa không có đứng đầu đại năng chấn giữ, nhưng bị một đám mấy chục ngàn tuổi, thậm chí hơn trăm ngàn tuổi lão cổ đồng đánh lén. Hô hô hô! Dò tra được, Thần Đan Quân Chủ thu hồi lực lượng, dài hô một hơi, nói ta biết là ai mang đi các nàng. Là một cái uy tín lâu năm phái nữ cường giả, danh hiệu là Linh Vận Tiên Tôn. Cái này lão yêu bà thực lực cường đại, khá vậy để lại một tia tung tích. Linh Vận Tiên Tôn, Tiên Tôn, Diệp Thần hai con ngươi nóng bỏng lên, Tiên Tôn, có thể được gọi là Tiên Tôn người, tất nhiên là vô cùng là mạnh mẽ hạng người. Võ giả phàm là bước vào thần vương cảnh sau đó, tất cả sẽ tự nghĩ ra danh hiệu, lấy danh hiệu làm việc, giống vậy đem danh hiệu xem được cực kỳ coi trọng. Giống như là Niếp Bách Kiếm, được gọi là Bách Kiếm Quân Chủ. Vương Càn Thiên, Thần Đan Quân Chủ. Trần An Bình, Đoán Tạo Thần Quân. Huyết Thất Dạ, Thất Dạ Thần Quân. Phàm là lấy có danh hiệu người, đều là một phe cự kình, như vậy còn cũng chỉ lấy Quân Chủ, Thần Quân, làm tên, mà Linh Vận Tiên Tôn, nhưng dám lấy Tiên Tôn làm tên, quả thực mạnh mẽ. Vì sao làm Tiên Tôn? Vạn Tiên Tôn Sư, áp đảo Vạn Tiên trên, coi là thật không thẹn cường giả. Cái này nhóm cường giả dám cướp người ta, sớm muộn có một ngày đi giết, đánh được nàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thần Đan Quân Chủ tựa hồ nhìn thấu Diệp Thần tâm tư, liền nói, vị này Linh Vận Tiên Tôn, là một vị vực ngoại cường giả, sẽ dạo chơi không thiếu hạ võ vị diện và trung võ vị diện, nhưng xuất thân từ cao võ vị diện, hơn nữa đến từ huyết linh tộc Linh Tiên Đế Cung. Đã từng, Linh Vận Tiên Tôn ở 5.000 năm trước, đi tới qua trái đất một lần. Hắn nhớ lại nói, khi đó, bản quân còn chỉ là nhập thần cảnh, được sư môn trưởng bối may mắn, gặp qua nàng một lần, cho nên nhớ nàng hơi thở. Nếu không, ta cũng không biết nàng là ai. Chỉ là, năm đó bản quân nhớ Linh Vận Tiên Tôn, rộng thi nhân nghĩa, dạy không thiếu người Côn Lôn Hư, tuy là thu làm đệ tử, nhưng thượng cổ đại chiến lúc tham chiến rất nhiều quân chủ, ít nhất có 10% bị nàng chỉ rõ. Nàng ngược lại không giống như là giết người như ngoé người nọ cửa và Bắc Cung gia tộc. Cho nên, người hai cái nhỏ tình nhân, hẳn là không có vấn đề. Linh Vận Tiên Tôn, hẳn là du lịch đến trái đất. Dẫu sao, vị này lão tiền bối thường xuyên du lịch tất cả cái địa phương, nghe là cảnh giới cổ trai một mực vị phá, cho nên như vậy. Huống chi năm đó, Linh Vận Tiên Tôn cũng không từng tổn thương người Côn Lôn Hư. Không cần phải để cho Diệp Thần chọc tới Linh Tiên Đế Cung. Linh Tiên Đế Cung, Linh Vận Tiên Tôn, Diệp Thần nắm quả đấm, nói, không nói câu nào, liền mang đi người ta. Huyết linh tộc, Linh Tiên Đế Cung, ta nhất định sẽ đi. Sau cùng hơi thở, là ở nơi nào phán đoán? Linh Thành, Thần Đan Quân Chủ ánh mắt lóe lên, thở dài một tiếng nói, không nghĩ tới, năm đó thành tựu trung chuyển thành phố Linh Thành. Giờ phút này lại có thể phân bố các phe võ giả, Diệp Thần, người phải đi huyết linh tộc, cũng chỉ có thể đi Linh Thành con đường này. Hắn thương thế khôi phục hơn nửa, đứng dậy mà nói. Mà Linh Thành chính là vậy Côn Lôn Hư thần bí nhất một tòa địa phương. Đi thông huyết linh tộc không gian truyền tống trận là ở Linh Thành bên trong. Ta dò xét quang ba chính là Linh Thành trong, phát hiện Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh cuối cùng dấu vết, tựa hồ là mấy ngày trước lưu lại. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, Linh Thành đúng không, ta nhất định sẽ đi, lấy Linh Thành là trung chuyển, ta lại đi huyết linh tộc. Linh Thành, cùng luyện thể chi địa, huyết linh bí cảnh, huyết ma núi, thậm chí chung quanh phụ thuộc vào ở Côn Lôn Hư thành trì, đất đai không giống nhau. Là một nơi tuyệt đối phong bế thành trì. Diệp Thần cũng biết chỗ này, chỉ là muốn nhập chỗ đó, quả thực có chút khó khăn. Cần nhập linh bài. Vật này là thượng cổ đại năng lưu lại. Toàn bộ Côn Lôn Hư chỉ có 3 khối, giống vậy Côn Lôn Hư vùng lân cận tiểu vị diện trong những thứ khác thế lực,
vậy mỗi người chỉ có 1-2 khối mà thôi. Là thành tựu đồng hành chi dụng đồ. Dẫu sao, Côn Lôn hư bên ngoài vị diện và thế lực không thiếu. Đều muốn đi cái này ngoại vực tìm kiếm cơ hội, thậm chí tiến vào huyết linh tộc cái này cùng cao cùng vị diện, hoặc là những thứ khác cao cùng vị diện tiến hành tu luyện. Đi những thứ khác vị diện, ngoại vực cơ hội, đối với bất kỳ một người nào thiên kiêu, đều là vô cùng khát vọng. Xem trước kia hoàng gia và người của Diệp gia thì biết, chỉ cần ra ngoại vực, khắp nơi đều là chí bảo, khắp nơi đều là công pháp cao đẳng và các loại tiên khí, chỉ cần có thực lực, liền có thể đoạt được thiên đại công pháp và tài sản. Đối với tăng lên thực lực mà nói, đơn giản là một cái thông thiên đại đạo. Nhưng là, vì phòng ngừa tuyệt đại đa số thiên tài, đều đi những thứ khác vị diệt, cho nên ở thời đại viễn cổ, thì có không thiếu đại năng hợp lực đem để dành không gian truyền tống trận linh thành phong tỏa, hơn nữa đối bên ngoài chế tạo một ít lệnh bài, quy định nhất định thời gian, mới có thể có người cầm linh bài, ngồi không gian truyền tống trận, đi những thứ khác vị diệt. Tiền bối. Côn Lôn hư nhưng có linh bài người. Đây đối với ta rất trọng yếu. Ta nhất định phải đi Côn Lôn hư linh thành. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 61.